chương 119, mang về làm đầu bếp một. Những đồ ăn này có thể hấp dẫn hắn, muốn ăn thì muốn ăn, sở duyên cũng không quấy dày tên mập mạp này xào rau. Mà lặng lặng nhìn, nhìn sắp được một nén nhang, cuối cùng mập mạp cũng xào đồ xong, động tác nhanh chóng tắt lửa, đổ đồ ăn đã nấu xong vào trong chén đĩa đã chuẩn bị sẵn. Sau khi đổ hết đồ ăn xong, mập mạp này mới quay đầu nhìn sở duyên đứng ở cửa phòng bếp, đôi mắt cẩn thận đánh giá sở duyên từ trên xuống dưới người này hình như hắn ta không quen nhưng mà trái lại bộ dạng của người này phong nhã tiên phong đạo cốt mập mạp suy tư trong đầu ngươi là ai hai ta không quen đúng không mập mạp mở miệng dò hỏi không quen gặp tức là có duyên không phải bây giờ quen rồi sao sở duyên cười đáp lại ta thấy ngươi ngửi được mùi đồ ăn mới tới đúng không ngươi đúng là đồ tham ăn mập mạp không lưu tình nói đúng vậy ta đúng là đồ tham ăn Sở Duyên gật đầu nói, mập mạp, ngươi đúng là không có ý giải thích gì hết, không cần chút mặt mũi nào. Mập mạp điên cuồng châm chọc trong lòng, mặt ngoài thì bày ra vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi muốn ăn, vậy ta phải cho ngươi ăn sao, ngươi nghĩ mình là ai? Đại năng cảnh giới kim đan hay cảnh giới nguyên anh, có rất nhiều người muốn ăn đồ ăn của ta. Còn nữa, ngươi gia nhập tông môn khi nào? Bây giờ còn là phàm nhân đúng không? Sao nhìn thấy sư huynh không chào hỏi? giọng điệu của mập mạp không tốt lắm sở duyên đứng ở cửa phòng bếp không để ý tới giọng điệu của mập mạp ánh mắt nhìn chằm chằm đồ ăn trên tay mập mạp hắn có một ý nghĩ rất lớn mật lấy mập mạp này đi vô đạo tông hắn đang thiếu một người nấu cơm cho đệ tử ăn mập mạp này nhìn tu vi cũng không được tốt lắm giống như mới vào cảnh giới luyện khí chẳng bằng lấy mập mạp này đến vô đạo tông đặc biệt nấu cơm phương pháp này có vẻ khả thi sở duyên không trả lời câu hỏi của mập mạp Ánh mắt nhìn chằm chằm mập mạp này, mập mạp. Người tên là gì? Người có linh căn gì? Trong nhà có bao nhiêu người? Năm nay bao nhiêu tuổi? Có bạn bè gì không? Đôi mắt sở duyên tỏa sáng hỏi tường tận thông tin của mập mạp này. Nhà ngươi ở biển rộng à? Quản rộng như vậy làm gì? Còn nữa, nhớ phải gọi sư huynh. Nếu không có việc gì, bây giờ ngươi có thể đi ra ngoài. Mập mạp trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, thậm chí trong lời nói vươn tay vung ra đều dùng pháp lực cực hạn của cảnh giới luyện khí. Muốn đuổi sở duyên ra khỏi sân, nói thì nói, ra tay cái gì? Sở duyên nhíu mày, cảnh giới luyện khí này dám ra tay trước mặt hắn sao? Thực sự nghĩ lão đại tương lai vô địch như hắn đang nói đùa à? Sở duyên nhìn trái nhìn phải một lát, phát hiện gần đó không có những người khác xong, pháp lực cảnh giới kim đan lập tức dâng lên, quả quyết dạy dỗ tên mập mạp này. Nửa canh giờ sau, mập mạp quần áo hỗn loạn, giang tay chân nằm hình chữ đại trên khu đất trống, vẻ mặt sững sờ, đờ đẫn trong mắt còn chưa tán đi. đây, 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 đây là thứ đồ chơi gì thế? gia hỏa xông tới này là cảnh giới kim đan sao? bây giờ đệ tử nhập môn đều là cảnh giới kim đan à? đùa cái gì thế? bên kia, sở duyên đang ngồi trên ghế đá trong sân, có vẻ đăm chiêu nhìn mập mạp này, dưới dốc lòng thăm hỏi của hắn dài tận nửa canh giờ mập mạp này đã nói hết toàn bộ mập mạp này tên lý nhị cương là một đầu bếp đồng thời cũng là đổ bỏ đi tu luyện ở trường hà tông nửa năm vẫn là cảnh giới luyện khí dựa theo lời lý nhị cương mới nói trước đây khi ở phàm tục hắn ta từng đạt được chút truyền thừa đầu bếp của giới tu tiên cho nên nấu cơm rất ngon ở trong phàm tục là đầu bếp tiếng tăm lừng lẫy sau này vì cầu tu tiên bái nhập trường hà tông chẳng qua tu luyện rất kém dưới buồn bực mới mỗi ngày tới đây nấu ăn. Ừm, Lý Nhị Cương này đúng là đồ bỏ đi. Tuy Lý Nhị Cương này là đồ bỏ đi, nhưng Sở Duyên cũng không có ý định nhận làm đồ đệ. Vì gia hỏa này là hỏa linh căn, tư chất rất tốt, chẳng qua ngộ tính thấp, cho nên mới tu luyện nửa năm vẫn là cảnh giới luyện khí sơ kỳ. Xuất phát từ cẩn thận, Sở Duyên vẫn không muốn nhận đồ đệ có thể tu luyện. Nhỡ đâu đột nhiên ngộ tính bùng nổ, tu vi dâng cao thì sao? Vì phòng ngừa ngộ nhớ, sở duyên vẫn lựa chọn lý nhị cương này về làm đầu bếp thì hơn làm đồ đệ sao không có khả năng sở duyên hắn rất cẩn thận có linh căn có thể tu luyện không được người chọn làm đầu bếp thì được nghĩ như thế sở duyên đứng dậy nhị cương đừng giả chết dậy đi ta lại hỏi ngươi ngươi nguyện ý theo ta rời khỏi trường hà tông đến tông ta đảm nhiệm vị trí đầu bếp không sở duyên chậm rãi mở miệng nói nghe thấy những lời này mập mạp Lý Nhị Cương nằm trên đất bật người dậy, đứng thẳng người nhìn về phía Sở Duyên. Đây là muốn mời hắn ta đến tông môn của đối phương sao? Chương 120: Mang về làm đầu bếp hai. Một cảnh giới Kim Đan, không có khả năng vô duyên vô cớ thành đệ tử bình thường của trường Hà Tông. Đối phương tới đây chắc chắn là có mục đích, có thể là nhân tiện thấy được tay nghề nấu ăn của hắn ta, cho nên muốn mời hắn ta tới tông môn của đối phương không biết tông môn của đối phương thuộc hạng nào nếu như tông môn của đối phương rất mạnh như vậy đối với hắn ta mà nói chưa chắc không phải cơ duyên thiên phú tu luyện của hắn ta còn đó nếu không có cơ duyên gì đời này cũng chỉ như vậy thôi nhưng nếu có được cơ duyên vậy thì tương lai hắn ta khó nói lý nhị cương nghĩ như vậy hơi thở gấp gáp hơn vì vị tiền bối này ngươi muốn ta rời khỏi trường hà tông đến tông môn của tiền bối sao không biết tông môn của tiền bối là tông môn mấy phẩm. Lý Nhị Cương nghiến răng dò hỏi, không có phẩm cấp, sở duyên không cần nghĩ ngợi trả lời một câu. Lý Nhị Cương, con mẹ nó tông môn của ngươi không có phẩm cấp, ngươi còn học người ta cướp người sao? Đôi mắt Lý Nhị Cương lập tức trở nên kỳ lạ, vừa mới dứt lời sở duyên lập tức hoàn hồn, biểu cảm nghiêm trọng. Hình như hắn nói lỡ miệng, nhìn Lý Nhị Cương mới lộ ra ánh mắt kỳ lạ, sở duyên im lặng sau khi im lặng một lúc lâu đôi mắt sở duyên sáng lên giống như nghĩ tới gì đó không phải ngươi cảm thấy ta nói tông môn ta không có phẩm chất vậy thì thực sự không có phẩm cấp đấy chứ thực sự không dám giấu giếm chuyện đó ưm đông châu có lưu truyền tông môn ẩn thế thực ra đó là tông môn của ta ngươi tin không sở duyên quyết định lấy lời đồn tông môn ẩn thế để dụ dỗ dù sao lừa người này về núi trước là được đến lúc đó mọi chuyện đều dễ nói dưới núi thiên vụ diệp lạc tiếp nhận truyền thừa xong quay về nơi này quay về rồi diệp lạc nhìn khu vực mây mù bao trùm trước mặt nhẹ giọng mở miệng vù vù gió mát thổi qua khiến áo bào của hắn ta bay phấp phới áo choàng tóc đen bị gió thổi bay lên so với diệp lạc trước khi tiếp nhận di tích thái cổ kiếm tôn diệp lạc hiện giờ trên người có thêm khí tức sắc bén tới cực hạn loại sắc bén chi khí này phối với khí tức vô hình của trời đất trên người diệp lạc nữa khiến khí chất của diệp lạc thay đổi giống như pho tượng kiếm tiền chân chính từ trên trời hàng lâm mênh mông cuồn cuộn vô hạn sắc bén vô tình giống như một khi diệp lạc rút kiếm đó sẽ là một kiếm tuyệt sát không thể tránh được sư tôn người kế thừa vô đạo tông thực sự không phải con sao diệp lạc thở dài bất đắc dĩ lẩm bẩm đạt được truyền thừa thái cổ kiếm tôn khiến hắn ta vốn ôm tâm tư hoài nghi lập tức chắc chắn khai sáng thánh địa tu luyện một phương cần số mệnh ngưng tụ mới có thể khai sáng mà số mệnh mỗi đại châu đều có hạn ví dụ như đông châu đa số đều chịu tải thánh địa một phương nhưng đông châu đã có thánh địa tu luyện đó chính là càn đế đạo tông có càn đế đạo tông tồn tại diệp lạc muốn khai sáng thánh địa tu luyện là chuyện không có khả năng trừ phi càn đế đạo tông dung chuyển số mệnh sói mòn mới có thể khiến Diệp Lạc có cơ hội ngưng tụ số mệnh, khai sáng thánh địa tu luyện. Không biết có phải trùng hợp hay không, sư tôn bảo hắn ta đến càn đế đạo tông gây chuyện một trận. Ngay cả tông chủ của càn đế đạo tông đều đã tới vô đạo tông làm đệ tử. Sao càn đế đạo tông có thể không dung chuyển? Càn đế đạo tông dung chuyển, cơ hội của Diệp Lạc đã tới. Những chuyện này, Diệp Lạc đều đã nhìn thấu. Sư tôn cũng sớm có quyết định, không cho hắn ta kế thừa vô đạo tông, mà lựa chọn để hắn ta tự mình khai sáng thánh địa tu luyện. Cho nên sớm đã lót đường cho hắn ta, khiến hắn ta làm cho cản đế đạo tông dung truyền. Chính là vì sau đó, hắn ta có thể an ổn khai sáng thánh địa tu luyện. Sư tôn à sư tôn, không ngờ tới ngài bố trí ván cờ lớn như vậy, ngay từ lúc bắt đầu, đã sắp xếp xong mọi thứ. Diệp lạc cười chua sót, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chuẩn bị lên núi hắn ta muốn đi gặp sư tôn một lần cho dù hắn ta không thể kế thừa vô đạo tông nhưng hắn ta vẫn sẽ không quên ân tình của sư tôn nếu không có sư tôn sao có diệp lạc hắn ta như ngày hôm nay diệp lạc lắc đầu cất bước đi lên núi mây mù ở xung quanh tự động nhường đường cho hắn ta hắn ta một đường từ núi thiên vụ đi lên rất nhanh đã đi tới quảng trường đại điện vô đạo tông nhìn quảng trường đại điện quen thuộc này diệp lạc cảm khái trước đây hắn ta ngồi ở đó lấy quan thiên thuật ngày đêm quan sát bầu trời ngộ đạo hiện giờ dĩ nhiên hắn ta đã là cường giả một phương đại sư huynh đúng lúc này một giọng nói truyền vào tai diệp lạc diệp lạc quay đầu lại nhìn chỉ thấy trương hàn đi từ bên quảng trường đại điện tới diệp lạc đứng ở phía trước nhìn thấy nhị sư đệ này biểu cảm không đúng lắm nếu hắn ta đoán không nhầm chính là nhị sư đệ này tương lai sẽ kế thừa vô đạo tông Chương 121, sư đệ, chúng ta so tài đi. Thay đổi cách nói, chính là nhị sư đệ này đoạt vị trí tông chủ tương lai của hắn ta. Nói không oán hận sư tôn, đó là chuyện bình thường. Nhưng đối với nhị sư đệ này, nói không oán hận là chuyện không có khả năng. Diệp Lạc hít sâu một hơi, cố kìm nén oán hận xoay người lại. Sư đệ, làm sao vậy? Diệp Lạc cười gượng mở miệng, không sao. Không phải là ta nhận ra đại sư huynh đang ở quảng trường đại điện, cho nên mới đi ra gặp mặt đại sư huynh sao, gần đây đại sư huynh tu hành thế nào? Trương Hàn nho nhã cúi người hành lễ, cười nói, rất tốt, sư đệ cũng tu hành không tệ đúng không? Diệp Lạc hỏi, đương nhiên, vốn có tâm cảnh thiếu chút nữa ta đã rối loạn, vẫn là sư tôn đúng lúc nhắc nhở ta. Khiến ta tu hành chậm một chút, hiện giờ ta vẫn luôn nắm chắc cơ sở. Trương Hàn nói chuyện tâm trạng mình thiếu chút nữa rối loạn với Đại sư Huynh. Không để ý thấy Diệp Lạc càng lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Hai, sư tôn vẫn tương đối sủng ái nhị sư đệ này. Ừm, rất tốt, sư đệ, đệ biết sư tôn đang ở đâu không? Ta muốn cầu kiến sư tôn, Diệp Lạc ho khan hai tiếng, hai tay ôm ngực nói. Đại sư Huynh, có khả năng sư tôn không ở trên núi, lúc trước ta muốn tìm sư tôn. Nhưng mà sư tôn vẫn không ra, Ta đoán sư Tôn đã không còn ở trên núi, có việc xuống núi rồi." Trương Hàn nho nhã nói, nghe thấy những lời này, Diệp Lạc sửng sốt một lát. Sư Tôn xuống núi, không ở trong tông, vậy hắn ta chỉ có thể đợi sư Tôn trở về, lại nói chuyện với sư Tôn. Nhưng mà trước đó, hắn ta quyết định hắn ta có thể phát tiết bất mãn đối với nhị sư đệ này. Nghĩ như thế, ánh mắt Diệp Lạc nhìn Trương Hàn lập tức thay đổi. Nếu sư Tôn không có ở đây, vậy đợi sư tôn trở về rồi nói sau nói đi nói lại sư đệ từ khi đệ gia nhập tông môn đệ ta còn chưa từng so tài không bằng nhân dịp bây giờ đệ ta có rảnh chúng ta so tài đi sư huynh còn chưa biết thực lực cụ thể của sư đệ đâu diệp lạc nở nụ cười rất ôn hòa nói giọng nói tràn ngập dịu dàng khiến trương hàn ngẩn người không biết vì sao hắn ta cảm thấy có chút không đúng lắm nhưng không cảm thấy không thích hợp chỗ nào sư huynh muốn so tài với hắn ta sao cũng được từ khi nhập môn hắn ta chưa từng thực chiến với người khác được đại sư huynh sư đệ cũng muốn mở mang kiến thức về thực lực chân chính của đại sư huynh nhưng mà đại sư huynh cần phải nói trước huynh nhớ nương tay nếu huynh dốc toàn lực ứng phó vậy sư đệ sẽ không đánh lại được huynh trương hàn cười nói nói hay nói hay lắm diệp lạc vô cùng sảng khoái đồng ý được vậy đại sư huynh bây giờ chúng ta bắt đầu đi trương hàn hỏi một câu nghe thấy thế toàn thân diệp lạc thấy ớn lạnh nói đùa thôi đánh ở quảng trường đại điện trong tông môn sư tôn trở về sẽ tát chết bọn họ mất hơn nữa hắn ta sợ lát nữa dốc toàn lực đập hỏng quảng trường vậy thì không tốt sư đệ so tài ở quảng trường đại điện tông môn thì không tốt lắm vẫn nên xuống núi so tài đi đúng rồi tam sư đệ đâu diệp lạc lắc đầu nói được vậy thì nghe đại sư huynh xuống núi so tài còn tam sư đệ hắn đang ở sơn động bên sườn núi dẫn địa sát luyện thể chúng ta xuống núi thuận tiện thăm hắn cũng được trương hàn mở miệng nói diệp lạc gật đầu dự định đến sườn núi xem tô cản nguyên trước sau đó lại đi so tài trương hàn không ý thức được ác ý đến từ đại sư huynh đã chuyển tới lúc này hắn ta còn vừa nói vừa cười dẫn theo diệp lạc đi lên sườn núi còn có chút nóng lòng muốn so tài núi thiên vụ chỗ sườn núi trương hàn dẫn diệp lạc đi tới nơi này còn gọi tô càn nguyên ra ba sư huynh đệ lần đầu tiên tể tụ nhìn tô càn nguyên áo bảo bay phấp với toàn thân sát khí vờn quanh đầu chọc diệp lạc sững sờ hắn ta mới không gặp tô càn nguyên có bao lâu sao đã thay đổi thành bộ dạng này rõ ràng lúc trước còn là người đàn ông trung niên uy nghiêm bây giờ biến thành tên đầu chọc nhưng mà sát khí trên người tam sư đệ này thật thú vị vậy mà khiến hắn ta cảm thấy có chút không khỏe diệp lạc đứng trước tảng đá mỉm cười thu lại vẻ mặt sững sờ tam sư đệ đã lâu không gặp đệ thay đổi có chút lớn thật diệp lạc mở miệng nói đại sư huynh chuyện này cũng không có biện pháp sư tôn truyền thụ cho ta phương pháp tu hành là tu hành luyện thể dẫn địa sát rèn luyện cơ thể là chuyện thường tóc này có khả năng sau này không mọc ra được Tô Càn Nguyên giống như nhìn ra được quái dị trong mắt Diệp Lạc, lắc đầu cười khổ. Phương pháp luyện thể rất tốt, mà sức chiến đấu cũng cường đại. Nhưng có chút tiêu hao tóc, vốn bị hàn nộ khí nhập thể xong, tóc của lão ta sẽ khó dài ra. Bây giờ lại dẫn địa sát tôi luyện nhục thân, tóc muốn dài ra sao? Không có khả năng. Những lời này vừa nói ra, Diệp Lạc và Trương Hàn đều lộ ra vẻ mặt giật mình. Nói cách khác, sư đệ này sau này vẫn có đầu bóng loáng. Đáng thương quá, hai người bọn họ đều có giá trị nhan sắc rất cao, nếu cần miêu tả, chỉ có thể dùng ba chữ Mỹ Nam Tử để hình dung. chương 122, Đại sư Huynh, Huynh gạt ta một, giá trị nhan sắc của hai người còn đó, khác biệt duy nhất chính là khí chất, khí chất của Diệp Lạc giống như kiếm tiên trên trời, không ăn khói lửa nhân gian, Trương Hàn thì càng giống người đọc sách, nho nhã hiền hòa, Mỗi một hành động việc làm đều khiến người ta có cảm giác như tẩm gió xuân. Nếu để hai người không có tóc, vậy bọn họ đánh chết đều không muốn. Sư đệ à, tóc không có thì không có, tu hành quan trọng, có thể tu hành mới là quan trọng nhất. Tóc gì đó đều không quan trọng, Diệp Lạc vỗ bả vai Tô Càn Nguyên, khuyên bảo đối phương. Đại sư huynh, ta vẫn luôn hiểu rõ, ta vốn không thèm để ý tóc, tu hành mới là quan trọng nhất, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh Đến lúc đó lại có người nào nói ta không có tóc. Dám nói vậy thì ta cho kẻ đó một quyền. Tô Càn Nguyên híp mắt, hiểu rõ đạo lý cứng rắn ở thế giới này. Thực lực làm vương, chỉ cần lão ta có thực lực, người nào dám nói lão ta không có tóc. Có người dám nói, vậy thì lão ta cho một quyền. Không có chuyện gì một quyền không giải quyết được, nếu có, vậy thì hai quyền. Đúng vậy, sư đệ nghĩ được như vậy được là tốt. Diệp Lạc hài lòng gật đầu nhìn thấy tình hình hiện giờ của tam sư đệ hắn ta cũng an tâm đúng rồi tam sư đệ ta định xuống chân núi so tài với đại sư huynh một lát để có muốn đi quan sát một lát không trương hàn đột nhiên nhớ tới chuyện này mở miệng mời tốt xấu gì hắn ta và đại sư huynh đều xem như là cường già so tài nói không chừng người quan sát có thể được lợi nghe thấy những lời này tô càn nguyên sửng sốt một lát đại sư huynh và nhị sư huynh so tài sao một người đạo vận trời cho kiếm khí muôn vàn một người nhất niệm thành trận trận pháp vô song hai vị này so tài vậy chỉ sợ sẽ vô cùng đặc sắc tuy chuyện này không liên quan tới luyện thể của lão ta nhưng không xem mà nói tô cản nguyên sẽ cảm thấy vô cùng tiếc nuối xem chắc chắn phải xem đi xem một chút đại sư huynh nhị sư huynh hai người so tài ta chắc chắn phải đi xem Tô Càn Nguyên vội vàng mở miệng, Diệp Lạc và Trương Hàn đương nhiên đều không có ý kiến. Ba người nói chuyện một lát thì đi xuống núi, đến dưới chân núi Thiên Vụ. Trương Hàn vốn định so tài ở nơi này, ai biết Diệp Lạc bảo bọn họ tiếp tục đi, rời khỏi phạm vi núi Thiên Vụ hãy so tài. Trương Hàn và Tô Càn Nguyên cảm thấy mờ mịt, nhưng không dám làm trái ý của Đại sư Huynh, chỉ có thể tiếp tục tiến về trước. Ba người một đường đi tới dãy núi nhỏ cách núi thiên vụ hơn vạn mét, lúc này mới dừng lại. Trương Hàn đi ở phía trước nhìn đường núi gập ghềnh ở xung quanh, không khỏi nhíu mày. Đại sư Huynh dẫn bọn họ tới nơi này làm gì? Ở đâu so tài chẳng được? Vì sao cứ phải tới nơi này? Chẳng lẽ bọn họ so tài còn có thể đánh nát núi thiên vụ? Không có khả năng, chỉ là so tài mà thôi. Trương Hàn Hoang mang nhìn bóng lưng Diệp Lạc. Đại sư Huynh, bây giờ chúng ta bắt đầu so tài đi. Trương Hàn mặt ngoài vẫn vô cùng nho nhã, mở miệng nói. Ừm, um, vậy bắt đầu đi, đúng rồi, tam sư đệ, đệ đi xa một chút, tránh để ta và nhị sư huynh đệ so tài làm ngộ thương tới đệ. Diệp Lạc xua tay nói, những lời này vừa nói ra, tô càn nguyên kinh ngạc một lát, nhưng không đặt câu hỏi, mà ngoan ngoãn lùi về sau. Còn Trương Hàn, hiện giờ hắn ta càng thêm ngây người, không phải nói chỉ so tài thôi à, vì sao lại nghiêm túc như thế, còn bảo tam sư đệ cách xa một chút, vị đại sư huynh này không phải là muốn đánh ta đấy chứ. Trương Hàn nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt cứng đờ. Đại sư huynh, chúng ta so tài mà thôi, huynh chắc chắn nhường ta đúng không? Trương Hàn thật cẩn thận hỏi một câu, chuyện đó thì chắc chắn, nhị sư đệ, để yên tâm đi. Diệp Lạc cười hì hì gật đầu, đại sư huynh, huynh thực sự nhường ta đấy chứ, thật, thật, vậy đại sư huynh, huynh ra chiều trước đi ta đề nghị đệ bày trận trước, thực sự, đệ bày trận trước đi. Không không không, huynh là đại sư huynh, huynh ra chiều trước đi. Sau khi nói chuyện với nhau một lát, Trương Hàn cố ý nhường Diệp Lạc ra chiều trước. Diệp Lạc không có biện pháp, thở dài một hơi, lại nhìn về phía Trương Hàn. Sư đệ à sư đệ, cho ngươi ra chiều trước, sao ngươi không cần? Ngươi là người thừa kế vô đạo tông trong tương lai, vậy thì phải thông minh lanh lợi một chút, đâu thể nho nhã lễ độ như vậy bảo người ta ra chiêu trước một khi đã như vậy sư huynh như ta phải dạy dỗ người thật tốt một trận vậy sư đệ ta ra chiêu trước đây diệp lạc lắc đầu nói sư huynh cứ việc ra trương hàn còn chưa kịp nói xong giọng nói dừng lại ở trong tầm mắt của hắn ta bỗng nhiên trong lúc này kiếm phong bay đầy trời vô cùng vô tận đạo vận ngưng tụ thành vô số sát phạt chi khí dây dưa cùng một chỗ với phi kiếm lực áp bách cường đại trấn áp xuống chỉ trong nháy mắt, dãy núi này bị lực áp bách dẹp yên. Đá vụn bay tung tóe, cây cối đứt ở giữa, giống như mạt thế hàng lâm. Chương 123, Đại sư huynh, huynh gạt ta hai. Đại sư huynh, huynh gạt ta, gương mặt Trương Hàn cứng đờ, mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn ta vội vàng muốn mượn Thái Âm tinh chi lực, nhất niệm thành trận, chống đỡ công kích của Diệp Lạc. Nhưng trong đầu hắn ta nghĩ thần đồ Thái Âm tinh, Thái Âm tinh lại không có một chút phản ứng gì. Trái tim của Trương Hàn thấp thỏm, lúc này Thái âm tinh đã mặc kệ rồi sao? Bên ngoài dãy núi nhỏ, Tô Càn Nguyên đang không chút để ý lùi về sau, trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Không phải nói so tài một trận sao, Đại sư Huynh lại bảo lão ta lùi ra phía sau, đây là sợ ngộ thương tới lão ta à? Ồ, ha ha, ha ha ha, dù sao lão ta cũng so được lực lượng với chút cơ hậu kỳ, hơn nữa cơ thể được dẫn địa sát rèn luyện cho cảnh giới kim đan bình thường cũng chưa chắc phá vỡ được cơ thể lão ta tạo thành thương tổn với lão ta còn sợ ngộ thương tới lão ta sao tô càn nguyên bày tỏ mình không tin so tài một trận chẳng lẽ hai sư huynh còn có thể đánh tới cấp bậc như cảnh giới nguyên anh cảnh giới hóa thân sao có thể ngộ thương tới lão ta không phải lão ta khoác lác nếu thực sự có thể ngộ thương tới lão ta nhìn thấy dãy núi nhỏ này chưa lão ta có thể ăn toàn bộ dãy núi nhỏ này không để lại chút cặn nào, ngay cả hòn đá nhỏ lão ta cũng nuốt hết. Tô Cản Nguyên nghĩ, nhìn khoảng cách một lát, hẳn là đủ, tùy ý tìm một hòn đá nhỏ. Chuẩn bị xoay người lại quan sát, đúng lúc này, một tiếng rầm vang lên, lực áp lực cường đại rầm rầm hàng lâm, chân áp cả dãy núi nhỏ, mặt đất nứt ra vô số khe hở, từng cái cây như bị thứ gì đó cắt qua, đứt đoạn ở giữa, vô số cục đá bay tán loạn xung quanh. Bùm! Tô Càn Nguyên hoàn toàn không có sức lực phản kháng, bị ép nằm sấp trên mặt đất, hôn lên mặt đất. Một lúc lâu sau, Tô Càn Nguyên mới thích ứng được lực áp bách đột nhiên xuất hiện. Toàn thân quấn quanh sát khí, rất miễn cưỡng đứng dậy. Lão ta ngẩng đầu nhìn, đồng tử co rụt lại. Không biết từ lúc nào bầu trời mờ tối, kiếm bay đầy trời, đạo vận rất mạnh ngưng tụ thành hình vờn quanh phi kiếm, mơ hồ có thế trần áp bầu trời. Lực áp bách cường đại từ trên bầu trời hàng lâm muốn chấn áp toàn bộ chuyện này đây là đại sư huynh đang phát lực sao tô càn nguyên sững sờ không đợi lão ta lấy lại tinh thần chỉ thấy đột nhiên lại gió nổi mây phun ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng mây tối tăm chiếu xuống bên dưới ngay sau đó từng trận văn mang theo ánh lửa sinh ra từ đằng xa lan tràn mà đến chỉ trong nháy mắt bao trùm mặt đất dưới người tô càn nguyên tô càn nguyên còn đang ở trong trạng thái sững sờ những trận văn này lại bốc cháy lên từng đợt hỏa diễm rất nóng trên người tô càn nguyên lập tức bị dính hỏa diễm may mà địa sát chi khí trên người lão ta đủ lập tức che giấu hết hỏa diễm lúc này trong lòng tô càn nguyên rất hỗn loạn đại sư huynh và nhị sư huynh không phải nói muốn so tài sao tư thế nề con mẹ nó mà gọi là so tài đây là đang liều mạng đúng không sư tôn sư tôn người ở đâu mau trở về ngăn cản hai vị sư huynh điên rồi không đợi tô càn nguyên nghĩ nhiều đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua cơ thể tô càn nguyên không thể khống chế giống như diều đứt dây bay phần phật ra ngoài trong dãy núi diệp lạc đứng trong không trung dưới chân đạp phi kiếm bên cạnh là vô tẫn kiếm hồ trôi nổi từng phi kiếm không ngừng bay từ trong hồ lô ra đạo vận cường đại tỏa từ người hắn ta ra khí thế của hắn ta lập tức bay thẳng lên tới cảnh giới hóa thần nhưng đây cũng không phải là toàn lực của diệp lạc Diệp Lạc đạt được truyền thừa của Thái Cổ Kiếm Tôn, thực lực đã sớm đạt tới cảnh giới độ kiếp. Diệp Lạc không có ý dùng toàn lực, bởi vì hắn ta nhìn nhị sư đệ của hắn ta, rất không đúng, ở trong tầm mắt của Diệp Lạc, trong dãy núi nhanh chóng tạo thành trận pháp, uy năng giống như chỉ có cảnh giới nguyên anh sơ kỳ. Chẳng lẽ nhị sư đệ này chỉ có thực lực cấp bậc như vậy? Diệp Lạc có chút không tin, cho nên không tính toán phát động công kích, mà đợi nhị sư đệ này bày trận xong nếu không thì ngay vừa rồi hắn ta đã phát động công kích còn trương hàn hiện giờ hắn ta đang vội trong đầu điên cuồng cấu tứ thần đồ thái âm tinh nhưng thái âm tinh không có bất cứ phản ứng gì lúc này vẻ mặt trương hàn âm trầm không có thái âm tinh giúp đỡ sức chiến đấu của hắn ta sẽ giảm đi nhiều trương hàn không biết phải làm sao chỉ có thể nghĩ ra thái dương tinh bày cửu ngục khốn long trận vây khốn mình lại sợ bị đại sư huynh treo lên đánh trong lòng hắn ta điên cuồng suy nghĩ biện pháp, nhưng tạm thời, căn bản không nghĩ ra được biện pháp gì. Hắn ta xem như đã nhìn ra, đại sư huynh đâu muốn so tài với hắn ta, rõ ràng là muốn đánh hắn ta. Nhị sư đệ, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, sư huynh muốn lĩnh giáo trận pháp của đệ một chút. Đúng lúc này, giọng nói của Diệp Lạc truyền tới, chương 124, huynh đừng tới đây, đại sư huynh khoan đã, chương hàn lớn tiếng nói bên ngoài trận pháp kiếm bay đầy giọng nói căn bản không truyền ra được nhìn thấy cảnh tượng này trương hàn hít sâu một hơi khoanh chân ngồi xuống cố gắng khiến mình ổn định lại nhắm chặt hai mắt hắn ta coi như không có động tĩnh ở bên ngoài trong đầu nghĩ tới thần đồ thái âm tinh lần nữa lần này hắn ta nghĩ vô cùng cẩn thận không còn giống như bình thường ít ỏi qua loa muốn mượn lực ong trêu bầu trời ánh sáng mặt trời còn chưa tản đi thái âm tinh xuất hiện ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, chiếu lên người Trương Hàn. Chỉ trong nháy mắt, khi thế của Trương Hàn thay đổi, chỗ tìm một đám phủ văn cổ xưa bay ra, trốn vào bốn phương tám hướng. Hàn khí cuồn cuộn bay lên, một cự nhân hàn khí nhanh chóng ngừng tụ mà thành, thái âm tinh thần đại trận. Khi đó Trương Hàn thử khống chế hai đại trận, đây cũng là lần đầu tiên Trương Hàn thử cùng khống chế hai đại trận. Hắn ta đã thành công, cùng khống chế hai đại trận chỉ là giả thiết, không ngờ tới trong lúc mơ màng hồ đồ vậy mà thành công có thể cùng thao tác hai đại trận sức chiến đấu của ta tuyệt đối đạt tới cảnh giới hóa thân tuy không biết vì sao đại sư huynh muốn đánh ta nhưng bây giờ đại sư huynh không có khả năng khiến ta bị thương được trương hàn ngồi khoanh chân lẩm bẩm nói trong đôi mắt hắn ta tràn ngập tự tin ngay sau đó trương hàn đứng dậy khống chế cự nhân hàn khí chuẩn bị tấn công diệp lạc trên bầu trời bên kia diệp lạc thấy vậy lắc đầu cười vẫy tay một thanh phi kiếm rơi lên trên tay hắn ta phi kiếm vào tay tự động biến ảo thành trường kiếm diệp lạc tay cầm trường kiếm giống như biến thành một người khác khí tức thái cổ tịch diệt tràn ngập ra đôi mắt diệp lạc càng trở nên tối đen ánh mắt nhìn kỹ phía dưới giống như thần linh quan sát nhân gian hắn ta nhẹ nhàng xua tay chém một kiếm về phía cự nhân hàn khí kia dâm một kiếm chém ra kiếm quang quét ngang mà tới lấy tốc độ quỷ dị chém về phía cự nhân hàn khí giống như xuyên qua không gian chỉ trong nháy mắt vậy mà kiếm quang xuyên qua cự nhân hàn khí dầm kiếm quang đảo qua cự nhân hàn khí chém vào mặt đất một khe hở to nghiền nát mà ra đất đá bay tán loạn cự nhân hàn khí đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích ngay sau đó cự nhân hàn khí nghiền nát hóa thành vô số hàn khí tiêu tán trong trời đất Thái âm tinh thần đại trận lập tức nghiền nát, nụ cười vô cùng tự tin của Trương Hàn lập tức cứng ngắc. Trận pháp sát phạt mà hắn ta am hiểu nhất, cứ thế không còn nữa. Không đỡ nổi một lát sau, đợi đã, đợi một chút. Không phải, Đại sư Huynh, Huynh bay tới làm gì? Huynh đừng tới đây, Trường Hà Tông, khu cư trú của đệ tử bình thường. Hiện giờ Sở Duyên đang ở trong sân, lúc này Sở Duyên đang ngồi trước bàn trong một sương phòng nhấm nháp mỹ thực trên bàn. Ở trước mặt hắn, Lý Nhị Cương vì hắn làm đầy bàn đồ ăn. Có đủ loại món ăn, đặt đầy một bàn, thậm chí cái bàn không có chỗ bỏ, có mấy món đều xếp trên món ăn khác. Tông chủ, người ăn nhiều một chút, dọn chỗ ra đi, món ăn này sắp làm xong, cái bàn đã không còn chỗ để. Giọng nói của Lý Nhị Cương truyền từ bên phòng bếp chỗ sân tới. Sở Duyên lạnh nhạt đáp lại, chậm rãi ăn đồ ăn trên bàn. Vừa ăn, vừa nhìn về phía phòng bếp thông qua lừa gạt của hắn cuối cùng cũng khiến đầu bếp này tin tưởng chuyện hắn là người của tông môn ẩn thế nói ra lần này lừa gạt ngay cả sở duyên đều cảm thấy rất kỳ lạ hắn vốn nói rất nhiều với lý nhị cương cái gì mà có được hay không nào là đạo bất đạo pháp bất pháp nói một đống lớn mập mạp chết bầm này lại không tin cuối cùng lý nhị cương hỏi sở duyên tông môn tên là gì sở duyên nói câu vô đạo tông Mập mạp này lập đồng ý, thái độ trở nên tốt hơn nhiều. Chuyện này khiến Sở Duyên cảm thấy mờ mịt, chẳng lẽ tông môn ẩn thế chân chính cũng tên là Vô Đạo Tông? Tông môn của hắn trùng tên với tông môn ẩn thế chân chính rồi hả? Có lẽ chính là trùng tên, có nên đổi tên tông môn hay không nhỉ? Nhớ đâu sau này người ta vì chuyện này mà tới gây sự. Vậy chẳng phải ta rất oan sao? Sở Duyên nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, nhưng mà cũng không coi là quan trọng. Tông môn của hắn không có mấy người, điển hình là tông môn ba không, không phẩm cấp không giấy phép không khế đất. Tông môn ẩn thế người ta là tông môn lớn như vậy, sao có thể so đo với tông môn nhỏ bé như thế? Trái lại loại chuyện mượn ra hổ lừa gạt người khác này, sau này ít làm một chút. Nhỡ đâu thực sự bị người của tông môn ẩn thế phát hiện ra. Vậy hắn sẽ xong đời, ưm, ừ, sau này ít làm thì hơn, nhưng bứt ra hổ như vậy, đúng là vô cùng thoải mái. Ngay khí sở duyên nghĩ như vậy, Lý Nhị Cương ở bên ngoài bưng món ăn cuối cùng tới. Tông chủ tông chủ, tới đây, món ăn cuối cùng, nhanh dọn vị trí, tông chủ ngài đừng nhúc nhích, để ta làm cho. Lý Nhị Cương tay cầm cái đĩa, một tay khác dọn vị trí, đặt món ăn cuối cùng này lên. chương 125, một bữa cơm ba vạn lượng hoàng kim. Hắn ta đặt món ăn xuống, còn dọn dẹp một số chén đĩa đã ăn hết. Sở Duyên nhìn thoáng qua món ăn này, gật đầu, thực ra hắn đã ăn no, lên nhiều đồ ăn như vậy chỉ có thể lãng phí. Hắn vốn không định ăn nhiều như thế, bảo Lý Nhị Cương tùy tiện làm mấy món là được. Kết quả Lý Nhị Cương này cố chấp muốn làm 49 món, nói đồ ăn của Sở Duyên không thể tùy tiện. Chuyện này cũng khiến Sở Duyên rất bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhiều đồ ăn như vậy, hắn một miếng đều có thể no. Nếu chỉ là đồ ăn bình thường Sở Duyên dùng pháp lực tiêu hóa lập tức sẽ tốt hơn. Nhưng những món ăn này rất khác biệt, Sở Duyên dùng pháp lực không tiêu hóa được, chỉ có thể đợi đồ ăn tự động tiêu hóa. Nhưng mà Sở Duyên phát hiện, theo thời gian trôi qua, vậy mà tiêu hóa đồ ăn có thể tăng pháp lực của hắn. Còn gia tăng nhiều, nhiều hơn hắn khổ tu rất nhiều. Sở Duyên loáng thoáng có một số suy đoán, hẳn là những nguyên liệu nấu ăn có tính phi phàm, có điều Sở Duyên không hỏi, cũng không thể chắc chắn nhị cương những món ăn ngươi làm không tệ hẳn là dùng nguyên liệu đặc biệt nấu ăn đúng không sở xuyên bỏ đũa xuống mở miệng dò hỏi đúng vậy tông chủ đều là thịt một số yêu thú cùng với một số nguyên liệu có chút linh trí dùng nguyên liệu như vậy nấu ăn cho tông chủ không tính là đặc biệt chỉ có thể tính là rất miễn cưỡng gương mặt lý nhị cương tràn ngập thật thà phúc hậu cười hì hì giống như có tin mừng ừm không tệ nhưng mà những nguyên liệu nấu ăn này Hẳn là rất đắt tiền đúng không?" Sở Duyên ở mặt ngoài thuận miệng hỏi, cố giữ bình tĩnh lắng nghe, muốn nghe một chút về giá cả của những nguyên liệu nấu ăn này. "Không đắt, ta dùng tiền dự trữ của ta mua, tích góp chỉ có 300 linh thạch hạ phẩm mà thôi, không tính là đắt." Lý Nhị Cương cười hì hì nói, nghe thấy những lời này, Sở Duyên ở bên cạnh sửng sốt. "Linh thạch đó, hắn từng nghe nói, cho dù là tiền ở giới tu tiên, cũng có thể dùng để tu luyện." lão sở hắn vẫn luôn muốn nhìn một viên linh thạch, chẳng qua vẫn không có cơ hội. Đúng rồi, tỷ lệ linh thạch đổi ra hoàng kim là bao nhiêu? Sở duyên nhăn mặt, suy nghĩ, hắn nhớ hình như từng nghe trưởng quầy của khách điếm tiền túy nói. Ồ, đúng rồi, hắn đã nhớ ra, một linh thạch hạ phẩm đổi được trăm lượng hoàng kim. Hả, ồ, một linh thạch hạ phẩm tương đương với trăm lượng hoàng kim. Bữa cơm hôm nay của hắn ăn 300 linh thạch hạ phẩm. Nói cách khác, là ba vạn lượng hoàng kim, trong lòng sở duyên sắp hộp máu, hắn ăn cái quỷ ấy, ba vạn lượng hoàng kim đó, một bữa cơm ăn ba vạn lượng hoàng kim, nhà ai ăn cơm, ăn một bữa mà mất ba vạn lượng hoàng kim. Ba vạn lượng hoàng kim này trực tiếp cho ta, không tốt hơn sao? Trong lòng sở duyên rất buồn bực, mặt ngoài vẫn giả bộ rất bình tĩnh. Nhưng chuyện này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, Lý Nhị Cương ở bên cạnh không chú ý tới những chuyện này nhìn vị này giống như đã ăn no hắn ta không khỏi cười thật thà phúc hậu tông chủ ngài đã ăn no chưa lý nhị cương thật cẩn thận cười hỏi ăn ăn no rồi gương mặt sở duyên cứng ngắc nặn mấy chữ từ kẽ răng ra một bữa cơm ba vạn lượng hoàng kim hắn có thể không ăn no sao chuyện đó tông chủ không biết khi nào chúng ta về tông môn lý nhị cương xoa hai tay cười tít mắt hỏi một câu những lời này vừa nói ra sở duyên còn đang buồn bực sửng sốt một lát mập mạp này muốn về vô đạo tông như vậy sao không đúng mập mạp này muốn về là tông môn ẩn thế vô đạo tông chân chính mà không phải vô đạo tông giả của hắn thôi không sao đến vô đạo tông mập mạp này còn có thể chạy được sao nhưng mà hiện giờ không thể trở về ít nhất cũng phải đợi thêm mấy ngày nữa lại trở về hắn phải học một số công pháp của trường hà tông mới được nếu không thì hắn tới nơi này một chuyến không phải là tốn công sao sở duyên im lặng nghĩ đợi thêm mấy ngày nữa bổn tọa còn có một số việc cần phải làm qua mấy ngày nữa lại dẫn ngươi rời khỏi trường hà tông ngươi thu dọn đồ trước đi qua mấy ngày nữa bổn tọa sẽ dẫn ngươi rời đi sở duyên xua tay nói lý nhị cương nghe thấy thế vội vàng gật đầu hưng phấn chạy ra ngoài muốn đi thu dọn đồ cùng vị này quay về vô đạo tông một đường chạy về viện mình Vui sướng không nhịn được, nhảy dựng lên, Sở Duyên ngồi trước bàn nhìn bóng lưng Lý Nhị Cương rời đi. Đôi mắt nheo lại, dựa theo nước chảy thông thường, không có biện pháp mà nói, vậy thì đi một số con đường không chính quy. Sở Duyên sờ cằm, trong lòng đã có ý nghĩ. Ban đêm, cả khu cư trú của đệ tử bình thường ở trường Hà Tông đều rơi vào trong yên tĩnh. Đệ tử ở khu vực này đa số vẫn là phàm nhân, cũng cần phải nghỉ ngơi. Tiến vào ban đêm, những đệ tử này đương nhiên đều đã nghỉ ngơi. Chuyện này cũng dẫn tới khu vực này vô cùng yên tĩnh. Chỉ có âm thanh côn trùng kêu vang, một bóng người lặng yên không một tiếng động hành tẩu trong đường phố khu vực này. Chương 126, cảnh giới Kim Đan nào rảnh rỗi như vậy một. Người này đúng là Sở Duyên, Sở Duyên dùng pháp lực bao bọc hai chân, hành tẩu ở giữa ngã tư đường, lúc này mới không có âm thanh. Còn Sở Duyên muốn làm gì? đương nhiên là đi tìm chỗ để công pháp của trường hà tông theo như lời mập mạp lý nhị cương trường hà tông có rất nhiều nơi để công pháp ví dụ như khu vực đệ tử phàm nhân có công pháp các của khu vực đệ tử phàm nhân khu vực đệ tử tinh anh có công pháp các khu vực đệ tử tinh anh phân ra vô cùng rõ ràng nơi mà sở duyên muốn tới chính là công pháp các khu vực đệ tử phàm nhân đừng hỏi vì sao hỏi thì chính là nghe nói công pháp các này chỉ có một trưởng lão cảnh giới kim đan chấn thủ. Nếu hắn không cẩn thận nhìn lén bị lộ, cũng có thể nhanh chóng chạy trốn. Một cảnh giới kim đan hẳn là không hạ được hắn, hẳn là như thế, ưm, ừ, hẳn là như vậy. Thực ra sở duyên cũng cảm thấy mê mang, sức chiến đấu của hắn mạnh cỡ nào. Chủ yếu là vì sở duyên chưa bao giờ đánh nhau với tu sĩ khác. Một lần cũng không có, cho nên sở duyên vẫn luôn không biết sức chiến đấu của mình mạnh cỡ nào nhưng sở duyên rất có tự tin một cảnh giới kim đan bình thường chắc chắn không hạ được hắn sở duyên hắn cảnh giới kim đan nào đến cũng vô dụng sở duyên nghĩ động tác dưới chân cũng không chậm chỉ trong nháy mắt hắn đã đi tới trước một tòa tiểu lầu các dựa theo lời lý nhị cương mới nói tòa tiểu lầu các này là công pháp các khu vực này chỉ vậy à công pháp các của trường hà tông ở đây sao đứng trước tiểu lầu các này, sở duyên sửng sốt rất lâu. Hắn còn tưởng công pháp các của trường Hà Tông to cỡ nào cơ. Thì ra chỉ như vậy, tòa tiểu lầu các này, điện truyền pháp nhà hắn có thể nghiền áp tiểu lầu các này gấp N lần. Luận về khí phái hay là diện tích, đều mạnh hơn tiểu lầu các này nhiều lần. Có lẽ vì đây chỉ là công pháp các khu vực đệ tử bình thường. Công pháp các khác trong trường Hà Tông hẳn là không phải bộ dạng như vậy. Sở Duyên ngẩn ngơ một lát, Cất bước đi vào tiểu lầu các. Cửa tiểu lầu các không ngăn được sở duyên. Sở duyên dùng pháp lực bao trùm, lặng yên không một tiếng động đẩy cửa ra. Trong lầu các đặt hàng loạt giá sách, lộ ra hương vị thư hương. Thần thức của sở duyên khẽ đảo qua. Phát hiện trong lầu các không có ai, hắn an tâm. Sở duyên nhanh chóng đi tới trước một giá sách, vội vàng cầm một quyển sách lên xem. Tật phong thân pháp, tật phong thân pháp, một loại thân pháp sao? nhìn có vẻ không tệ lắm hắn đang cần không đúng hình như hắn cái gì cũng thiếu sở duyên vội vàng mở quyển sách này cẩn thận xem vừa nhìn hắn lập tức ngây người quyển sách này nói gì thế mở đầu đã nói cái gì mà phải cảm nhận được lực lượng của gió gió lưu động mọi thứ về gió lại chậm rãi nắm gió trong tay ngưng tụ tật phòng ở dưới chân cùng gió hòa làm một thể gió ở chỗ này đã nện bước chỗ đó phong cách quen thuộc này hình như từng thấy ở đâu đó. Đúng vậy, trương tam kia, hắn ngồi nhiều pháp quyết giả như thế, bây giờ được đặt ở đống sách trong điện truyền pháp. Những sách giả này, viết giống y như đúc phong cách của bản tật phong thân pháp này. Phong cách lừa gạt người khác, sở duyên híp mắt, giống như hiểu rõ gì đó. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Sở duyên đứng bật dậy, giống như đã hiểu ra được gì đó. Trương Tam kia đúng là có bản lĩnh, có thể chỉnh sửa một đống pháp quyết giả như vậy, Bây giờ xem ra, những quyển pháp quyết đều là bản nhái cấp cao. Cứ thật, chân tam này đúng là có bản lĩnh. Sở Duyên cảm thấy bội phục tên mình gặp lúc trước, hít sâu một hơi. Tiếp tục lật xem quyển sách trên tay, lại sau đó là một bức vẽ khung xương cơ thể người. Trên bức vẽ có mấy điểm đỏ, phía trên dấu hiệu có một số văn tự. Những dòng này khiến Sở Duyên cảm thấy sững sờ. Hắn phát hiện, hắn xem không hiểu, khúc dạo đầu còn tạm phía sau hắn thực sự không hiểu gì chuyện này không thể trách sở duyên hắn ngay cả pháp quyết tu luyện cơ sở giai đoạn đầu cảnh giới luyện khí còn cần giảng dài bản bí tịch thân pháp này hắn có thể hiểu được mới lạ thực sự là một đống bí tịch ở trước mặt toàn bộ đều không thể đọc sao chẳng lẽ hắn cứ rời đi như vậy à hắn không cam lòng hay là đóng gói tất cả số sách này suốt đêm mang đi sở duyên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu mang những quyển sách này đi Vậy hắn có thể chậm rãi nghiên cứu. Nhưng mà, có phải hơi quá đáng hay không? Thôi, hắn tin tưởng Trường Hà Tông có thể hiểu rõ bất đắc dĩ của hắn. Trên người hắn cũng không có tiền, chỉ có thể ngày sau lại báo đáp. Sở Duyên đánh giá một lát, im lặng nhớ kỹ tên Trường Hà Tông. Đợi tương lai hắn trở thành vô thượng, chắc chắn sẽ báo đáp tông môn này. Ừm, nhất định như thế. Chương 127, cảnh giới kim đan nào rảnh rỗi như vậy hay? Sở duyên rung rung tìm một mảnh vải to, vô cùng nhanh nhẹn lấy hết sách trên giá sách xuống. Thực ra không tính là nhiều, chỉ hơn 20 cuốn. Sau khi sở duyên lấy đi, quyết định rất nhanh, xoay người rời đi, khiêng một cái túi to, đi tìm Lý Nhị Cương. Dẫn theo Lý Nhị Cương, sở duyên lập tức chuồn đi. Nhân lúc bóng đêm, điều khiển Pháp Vân rời khỏi trường Hà Tông. Đệ tử thủ vệ của trường Hà Tông chỉ là cảnh giới trúc cơ đầu phát hiện ra sở duyên đã rời đi. Sở duyên một đường rời đi, không bị bất cứ người nào ngăn cản, rời đi vô cùng thuận lợi. Chuyện công pháp các khu vực đệ tử bình thường bị mất trộm, mãi đến sáng ngày hôm sau mới bị phát hiện. Tin tức này truyền ra, bị tông chủ trường Hà ngụy Trang thành đạo sư truyền pháp biết được trước tiên. Cái gì? Công pháp các bị mất trộm? Đống công pháp bỏ đi đó cũng bị người ta trộm sao? Có pháp lực cảnh giới kim đan dao động à? ngươi đang nói đùa à đống công pháp bỏ đi đó có gì đáng để trộm một cảnh giới kim đan đi trộm đám công pháp bỏ đi này làm gì còn chạy trốn rồi hà ngươi chưa tỉnh ngủ hay là ta chưa tỉnh ngủ tông chủ trường hà lập tức cảm thấy không có khả năng trong công pháp các khu vực đệ tử bình thường có thứ gì thực sự chỉ là một số công pháp bỏ đi dùng để trang trí mà thôi tuy ở mặt ngoài là nói có trưởng lão cảnh giới kim đan chấn giữ nhưng chỉ là nói một chút mà thôi thực tế cảnh giới kim đan đâu rảnh đi quản công pháp các đó nhưng công pháp các như vậy cũng bị mất trộm sao cảnh giới kim đan nào rảnh rỗi như thế không đúng tông chủ trường hà đột nhiên nghĩ tới gì đó mở to hai mắt nhìn trường hà tông trong điện đường khu vực đệ tử bình thường tông chủ trường hà đang đi qua đi lại trên mặt tràn ngập lo lắng lão ta phái triệu trưởng lão đi điều tra thông tin không biết hiện giờ kết quả thế nào điều này khiến lão ta có chút sốt ruột cho nên mới đi qua đi lại trong điện đường một lát sau một tia lưu quang bay qua triệu trưởng lão đi vào trong điện đường vẻ mặt cũng rất sốt ruột tông chủ giống như ngươi nói vị đó không thấy nữa còn có một đệ tử tên lý nhị cương cũng không thấy nữa triệu trưởng lão vội vàng nói những lời này vừa nói ra tông chủ trường hà vẫn đang đi qua đi lại lập tức dừng bước bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra lão ta lão ta đã hiểu thì ra là như vậy chuyện công pháp các khu vực đệ tử bình thường bị mất trộm chắc chắn là do vị đó làm chẳng trách chẳng trách vị đó sẽ giả bộ như cảnh giới kim đan còn làm đệ tử của trường hà tông rõ ràng cho thấy đang du hí nhân gian nếu lão ta đoán không sai vị nào đó muốn thể nghiệm làm cuồng đồ pháp ngoại cho nên mới làm như thế biết cách chơi đúng là biết cách chơi tông chủ trường hà lộ ra nụ cười toàn bộ đều đã sáng tỏ xem ra đây là lạc thú của cường giả chân chính du hí nhân gian thể nghiệm thân phận khác nhau một khi đã như vậy vậy lão ta chắc chắn phải nhúc nhích tay tượng trưng khiến vị này cảm nhận được nhiều mới được ý của vị này ta đều đã rõ thực ra vị này muốn thể nghiệm cuộc sống mà thôi nếu như mất trộm đều là một số công pháp bỏ đi vậy thì không cần để ý nhưng nếu vị này muốn thể nghiệm cuộc sống vậy chúng ta chắc chắn phải phối hợp một chút triệu trưởng lão nhanh đi truyền lệnh bảo mười trưởng lão cảnh giới kim đan trong tông đuổi bắt vị này nhưng nhớ kỹ chỉ có thể đuổi theo không được tùy ý phát động công kích tránh mạo phạm tới vị đó còn nữa đuổi theo thì đuổi theo chỉ cần khiến vị này thể nghiệm cuộc sống là được trăm ngàn lần đừng quá mức tông chủ trường hà chỉ sốt ruột một lát cười to nói vẻ mặt triệu trưởng lão hoang mang không rõ chân tướng nhưng sau khi tông chủ trường hà giải thích một lát hoàn toàn tỉnh ngộ xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh tông chủ trường hà đứng tại chỗ sở cầm, nhìn bầu trời bên ngoài điện phủ vị này sẽ hài lòng chứ chật chật đây là cuộc sống hàng ngày của lão đại sao cũng đúng cảnh giới của vị này chỉ sợ không biết đạt tới mức độ nào thay vì tu luyện không bằng tôi luyện trong hồng trần khi nào lão ta mới đạt tới cảnh giới như vậy đây tông chủ trường hà thở dài một hơi tông chủ trường hà không biết rằng một chiêu để sở duyên trải nghiệm cuộc sống của lão ta suýt hù chết sở duyên khi sở duyên cảm nhận được phía sau có cảnh giới kim đan đuổi theo sợ tới mức hồn phi phách tán dùng hết toàn lực bay nhưng cho dù sở duyên dùng hết sức lực cũng không thể thoát khỏi đám cảnh giới kim đan ở phía sau rơi vào đường cùng sở duyên chỉ có thể gắng sức bay trận truy đuổi này rằng co một ngày một đêm mãi đến ngày hôm sau sở duyên đến thành ngân nguyệt thấy tình thế không đúng trực tiếp trốn vào trong thành, mượn khí cơ phức tạp trong thành để che giấu thân mình. Đây là suy đoán của Sở Duyên. Chương 128, Thể nghiệm cuộc sống. Bên trong thành có nhiều dân chúng, trong đó cũng có không ít tu sĩ, khí cơ hỗn loạn xen lẫn vào nhau, lại che giấu khí tức của bản thân, mới có thể lừa gạt được. Không thể không nói, Sở Duyên đã thành công, thành công bỏ lại đám cảnh giới kim đan ở phía sau. Thành Ngân Nguyệt, trong một con hẻm sở rút tay cầm túi to sau lưng là mập mạp lý nhị cương lúc này sở duyên đang không ngừng dùng thần thức điều tra khi xác định những cảnh giới kim đan này đều rời đi hết sở duyên mới nhẹ nhàng thở ra cuối cùng cũng vứt được đám người này con mẹ nó trường hà tông này không phải chỉ cầm mấy quyển được rồi hai mươi mấy bản bí tịch sao có cần phát động một đống cảnh giới kim đan truy kích như vậy không lý nhị cương ở bên cạnh vẫn luôn sửng sốt từ khi ra khỏi tông môn đến bay một ngày một đêm vẫn luôn mơ mơ màng màng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhìn sở duyên đứng trong thành trì phàm tục không khỏi hoang mang tông chủ người đây là đang làm gì thế lý nhị cương mê mang hỏi không có gì thăm hỏi một bạn cũ phàm tục sau đó lại về tông mà thôi nào cầm giúp bổn tọa đi theo bổn tọa sở duyên liếc mắt nhìn mập mạp một cái ném cái bọc trên tay mình cho lý nhị cương đi về phía khách điếm tiên túy lý nhị cương nhận lấy cái bọc theo bản năng còn định mở cái bọc ra nhìn một cái nhưng sở duyên đã đi về trước lý nhị cương chỉ có thể xách cái bọc bắt kịp sở duyên hai người một đường tiến về trước từ thành đông tới khách điếm tiên túy ở thành tây sở duyên nhìn khách điếm quen thuộc trước mặt cuối cùng thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lòng không biết lạc nhi rời đi chưa thôi mặc kệ rời đi hay chưa ở khách điếm này nghỉ ngơi một lát khôi phục pháp lực một chút rồi trở về vô đạo tông về vô đạo tông ít nhất có trận pháp bảo vệ an toàn hơn sở duyên nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu sau đó bước vào trong khách điếm mập mạp ở phía sau vội vàng đi theo vào hai người đi vào khiến cho đám khách đang ăn uống ở bên trong nhìn chăm chăm khí chất của sở duyên mờ mịt giống như tiên đúng là rất hấp dẫn ánh mắt người khác nhưng lý nhị cương càng hấp dẫn người ta hơn mập mạp to như vậy đứng ở cửa cả cửa đều đã bị chặn ánh mắt đám khách nhân trong khách điếm nhìn chằm chằm hai người này đều có kích động muốn chạy trốn từ lần trước diệp lạc khống chế phi kiếm mà đến khách điếm này không có nhiều người dám tiếp tục đến nếu không phải trưởng quầy của khách điếm không gặp chuyện không may chỉ sợ khách điếm đã sớm đóng cửa cũng chính vì lần đó đám khách trong khách điếm nhìn thấy người kỳ lạ đều kinh hồn táng đảm sợ tu tiên giả gì đó lại tới nữa sở duyên không có tâm trạng đi quản những người này hắn nhìn một vòng không phát hiện trưởng quầy khiến hắn kinh ngạc một chút chẳng lẽ trưởng quầy ra ngoài rồi sao nhìn thấy tiểu nhị đi qua hắn vội vàng ngăn lại tiểu nhị tiểu nhị trưởng quầy nhà ngươi đâu sở duyên mở miệng hỏi hả là là ngươi à? trưởng quầy trưởng quầy sống tới không phải người đã tới tiểu nhị nhìn thấy sở duyên kinh ngạc một lát ngay sau đó giống như nghĩ tới gì đó kích động chạy lên tầng 2. Sở duyên, sống tới, không phải nhà ngươi mở khách điếm sao? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian hắn không ở đây, trưởng quầy không còn là trưởng quầy, đổi thành quy công rồi hả? Không thể nào, sở duyên nhíu mày, tuy nói khách điếm của trưởng quầy này, đồ ăn làm không bằng lý nhị cương, nhưng coi như tạm được. Không đến mức đổi thanh lâu chứ, trong hoang mang của sở duyên, ở tầng 2 khách điếm truyền tới tiếng giống to, lão đại đợi một lát, đợi ta với, ta lập tức tới ngay. Người đâu, dọn bàn. Khách điếm hôm nay chỉ chiêu đãi một người. Giọng nói của trường quầy truyền từ tầng 2 tới. Sở duyên sửng sốt, không đúng, trường quầy này không đúng. Sao hôm nay lại trở nên liếm người ta như vậy? Thành ngân nguyệt, khách điếm tiên túy. Sở duyên nhìn trưởng quầy như chó liếm trước mặt mình. Khóe miệng giật giật một lát. Lúc này mới có bao lâu hắn không gặp mặt trưởng quầy. Sao cảm thấy người này như biến thành người khác? Trước đây đạo đức của trưởng quầy tốt, đào kề cổ còn trò chuyện vui vẻ, nói không mở chi nhánh. Hiện giờ vẻ mặt trưởng quầy này tươi cười, bộ dạng như chó liếm, ra sức hỏi chuyện chi nhánh. Chuyện này khiến sở duyên ngây người, rõ ràng lúc trước hắn nói, muốn trưởng quầy đến dưới chân núi tông môn hắn mở chi nhánh. Gia hùng này sống chết không muốn, hiện giờ lại nói với hắn, muốn đến mở chi nhánh. Điều này khiến sở duyên cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ trưởng quầy này bị đoạt xác rồi hả? Không có khả năng, có lẽ lão ta ăn nhầm thứ gì đó. Chuyện đó, trưởng quầy, cơ thể ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Ánh mắt sở duyên kỳ lạ không thôi, chương 129, quay về vô đạo tông 1. Không có mà, lão đại, cơ thể tôi rất tốt. Lão đại lần trước ngươi nói, có thể cho ta đến dưới chân núi tông môn ngươi mở chi nhánh. Bây giờ còn có nghĩa không? Chỉ cần lão đại ngươi gật đầu một cái, bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị chuyện này. vẻ mặt trường quầy chân thành tha thiết, khom người, ước gì có thể kề sát mặt đất, biểu đạt sự tôn kính của lão ta đối với lão đại này. đây là người nửa bước phi thăng đấy, trong khu vực đông châu ai có thể địch nổi? một vị giống như vậy, bây giờ lại ngồi ở nơi này. lúc này không vuốt mông ngựa, vậy phải đợi tới khi nào? chuyện mở chi nhánh thì khỏi. a, à, người đứng bên cạnh ngươi chính là đầu bếp ta tìm có đầu bếp là đủ, không cần mở chi nhánh dưới chân núi nữa. Sở Duyên lắc đầu từ chối, hắn vừa định hỏi Diệp Lạc đã giải quyết xong mọi chuyện chưa? Không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy đôi mắt trưởng quầy đỏ lên, nhìn chằm chằm Lý Nhị Cương. Lý Nhị Cương bị ánh mắt này dạo sợ, lùi về sau một bước. Trưởng quầy đứng trước bàn, đôi mắt sung huyết, đôi mắt đó giống như đôi mắt mãnh thú. Cơ dư của lão ta ở ngay trước mắt, vậy mà bị tên mập này đoạt mất chuyện này bảo lão ta chịu kiểu gì đây nếu không phải sở duyên ngồi ở đây trưởng quầy chắc chắn đã lật bàn lão đại đợi một lát để vị này ra ngoài tâm sự với ta một lúc trước lão đại ngươi cứ ngồi đây đi người đâu hầu hạ lão đại lão đại muốn ăn món gì thì bưng món đó lên chuyện đó vị bằng hữu này nào ra ngoài chúng ta tâm sự vấn đề phương diện mỹ thực đi trưởng quầy kìm nén phẫn nộ nói với lý nhị cương sau khi nói xong trưởng quầy cúi người hành lễ với sở duyên, lúc này mới đi xuống tầng 1. Lý Nhị Cương nhìn trưởng quầy phàm nhân, lại nhìn sở duyên, có chút khó hiểu, không biết nên làm gì. Tông chủ, ngươi xem bây giờ nên xử lý thế nào? Lý Nhị Cương nghi ngờ hỏi, ngươi đi xuống nhìn xem trưởng quầy muốn làm gì, nếu thực sự muốn tán gẫu vấn đề mỹ thực. Ngươi cố gắng dạy dỗ một chút, sở duyên xua tay nói, trưởng quầy này coi như là người tốt, để cho hắn ăn chùa uống chùa lâu như vậy tuy hai người là bạn tâm giao không tính toán chuyện tiền bạc nhưng có thể giúp đương nhiên phải giúp một chút sở duyên nghĩ đến vẫn rất tốt nếu trưởng quầy này có thể có được một số phương pháp chủ nghệ của lý nhị cương ở trong phàm tục chắc chắn có thể xài được đến lúc đó kiếm được tương đối nhiều nghe thấy những lời này đương nhiên là lý nhị cương ở bên cạnh không có ý kiến đi xuống lầu một cho dù thế nào hắn ta cũng là cảnh giới luyện khí chẳng lẽ còn sợ một tên trưởng quầy phàm nhân. Sở Duyên, Duyên ngồi trước bàn thấy vậy, lắc đầu, gọi tiểu nhị bắt đầu mang đồ ăn lên. Tầng một khách điếm tiên túy, tầng một đã sớm không có ai, chỉ có một chiếc bàn đặt ở giữa. Hai bên bàn, trưởng quầy và Lý Nhị Cương lần lượt ngồi xuống. Hai người đối diện, rất có thể tranh giành, bầu không khí vô cùng đông cứng. Một lúc lâu sau, trưởng quầy mở miệng trước, phá vỡ yên tĩnh. Ngươi cũng biết thân phận thực sự của lão đại ngồi trên lầu đúng không? Đừng nói với ta, ngươi không biết gì cả mà dám đến làm đầu bếp." Giọng nói mang theo tức giận không đè nén được, cơ duyên này đều đã tới tay, bởi vì một tên mập mạp mà mất đi, trưởng quầy không thể nhịn nổi. Lý Nhị Cương ở bên cạnh không sợ hãi chút nào, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, thật thà phúc hậu trên mặt thay bằng nghiêm túc. Cộng thêm hình thể to lớn của hắn ta, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra cảm giác áp bách. Đương nhiên, nếu coi như không có cái ghế dưới mông Lý Nhị Cương mới kêu kéo kẹt, thì cảm giác áp bách sẽ càng đỡ hơn. Lúc này, Lý Nhị Cương nhíu mày nhìn chằm chằm trưởng quầy. Đương nhiên biết rõ, tông chủ là tông chủ của tông môn ẩn thế thanh danh lan truyền xa ở dưới tu tiên đông châu gần đây. Lý Nhị Cương chậm rãi nói, nếu biết, ngươi còn dám đi làm đầu bếp, được rồi, được rồi, ta chẳng muốn nói thêm gì với ngươi, nói đi bao nhiêu tiền trưởng quầy hừ một tiếng mở miệng nói cái gì bao nhiêu tiền lý nhị cương ngây người hỏi bao nhiêu tiền người mới rời khỏi bên cạnh lão đài trưởng quầy trực tiếp mở miệng những lời này vừa nói ra lý nhị cương ngồi đối diện lại càng sửng sốt vì sao hắn ta có cảm giác những lời này của trưởng quầy có chút là lạ nhưng không biết kỳ lạ ở chỗ nào lý nhị cương không rõ cho nên không nghĩ nhiều đây là chuyện tiền bạc sao đây là chuyện cơ duyên lý nhị cương từ chối mười vạn lượng hoàng kim trưởng quầy đập bàn ra giá đã nói giữa ta và tông chủ không phải tiền tài có thể định giá lý nhị cương mở miệng từ chối một lần nữa năm mươi vạn lượng hoàng kim đã nói đây không phải là chuyện tiền bạc ta không thiếu số tiền đấy càng đừng nói là tiền phàm tục trong tổ trạch ta có một nghìn linh thạch hạ phẩm cho người đấy không được ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có mà lòng tham không đáy. Đây không phải vấn đề có tiền hay không. Hai người từ bàn luận, dần biến thành cãi vã. Chương 130, quay về vô đạo tông 2. Sở duyên đều bị làm cho ẩm ý đi xuống. Sở duyên xuống dưới, mới khiến hai người dừng cãi vã. Sở duyên vốn muốn nghe xem, vì sao hai người cãi vã. Nhưng hai người đánh chết cũng không chịu nói, còn nói cái gì mà bởi vì bất đồng quan điểm về Mỹ thực nên cãi vã sở duyên thấy thế cũng không để ý nữa hỏi chuyện về diệp lạc biết diệp lạc đã sớm xử lý xong mọi chuyện rời đi nên hắn cũng dự định dẫn theo lý nhị cương về tông môn trước khi rời đi hắn khó mà chịu nổi dây dưa của trưởng quầy nói một chút địa chỉ cụ thể của vô đạo tông còn bảo trưởng quầy nếu có chuyện gì nguy hiểm có thể tới vô đạo tông cầu viện trợ đối với trưởng quầy này sở duyên đã tận lực giúp đỡ ừm ở trong tưởng tượng của sở duyên tương lai hắn sẽ trở thành vô địch. Đương nhiên có thể hợp tác với trưởng quầy này một chút. Xử lý xong mọi chuyện, bảo lý nhị cương khoác cái bao, sở duyên lập tức đi về phía vô đạo tông. Núi thiên vụ, vô đạo tông, trong quảng trường đại điện, Diệp Lạc không biết tìm đâu ra một cái ghế đá ngồi xuống, rất thành thơi, vẻ mặt có chút tùy ý. Ở bên cạnh hắn ta, tô càn nguyên thành thật đứng đó. Từ khi thấy được thần uy của đại sư huynh, lão ta sợ rồi. Tô Càn Nguyên hiểu rõ, cho dù là lão ta thời đỉnh phong, cũng không đỡ nổi một kiếm của vị đại sư huynh này. Đừng nói là lão ta, cho dù là thái thượng trưởng lão của Càn Đế Đạo Tông cũng không phải đối thủ của vị đại sư huynh này. Ở trước mặt đại sư huynh, vẫn nên thành thật thì hơn. Còn nhị sư huynh Trương Hàn so tài với Diệp Lạc, lúc này, Trương Hàn đang ngồi xổm trong một góc quảng trường đại điện, dùng các loại trận pháp chữa thương, chữa trị vết thương cho mình chẳng qua Trương Hàn không có cảnh giới tu vi, năng lượng chỉ chứa đựng ở trong trận tâm trời sinh. Hiện giờ vẫn là cơ thể phàm tục, cơ thể không thể chịu nổi trận pháp chi lực cường đại. Cho nên quá trình chữa thương vô cùng thong thả, cho tới bây giờ, Trương Hàn vẫn mặt mũi bầm dập, hình tượng mất sạch. Trương Hàn vừa chữa trị thương tổn, vừa dùng ánh mắt u oán nhìn Diệp Lạc ở phía xa. Diệp Lạc nhìn đều có chút da đầu run lên, nhị sư đệ này ấy à, Diệp Lạc lắc đầu, đứng dậy khỏi ghế đá đi tới bên cạnh trương hàn nhìn thấy cảnh tượng này trương hàn sợ tới mức không chữa trị thương tổn đứng dậy sợ diệp lạc còn đánh hắn ta hắn ta dốc toàn lực đâu phải đối thủ của diệp lạc lúc trước diệp lạc có quan thiên thuật kiếm có thể chảm tim còn có đạo vận sát phạt chi thuật linh bảo thượng phẩm vô tẫn kiếm hồ càng có được truyền thừa thái cổ kiếm tôn thực lực đạt tới cảnh giới độ kiếp trái lại trương hàn chỉ tu trận đạo một lòng cho sư tôn ngạc nhiên vui mừng vẫn luôn tích góp năng lượng chuẩn bị một lần đột phá cảnh giới hóa thân cho nên thủ đoạn chỉ có mượn thiên địa chi lực bày trận càng quen với nhật nguyệt tinh thần trong trời đất lực lượng của trận pháp càng mạnh hoàn toàn không chiếm được pháp lực của bản thân thêm vào hơn nữa ngay cả pháp bảo đều không có đâu có khả năng là đối thủ của diệp lạc trương hàn bị đánh một trận không sợ diệp lạc mới lạ Trương Hàn vốn tưởng rằng Diệp Lạc còn chưa hết giận, còn muốn ra tay, sợ tới mức toàn thân run lầy bầy. Nhưng không ngờ tới Diệp Lạc không ra tay, mà vươn tay vỗ bả vai hắn ta. Trương Hàn cảm thấy hơi khó hiểu, giọng nói của Diệp Lạc chậm rãi truyền tới. Nhị sư đệ, sư huynh chỉ xem thực lực của đệ mà thôi, không phải có ý định đánh đệ, đệ đừng trách sư huynh. Nghe thấy thế, thiếu chút nữa Trương Hàn hộp máu, đánh hắn ta thành ra như vậy. Vậy mà còn nói không phải có ý định, vậy cái gì gọi là có ý định? Có phải nếu đại sư huynh có ý định thì sẽ chém chết hắn ta hay không? Khi Trương Hàn đang định nói gì đó, bỗng nhiên tay Diệp Lạc rời đi, tiến về trước mấy bước, quay lưng về phía Trương Hàn. Được rồi, sư đệ, không náo loạn nữa, có khả năng ta sắp không ở Vô Đạo Tông, sau này đệ tử đồng lứa của Vô Đạo Tông phải dựa vào đệ cả. Còn cả sư tôn nữa, nhớ chiếu cố sư tôn chuyện giữa các đệ tử đệ có thể giải quyết thì đừng đi làm phiền sư tôn sư đệ để hiểu không diệp lạc lắc đầu mở miệng nói đại sư huynh huynh nói những lời này là huynh muốn đi đâu sao trương hàn sửng sốt bất chấp thương thế của mình đứng bật dậy không rõ vì sao đại sư huynh lại nói những lời này không phải ở vô đạo tông rất tốt sao đi mở thánh địa tu luyện diệp lạc hơi bất đắc dĩ nói mở thánh địa tu luyện đây là chuyện tốt nha sao sư huynh trương hàn nói được một nửa thì im lặng không đúng đại sư huynh là đại đệ tử của vô đạo tông nếu sư tôn phi thăng vậy đại sư huynh sẽ là người thừa kế được lựa chọn đầu tiên nói là tông chủ tương lai của vô đạo tông tuyệt đối không quá nhưng vì sao đại sư huynh phải đi mở thánh địa tu luyện đại sư huynh huynh là đại đệ tử của tông môn cần gì phải đi mở thánh địa tu luyện trương hàn nhíu mày dò hỏi Chương 131, không thể cười, những lời này vừa nói ra, ánh mắt Diệp Lạc mang theo chút ý lạnh nhìn Trương Hàn. Thiếu chút nữa không nhịn được lại đánh nhị sư đệ này một trận tơi bời, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, bởi vì đây là ý của sư tôn, có khả năng sư tôn định giao vị trí tông chủ tương lai cho đệ, sư tôn cho ta cơ duyên khác, khiến ta có thể mở thánh địa tu luyện. Diệp Lạc hít sâu một hơi, mở miệng nói, "Dâm, Trương Hàn nghe xong, trong đầu chấn động, lập tức hiểu rõ mọi chuyện, hiểu rõ vì sao đại sư huynh muốn đánh hắn ta, thì ra là vì chuyện này, tương lai sư tôn sẽ giao vị trí tổng chủ cho hắn ta mà không giao cho đại sư huynh. Cho nên lúc này đại sư huynh mới hơi tức giận, đánh hắn ta một trận. Biết được chuyện này, Trương Hàn có chút sửng sốt, vậy mà sư tôn muốn truyền ngôi cho hắn ta? Sư tôn muốn truyền ngôi cho hắn ta? Không đúng, là tương lai muốn truyền ngôi cho hắn ta? tuy kiểm thấy áy náy đối với đại sư huynh, nhưng trong lòng hắn ta cảm giác mừng thầm xuất hiện, Trương Hàn thậm chí có chút không khống chế nổi biểu cảm trên mặt. Không được, chuyện này rất xin lỗi đại sư huynh, không thể cười, khụ khụ, Trương Hàn cố gắng khống chế biểu cảm, không hiểu sao tâm trạng vô cùng vui sướng. Xem ra bình thường hắn ta trợ giúp sư đệ, còn thường bố trí trận pháp tĩnh âm cho cung điện của sư tôn, sư tôn đều thấy rõ. Sư tôn mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng nhớ kỹ những chuyện hắn ta làm, cho nên lựa chọn giao vị trí tông chủ cho hắn ta. Chỉ trong nháy mắt, Trương Hàn cảm thấy mọi chuyện mình làm cũng không thiệt thòi, mà ân tình của sư tôn đối với hắn ta càng ngày càng nặng hơn. Không được, nhất định phải cho sư tôn ngạc nhiên vui mừng, khiến sư tôn vui vẻ, trả ân tình của sư tôn. Còn gần 3 tháng nữa sẽ tới năm mới, đợi tân niên, hắn ta muốn một lần đột phá cảnh giới hóa thân hắn ta sẽ cho sư tôn một ngạc nhiên vui mừng trương hàn nghĩ nhưng hắn ta không dám nói ra chỉ có thể duy trì vẻ mặt nghiêm túc nhìn đại sư huynh trước mặt đại sư huynh chuyện này chuyện này sư đệ hoàn toàn không biết chuyện này đại sư huynh hai trương hàn thở dài một hơi làm bộ bi thương thay diệp lạc nhị sư đệ à nếu khóe miệng đệ không nhếch lên nói những lời này có phải càng tốt hơn không diệp lạc vốn quay lưng im lặng xoay người nhìn chằm chằm trương hàn trương hàn lập tức luống cuống vốn tưởng rằng diệp lạc có động tác gì chỉ thấy diệp lạc đột nhiên cười được rồi sư đệ không ẩm ý nữa đánh đệ một trận ta cũng coi như nghĩ thoáng mở thánh địa tu luyện làm chủ của một thánh địa thực ra cũng không có gì không tốt trái lại đệ đó nếu tương lai làm tông chủ của vô đạo tông đệ tu luyện phải nắm chặt một chút dựa theo sức chiến đấu của đệ hiện giờ không xứng với vị trí tông chủ của vô đạo tông nếu như đệ bị tam sư đệ đuổi kịp vậy thì đệ sẽ rất mất mặt diệp lạc lắc đầu cười trong tươi cười tràn ngập hoài niệm trương hàn nhìn bộ dạng diệp lạc trong lòng ấm áp mới định nói gì đó bỗng nhiên bên ngoài có dao động hai người đều nhìn về phía bên ngoài núi thiên vụ sư tôn đã trở lại sao núi thiên vụ đại điện vô đạo tông nhìn bốn người trước mặt sở duyên ngồi ngay ngắn trên ngai vàng tông chủ trong lòng có chút hoang mang nói một cách chính xác hoang mang của hắn là đến từ nhị đệ tử thành thật trương hàn lúc này hắn mới bao lâu không về tông sao nhị đệ tử này lại biến thành như vậy rồi hả mặt mũi bầm dập hình tượng mất sạch còn có tam đệ tử này sao biến thành đầu chọc hơn nữa giống như cũng trở nên thành thật cúi đầu không dám nói gì trong khoảng thời gian hắn không có ở nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sở duyên cảm thấy rất mê mang hàn nhi vết thương trên người con là xảy ra chuyện gì thế sở duyên nhìn đệ tử thành thật này mở miệng hỏi nghe thấy những lời này trương hàn đứng trước đại điện trần trừ một lát vẫn không có ý định nói với sư tôn vốn đã lấy đi vị trí tông chủ tương lai của đại sư huynh đã rất áy náy với đại sư huynh rồi nếu lúc này còn đâm thọc vậy hắn ta không phải là người trương hàn do dự một lát đánh mất ý nghĩ nói tình hình thực tế. Sư tôn, đệ tử là, là bị ngã, Trương Hàn chậm rãi mở miệng. Ngã sao, người đây là ngã từ Sơn Môn đến dưới chân núi à? Sở duyên kinh ngạc, mặt mũi bầm dập như vậy, giống như bị người ta đánh tàn nhẫn một trận. Còn nói là bị ngã, chuyện này, Trương Hàn im lặng, không biết nên đáp lời thế nào. Sở duyên ở một bên nhìn chằm chằm Trương Hàn rất lâu. Hắn đi ra ngoài một chuyến, không chỉ cầm được không ít bí tịch tu luyện cho mình, còn dẫn theo một đầu bếp trở về, nhưng hiện giờ sở duyên cảm thấy còn cần y sư mới được. Ngã một cái đã mặt mũi bầm dập, nếu ngã hai cái. Sợ rằng người cũng chẳng còn, cần phải đi tìm y sư về, nếu không thì sau này nhận nhiều phế vật hơn, chưa tới một năm, hệ thống còn chưa kiểm tra đo lường, đệ tử đã bị ngã chết. Ừm, chuyện này hắn sẽ nhớ kỹ, có cơ hội, Nhất định phải đi tìm y sư mới được. Chương 132, xuống núi. Hàn Nhi, nếu bị ngã, vậy thì nên dưỡng thương, không cần phải gấp gáp ngộ đạo. Được rồi, vi sư trở về, chỉ muốn gặp các con mà thôi, nếu không còn chuyện gì. Vậy thì đi xuống trước đi, còn nữa, vị này là đầu bếp vi sư đưa tới, phụ trách ẩm thực hàng ngày cho các con. Càn Nguyên, con rảnh rỗi không có chuyện gì thì dẫn đầu bếp đi dạo trong vô đạo tông để đầu bếp làm quen với nơi này sau khi sở duyên nói xong xua tay áo bảo ba đệ tử lùi ra xin nghe theo mệnh lệnh của sư tôn ba người không dám làm trái thành thật chắp tay lĩnh mệnh lý nhị cương đứng ở một bên vừa định nói gì đó nhưng không đợi hắn ta nói chuyện tô càn nguyên đã đi tới giống như sách gà con sách tên mập mạp này ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng này sở duyên sửng sốt một lát tam sự đệ này không phải là phàm nhân sao? Sao có thể sách tên mập lý nhị cương này lên? Thần lực trời sinh sao? Sở Duyên còn định gọi Tô Càn Nguyên cẩn thận hỏi một chút. Nhưng ánh mắt không lưu tâm thấy được Diệp Lạc còn đứng tại chỗ. Tiểu tử này không ra ngoài, mà đứng tại chỗ, thành thật, giống như đang đợi người trong điện ra ngoài. Sở Duyên không đi quản chuyện Tô Cản Nguyên nữa, ngồi ở trên ngai vàng tông chủ, muốn nhìn xem Diệp Lạc định làm gì. Hắn cảm nhận được, đã tới lúc đệ tử Diệp Lạc này nên bị trục xuất khỏi tông môn. Hắn vốn định lấy công pháp của Diệp Lạc trước, lại trục xuất khỏi tông môn, nhưng hiện giờ hắn có nhiều bí tịch, hoàn toàn không cần công pháp của Diệp Lạc, trái lại hiện giờ có thể tiến hành sở duyên ngầm suy tư, rất nhanh trong điện yên tĩnh lại, chỉ còn mình Sở Duyên ngồi ở bên trên và Diệp Lạc đứng ở dưới điện. Sư tôn, Diệp Lạc nhìn người ở bên trong điện, chỉ thấy hắn ta đi về trước một bước. Cung kính chắp tay hành lễ. Lạc Nhi, con không đi, con ở trong điện là có chuyện gì? Sở Duyên thản nhiên dò hỏi, Sư Tôn, đệ tử đã hoàn thành chuyện Sư Tôn dặn dò, nhưng mà chuyện Thiên Thanh Tông kia, chẳng qua trong đó có chút gợn sóng. Diệp Lạc muốn phục lệnh chuyện Sư Tôn dặn dò trước, chuyện này thì không cần nói, lúc trước vi sư tới Thành Ngân Nguyệt một chuyến, đối với chi tiết lớn nhỏ chuyện này đều đã biết, con làm rất tốt sở duyên ngồi trên ngai vàng tông chủ xua tay nói nói tới chuyện này hắn không biết nên nói gì trưởng quầy kia giải thích với hắn vậy mà lúc ấy đầu óc nóng lên khoác lác nói dối căn bản không có người ăn chùa uống chùa lúc ấy sở duyên nghe được thì không nói gì cũng không biết nên nói gì chỉ có thể bảo trưởng quầy nên thành thật chút nghe thấy những lời này diệp lạc đứng ở dưới điện trên mặt hiện lên nụ cười có thể nghe được câu làm rất tốt của sư tôn hắn ta cảm thấy những cố gắng cho tới nay của mình không uổng phí nhưng nghĩ tới tương lai mình phải rời khỏi vô đạo tông tươi cười thu liễm lại sư tôn đệ tử vẫn còn có một chuyện muốn thỉnh giáo sư tôn diệp lạc do dự một lát vốn định ngả bài hỏi chuyện gì sở duyết tùy ý hỏi một câu sư tôn sư tôn thực sự thực sự muốn đệ tử rời khỏi vô đạo tông sao diệp lạc không yên lòng thật cẩn thận hỏi câu nói này còn gian nan hơn hắn ta khổ tu nhưng mà sau khi nói một chữ cuối cùng không hiểu sao lại giống như chút được gánh nặng cho dù như thế nào sư tôn vẫn là sư tôn của hắn ta cho dù hắn ta có rời vô đạo tông hay không đều như nhau diệp lạc giống như chút được gánh nặng nhưng sở duyên ngồi ở bên trên sững sờ nghe thấy thế phản ứng đầu tiên của sở duyên chính là sao diệp lạc này biết hắn muốn đuổi đối phương ra khỏi tông hắn nhớ rõ hắn chưa từng nói mà. Sao tiểu tử này biết? Con, con đã biết rồi sao? Sở Duyên mở miệng thăm dò, sư tôn, đệ tử đều biết rõ. Diệp Lạc hít sâu một hơi, nghĩ thầm trong lòng một câu, quả nhiên là như vậy. Con đều đã biết, vậy vi sư cũng, ừm, không nói gì thêm nữa. Lạc Nhi dựa vào bản lĩnh của con hiện giờ, đủ để xuất sư, ở lại vô đạo tông, trái lại sẽ hạn chế sự phát triển của con. Mấy ngày này con thu dọn đồ, xuống núi đi sở duyên nghiêm túc nói vô đạo tông hắn chỉ tuyển phế vật cận đạo chi thể vô thượng giống như diệp lạc ở lại vô đạo tông sẽ không tốt đối với vô đạo tông đối với sự phát triển của diệp lạc cũng không tốt những lời này vừa nói ra diệp lạc rơi vào im lặng một lát sau hắn ta mở miệng lần nữa vậy sư tôn đệ tử không cần mọi thứ chỉ cầu có thể ở bên cạnh sư tôn phụng dưỡng ở lại vô đạo tông như vậy được không diệp lạc nghiến răng nói chỉ cần sư tôn đồng ý vậy hắn ta tình nguyện không cần vị trí tông chủ của vô đạo tông chỉ cần có thể phụng dưỡng bên cạnh sư tôn như vậy đủ rồi lạc nhi nghe lời xuống núi đi sở duyên lắc đầu xua tay nói diệp lạc nghe thấy thế hít sâu một hơi lần nữa cúi đầu không biết nên nói gì sở duyên ngồi trên ngai vàng tông chủ cũng không muốn nhiều lời lập tức đứng dậy chuẩn bị đi ra đại điện Chương 133, muốn tự hắn ta xây phòng bếp một. Khi đi tới cửa đại điện, Sở Duyên dừng bước một lát, quay lưng về phía Diệp Lạc mở miệng. "Lạc Nhi, sau khi xuống núi chăm chỉ tu hành, nếu như tương lai trêu chọc phiền phức, có thể lên núi tìm vi sư, vi sư nhất định sẽ bảo vệ con chu toàn." Trong suy nghĩ của Sở Duyên, tương lai hắn sẽ thành vô địch, nếu như đến lúc đó đệ tử này thực sự chiêu chọc phiền phức đương nhiên là sở duyên nguyện ý bảo vệ đệ tử này tô càn nguyên dẫn theo lý nhị cương đi ở bên trong vô đạo tông nhìn nhiều một cái vô đạo tông bọn ta vẫn tương đối rộng ồ chỗ đó là điện truyền pháp nghe nói bên trong có công pháp so được với cả đông châu nhưng mà ta chưa từng tiến vào bình thường đều là nhị sư huynh ở bên trong không có nhị sư huynh hoặc sư tôn đồng ý ta cũng không dám vào nhìn thấy không ở ngay phía trước là thần binh các của tông môn ta Tình hình cụ thể ta cũng không rõ, bởi vì ta chưa từng tiến vào. Còn có rất nhiều điện phủ đều ở trạng thái chưa mở, ta đoán sư tôn cảm thấy bọn ta vẫn chưa cần dùng tới những điện phủ này, cho nên tạm thời chưa mở ra. Hai người hành tẩu trên đường ở Vô Đạo Tông, Tô Càn Nguyên đang giới thiệu đủ loại về Vô Đạo Tông cho mập mạp Lý Nhị Cương nghe. Khi đi ngang qua điện truyền pháp và thần binh các, Tô Càn Nguyên lộ ra vẻ mặt rộn rạo, muốn đi vào nhìn một cái nhưng sau khi lão ta tiến vào tông không có được sự cho phép của sư tôn thậm chí là sự cho phép của nhị sư huynh đâu dám đi vào hai vị trí này tô cản nguyên đâu biết rằng vô đạo tông không có quy củ này hai vị trí này sở duyên không thèm để ý trong đám đệ tử cùng trang lứa diệp lạc và trương hàn quy củ bất thành văn là muốn tiến vào thi vào nhưng tô cản nguyên đâu biết những chuyện này lão ta vẫn luôn không dám đi vào thậm chí hỏi một câu có thể tiến vào hay không đều không dám còn lý nhị cương hắn ta đang vặn vẹo cơ thể mập mạp đi theo tô càn nguyên đi ở phía trước vừa đi vừa quan sát đủ loại kiến trúc của vô đạo tông tô càn nguyên ở bên cạnh tiếp tục ngay thẳng giới thiệu vô đạo tông bọn họ cho lý nhị cương các kiến trúc ở ngay trước mắt ngươi ngươi có thể tự mình quan sát ta nói cho ngươi nghe một chút về hiện trạng của vô đạo tông bọn ta hiện giờ trong vô đạo tông bọn ta bao gồm cả sư tôn cũng chỉ có bốn người đại sư huynh diệp lạc nhị sư huynh trương hàn còn cả ta cũng chính vì ít người cho nên vô đạo tông chúng ta nhìn vắng vẻ như vậy tô càn nguyên chậm rãi nói lão ta nói xong phát hiện bên cạnh không có động tĩnh không khỏi xoay người nhìn chỉ thấy lý nhị cương ngơ ngác đứng tại chỗ không biết nghĩ gì tô càn nguyên vỗ gáy lập tức phát hiện mình nói sai rồi cái gì mà trong tông chỉ còn bốn người đây không phải nói người ta không phải người sao chuyện đó chủ sư huynh đệ người đừng để ý ta không có ý châm chọc ngươi ta chỉ là nói trong vô đạo tông chỉ có bốn người tính cả ngươi là năm người tô càn nguyên sở cái đầu chọc của mình nói không sao không sao ta chỉ có chút cảm khái vậy mà người trong tông môn ẩn thế lại ít như vậy lý nhị cương hoàn hồn vội vàng xua tay nói những lời này vừa nói ra Càn Nguyên Lộ ra tươi cười, vỗ bả vai Lý Nhị Cương. "Chuyện này ngươi không biết đâu, tuy Vô Đạo Tông là tông môn ẩn thế, nhưng các trưởng bối trong tông môn đã sớm phi thăng, cho nên mới vắng vẻ như thế. Sư Tôn cũng sắp phi thăng, có khả năng ngươi không biết, nhưng mà ta biết, nghe nói trước đây Sư Tôn có khí tức cảnh giới Nguyên Anh, nhưng hiện giờ biến thành cảnh giới Kim Đan. Ta đoán đợi khí tức của Sư Tôn hóa thành phàm nhân sẽ là lúc Sư Tôn phi thăng." Tô Càn Nguyên cười nói, những chuyện này đều là lão ta dựa theo lời Diệp Lạc nói, lại dựa vào suy đoán của mình biên soạn ra. Nghe thấy những lời này, đôi mắt Lý Nhị Cương trợn to, giống như bị dọa sợ. Người hỏi ta vì sao tông môn ít người, đó là vì người trong tông môn nhà ta đã phi thăng. Những lời này vừa nói ra, không bị dọa sợ mới lạ. Nếu là những người khác nói, vậy Lý Nhị Cương đánh chết cũng không tin. Nhưng đây là tông môn ẩn thế, hắn ta không tin không được. Không hổ là tông môn truyền thừa 300 vạn năm, Lý Nhị Cương không nhịn được cảm khái. Người nói vô ý người nghe có tâm, Tô Cản Nguyên đầu chọc vốn đang thảnh thơi nghe thấy câu này. Thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất, đùa gì thế, sao lại truyền thừa 300 vạn năm rồi hả? Người nào truyền, thông qua chìa khóa của Diệp Lạc lần trước, Tô Cản Nguyên chỉ suy đoán, vô đạo tông có lịch sử truyền thừa ít nhất 3 vạn năm mà thôi. Chuyển sang một đầu bếp, sao lại nói vô đạo tông truyền thừa 300 vạn năm? 300 vạn năm đấy, đây không phải là một vạn hai vạn năm có thể so sánh. chương 134, muốn tự hắn ta xây phòng bếp hai. Không phải chứ, chù sư huynh đệ, người đây là nghe ai nói vô đạo tông truyền thừa 300 vạn năm? Tô Càn Nguyên sửng sốt hỏi, tất cả mọi người đang nói tông môn ẩn thế vô đạo tông truyền thừa 300 vạn năm. Lý Nhị Cương cảm thấy khó hiểu đáp, mọi người cái gì, cụ thể là ai nói. Tô Càn Nguyên lại hỏi, chuyện này thì ta không biết, nhưng nghe nói ở giữa 10 vạn núi đại yêu thuộc Đông Châu, có một di tích truyền thừa từ khai thiên tích địa, ở trong di tích đó, có ghi lại tin tức về vô đạo tông. Có người đi vào di tích, cho nên biết được tin tức này. Lý Nhị Cương nói hết những chuyện mình biết ra, chuyện này Tô Càn Nguyên nghe vẻ mặt ngơ ngác, còn có chuyện này sao? Trước đây khi lão ta làm tông chủ của Càn Đế Đạo Tông, sao lại không biết? đang lúc Tô Càn Nguyên còn định hỏi gì đó, một trận văn màu lam nhạt bay từ đằng xa tới. Tô Càn Nguyên xòe tay ra nhận lấy trận văn, trận văn vào tay, hóa thành từng gợn sóng, tiêu tán trong hư không. Giọng nói của Trương Hàn vang lên trong đầu Tô Càn Nguyên. Đại sư Huynh sắp rời tông, sư đệ nhanh tới tiễn đại sư Huynh một đoạn đường. Hả, đại sư Huynh sắp rời tông sao? Có ý gì, đại sư Huynh muốn rời núi làm việc sao? Cần rời núi làm việc, cũng không đến mức tiến đại sư huynh mà. Trừ phi đại sư huynh phải rời khỏi Vô Đạo Tông, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Càn Nguyên nhíu mày khó hiểu, không kịp nhiều lời với mập mạp này, bảo mập mạp tự mình chiếu cố bản thân, sau đó vội vàng đi tới chỗ Sơn môn. Tuy lão ta là tu sĩ luyện thể, nhưng tốc độ của lão ta không chậm chút nào. Một bước có thể hơn mấy chục mét, chỉ trong giây lát, Tô Cản Nguyên đã biến mất trên đường trong Vô Đạo Tông. Lý Nhị Cương nhìn bóng lưng Tô Cản Nguyên rời đi tới thất thần. Chật chật, đây là đệ tử của vô đạo tông, ngay cả pháp lực dao động đều không có, chứng minh pháp lực cũng không có tác dụng. Không cần pháp lực mà có tốc độ nhanh như thế, Lý Nhị Cương cảm khái, hắn ta điều chỉnh cảm xúc một chút, chuẩn bị đi tìm phòng bếp. Hắn ta là đầu bếp của vô đạo tông, nên đi làm quen phòng bếp trước. Lý Nhị Cương tìm một lát, tìm một lúc lâu, sau khi hắn ta xem qua một số điện phủ cuối cùng hắn ta cũng phát hiện vô đạo tông căn bản không có phòng bếp hơn nữa không có bất cứ nguyên liệu nấu ăn gì không thể nào không thể nào không phải tông chủ mời hắn ta tới làm đầu bếp là muốn tự hắn ta xây một phòng bếp tự mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đấy chứ vô đạo tông bên ngoài sơn môn diệp lạc lẳng lặng đứng cách đó không xa áo bào màu xanh tung bay theo gió ấn ký màu vàng kim trên chán lấp lóe kim quang nhàn nhạt, nhạt giữa chán mang theo chút yêu sầu chút yêu sầu này vẫn không thể che giấu thế kiếm tiên của hắn ta loại khí thế này giống như dung nhập vào trong lòng hắn ta hoàn toàn không cần cố đi phóng thích mà tự nhiên đã có loại khí thế này lúc này Diệp lạc nhìn cảnh sắc phía trước hắn ta thất thần một lát lần này hắn ta xuống núi có lẽ sau này ít trở về vô đạo tông hiện giờ có thể nhìn nhiều vậy thì nhìn nhiều đi. Vô đạo tông cũng là nơi quật khởi của hắn ta. Diệp Lạc hít sâu một hơi, ánh mắt sâu xa nhìn bầu trời bên ngoài sơn môn vô đạo tông. Đại sư Huynh, phía sau có giọng nói truyền tới. Diệp Lạc chậm rãi xoay người lại nhìn, chỉ thấy Trương Hàn và Tô Cản Nguyên đi từ trong sơn môn ra. Đại sư Huynh, hai người đều hành lễ. Các đệ đến đây à, thực ra không cần tiễn, nói không chừng tương lai ta còn trở về gặp sư tôn, Cần gì phải tiễn? Diệp Lạc lắc đầu nói. Đại sư huynh chiếu cố ta. Ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Hiện giờ huynh sắp rời đi. Sao ta có thể không tiễn? Đại sư huynh đây là muốn đi đâu? Trương Hàn và Tô Cản Nguyên nhau nhau mở miệng. Nghe thấy những lời này. Diệp Lạc đứng ngoài sơn môn hơi bất đắc dĩ cười. Luôn mãi khuyên bảo Trương Hàn. Phải trở nên mạnh hơn. Đối với Tô Cản Nguyên hiện giờ vẫn chưa biết chuyện. Diệp Lạc cũng không giấu giếm mà nói toàn bộ cho tô cản nguyên nghe khi tô cản nguyên biết được diệp lạc muốn ra ngoài khai sáng thánh địa tu luyện thì trợn to hai mắt tông môn ẩn thế chính là ngang tàng như vậy không thể kế thừa vị trí tông chủ phải đi ra ngoài khai sáng thánh địa tu luyện sao đủ ngang tàng vậy chẳng phải nói tương lai lão ta cũng cần phải khai sáng thánh địa tu luyện sao tô cản nguyên nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên nghĩ tới một điểm không đúng đại sư huynh Lúc trước ta cũng từng làm tông chủ của Càn Đế Đạo Tông, Đông Châu vốn càn cỗi, số mệnh chỉ có thể chịu tải một thánh địa. Đại sư huynh ngươi muốn khai sáng thánh địa tu luyện ở Đông Châu, e rằng là chống lại với Càn Đế Đạo Tông. Tô Càn Nguyên mở miệng nói, chống lại thì chống lại, nhớ kỹ, đệ tử của Vô Đạo Tông ta, không cần sợ cái gì. Diệp Lạc lắc đầu, không có một chút lo lắng, với thực lực của hắn hiện giờ cho dù chống lại cả Càn Đế Đạo Tông cũng có gì phải lo. Chương 135, tấn công Càn Đế Đạo Tông. Tô Càn Nguyên ở bên cạnh lộ ra tươi cười không có ý tốt, vội vàng lắc đầu. "Không phải, đại sư huynh, ta không có ý này. Đại sư huynh muốn khai sáng thánh địa tu luyện thì phải chống lại Càn Đế Đạo Tông, vậy chắc chắn cần đạt được nhiều tài liệu hơn mới tốt. Nào, đại sư huynh, ta nói cho huynh nghe một chút." chiến lực mạnh nhất của càn đế đạo tông chỉ có ba người. Đều là cấp bậc thái thượng trưởng lão, một người là cảnh giới độ kiếp trung kỳ, hai người cảnh giới độ kiếp sơ kỳ. Hộ tông đại trận của càn đế đạo tông cũng là cảnh giới độ kiếp, phương pháp phá trận cũng rất đơn giản. Càn đế đạo tông có hai kiện linh bảo hạ phẩm, công hiệu của chúng nó theo thứ tự là Ồ, đúng rồi, đại sư huynh, càn đế đạo tông còn có một quân bài chưa lật, phong thiên thần quan, bên trong có di thể tông chủ đời thứ hai của càn đế đạo tông đây là con bài chưa lật lớn nhất của càn đế đạo tông khi gặp phải nguy hiểm tông môn diệt phong sẽ lấy di thể này ra thao tác di thể này giết địch sức chiến đấu của di thể này cũng là cảnh giới độ kiếp đỉnh phong đương nhiên thứ này cũng có nhược điểm nhược điểm chính là tô càn nguyên để lộ ra hết tất cả gốc gác của càn đế đạo tông còn thiếu một bản chĩa mũi nhọn tấn công chiếm đóng càn đế đạo tông nghe thấy những lời này diệp lạc cũng có chút sửng sốt nhưng hắn ta hiểu rõ những thứ này có tác dụng đối với hắn ta cho nên đều ghi nhớ hết tam sư đệ để ở càn đế đạo tông còn có chấp niệm gì hay là nói có người nào đáng để đệ lo lắng không bây giờ nói ra tránh cho ngày sau là địch với càn đế đạo tông ta không cẩn thận chém đối phương diệp lạc nhớ kỹ những thông tin này lại mở miệng hỏi nghe đại sư huynh nói như thế đôi mắt Tô Cản Nguyên đảo một vòng, suy nghĩ rất lâu. Đại sư Huynh, nếu gặp được đạo lữ của ta mà nói, như vậy mong đại sư Huynh bảo nàng đợi ta một thời gian. Tô Cản Nguyên nghĩ một lát, mở miệng nói, những lời này vừa nói ra, Diệp Lạc ở bên cạnh khóe miệng giật giật, tam sư đệ này có đạo lữ sao, sao hắn ta không biết, nhưng tam sư đệ này có đạo lữ, lúc trước khi chạy trốn với hắn ta, sao không nói. Bây giờ mới nói ra, không phải, tam sư đệ, để chắc chắn sau khi để chạy trốn, đạo lữ của đệ không sao chứ. Diệp Lạc do dự một lát hỏi, sẽ không, sẽ không, đại trưởng lão có quan hệ không tệ với ta, hắn chắc chắn sẽ chiếu cố đạo lữ của ta giúp ta. Tô Càn Nguyên không lo lắng nói, ừm, um, ta sẽ chú ý một chút, Diệp Lạc im lặng gật đầu, nhớ kỹ trong đầu, vậy thì làm phiền đại sư huynh, nếu đại sư huynh thực sự gặp được, giúp ta mang về là được. Tô Càn Nguyên cười nói. Nghe thấy những lời này, Diệp Lạc gật đầu, ghi nhớ những lời này. Trong đầu suy nghĩ một lát, chắc chắn mình đã ghi nhớ hết mọi chuyện, lúc này mới cúi đầu tiếp tục nhìn về phía hai vị sư đệ. "Được rồi, Tam sư đệ, việc của đệ ta sẽ nhớ kỹ. Còn nữa lão nhị, nếu sư tôn lựa chọn giao vị trí tông chủ tương lai cho đệ, hy vọng đệ đừng khiến sư tôn thất vọng, nếu như thực sự có ngày đệ khiến sư tôn thất vọng, đừng nói là sư tôn, ta đều sẽ không để đệ dễ chịu." để phải nhớ kỹ kiếm thuật của đại sư huynh đệ. Diệp Lạc nửa đùa nửa thật cười nói. Trương Hàn ở bên cạnh đang im lặng nghe lén dùng mình một cái. Nhìn vẻ mặt Diệp Lạc, lại nghĩ tới thương tổn trên người mình, nuốt nước bọt. Không biết nên nói cái gì, nhớ tới phi kiếm đầy trời, đến bây giờ hắn ta vẫn còn đau. Chủ yếu nhất vẫn là vị đại sư huynh này đánh người, trước tiên là vạn kiếm xuyên tim ở trong tâm trạng, lại đến hiện thực đánh cơ thể một trận. Nhớ tới, hiện giờ đều cảm thấy toàn thân đau đớn quả thực không phải là người mà đại 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 sư huynh sư đệ chắc chắn sẽ ghi nhớ lời đại sư huynh nói nhìn diệp lạc còn đang nhìn chằm chằm trương hàn chỉ có thể nghiến răng đứng ra hành lễ nói ừm được hai vị sư đệ không cần tiễn nữa sau này chúng ta còn gặp lại diệp lạc thấy thế cười nói xoay người bước ra bên ngoài sơn môn một bước tay vỗ lên hồ lô bên hông một cái phi kiếm bay từ trong hồ lô ra, Diệp Lạc vươn người nhảy lên, đạp phi kiếm, bóng dáng hóa thành một tia quang mang. Bay về phía xa, người đã rời đi, nhưng giọng nói vang lên tại chỗ. Hai vị sư đệ, có rảnh tới thần binh các một chút, trong thần binh các ít nhất đều là linh bảo, nhớ nắm chắc, có chỗ tăng thực lực đối với các đệ. Dầm, hai người nghe thấy thế sửng sốt một lát, bọn họ đều không hiểu biết gì về thần binh các. Bây giờ nghe Diệp Lạc nói, mới hiểu ra, thần binh ở bên trong thần binh các, tất cả đều là linh bảo. Trái lại Trương Hàn còn đỡ, chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng Tô Càn Nguyên ở bên cạnh thì có vẻ mặt ngây người sờ đầu chọc của mình. Gã ta là người luyện thể, lấy linh bảo có ích lợi gì? Thực sự lấy linh bảo đánh người như di chuyển gạch sao? chương 136, Thái Nhất kiếm tôn Diệp Lạc một Diệp Lạc đi xuống núi, vô đạo tông cũng lại khôi phục yên tĩnh sở duyên vẫn luôn ở trong cung điện của mình nghiên cứu những bí tịch mượn từ trường hà tông tô càn nguyên trở lại sơn động chỗ sườn núi dẫn địa sát nhập thể rèn luyện trái lại trương hàn thay đổi hành trình trước đây ngoại trừ mỗi ngày ở trong điện truyền pháp còn dành thời gian đến thần binh các mỗi ngày đều lượn lở ở hai nơi này còn lý nhị cương không tìm thấy phòng bếp lý nhị cương bắt đầu tự mình dựng phòng bếp ban ngày dựng phòng bếp buổi tối thì xuống núi tìm đủ nguyên liệu bận rộn tới mức gọi là quấn vào nhau chuyện này cũng không có biện pháp vô đạo tông từ đầu đã không có ai quản hắn ta nên ngộ đạo thì ngộ đạo nên luyện thể thì luyện thể giống như lý nhị cương không tồn tại cho nên chuyện dựng phòng bếp chỉ có thể do lý nhị cương tự mình làm chỉ trong giây lát đã hơn hai tháng qua đi ngày nay lý nhị cương xuống núi về cầm trong tay đủ loại nguyên liệu nấu ăn và nguyên liệu xây dựng vội vàng chạy lên núi Hắn ta đứng trên quảng trường đại điện, nhìn một vòng trái phải, không tìm thấy bất cứ kẻ nào. Bên trong Vô Đạo Tông thực sự quá vắng vẻ, hắn ta muốn tìm một người cũng không thấy. Trên mặt Lý Nhị Cương tràn ngập sốt ruột, hắn ta không biết nên tìm đệ tử của Vô Đạo Tông kiểu gì. Đúng lúc này, Trương Hàn vừa vặn đi từ trong điện truyền pháp ra, đi tới quảng trường đại điện chuẩn bị phơi nắng nghỉ ngơi một lát, vì phòng ngừa lần sau bị thái âm tinh vứt bỏ, hắn ta dự định làm quen với thái dương tinh một chút đi tới liếc mắt một cái thấy mập mạp đang sốt ruột. Đầu bếp, người ở đây làm gì? Càn nguyên sư đệ không sắp xếp mọi chuyện cho ngươi sao? Ngươi mang theo bao lớn bao nhỏ, không phải là hai tháng nay, ngươi đều lan qua lan lại mấy thứ này đấy chứ? Thôi, để ta sắp xếp cho ngươi vậy, đến điện truyền pháp chọn bản công pháp tu luyện đi. Trương Hàn nhớ tới Lý Nhị Cương này, suy nghĩ một lát, mở miệng nói. Đối với đầu bếp này, hắn ta cũng không biết có tác dụng gì bọn họ đều là người tu hành, đâu cần ăn cơm làm gì. Còn là người của giới phàm tục nữa, nhưng đây là người sư tôn mang lên, hắn ta không dám nghi ngờ gì. Chỉ có thể im lặng, ở trong cách nghĩ của hắn ta là tô cản nguyên phụ trách người này. Bên kia, Lý Nhị Cương đi tới quảng trường đại điện vừa mới thấy Trương Hàn, lập tức chạy chậm tới. Nhìn y như một con heo tròn chạy lộc cộc ở quảng trường. Trương Hàn nhìn mí mắt giật giật, lý nhị cương đi tới cách trương hàn không xa bỏ bao lớn bao nhỏ trong tay xuống muốn lấy thứ gì đó từ bên trong ra đại nhân ta cho ngươi xem đại bảo bối này đại nhân ngươi cần phải xem trọng nó lý nhị cương cố gắng mỏ mẫm trong ngực hành động này khiến trương hàn sửng sốt một lát không rõ chân tướng chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ rất nhanh lý nhị cương lấy một bức họa cuộn tròn từ trong ngực ra bức họa cuộn tròn được mở ra trương hàn ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy trên bức họa cuộn tròn mây đen khắp nơi, lôi điện lóe lên, cuồng phong cuồn cuộn cuốn vô số đá vụn lên trời, nghiễm nhiên là một bức diệt thế. Ở trong mây đen vô hạn, một bóng người đạp lên phi kiếm, thân ở trong mây đen. Bóng người mặc áo bào xanh rộng rãi, tóc đen thổi loạn theo gió, bên hông treo một cái hổ lô màu lam, đôi mắt mở to, lộ ra kiếm quang vô hạn. Giống như một pho tượng kiếm tiên viễn cổ, đứng ngạo nghễ ở hậu thế phía dưới bức họa cuộn tròn, có viết một đoạn văn tự rồng bay phượng múa. Đệ thập thất bảng phong vân Đông Châu, Thái nhất kiếm tông, đây, đây là, Đại sư Huynh, Trương Hàn trợn to mắt, tuy trên bức họa cuộn tròn có chút mơ hồ, nhưng Trương Hàn vẫn liếc mắt một cái nhận ra được. Đây là Đại sư Huynh, hơn hai tháng không gặp Đại sư Huynh, không ngờ tới vậy mà bây giờ thấy được Đại sư Huynh trên một bức họa. Thứ này lấy từ đâu ra thế? Trương Hàn nhìn về phía Lý Nhị Cương, mở miệng dò hỏi đây là bức họa cuộn tròn sắp tới bảng phong vân đông châu phát hành thành trì gần đây cũng phân phối đến một bức họa cuộn tròn ta thấy đây là đệ tử của vô đạo tông cho nên cầm đi bức họa này trở về cho các ngươi nhìn xem lý nhị cương mở miệng giải thích bảng phong vân đông châu đó là thứ gì trương hàn nhíu mày cảm thấy khó hiểu đại nhân ngươi không biết bảng phong vân đông châu sao lý nhị cương sửng sốt một lát trương hàn nhíu mày Hắn ta biết cái quỷ, hắn ta vẫn luôn sinh sống không khác gì ở giới phàm tục, cho dù tiếp xúc, cũng tiếp xúc tầng thấp nhất giới tu tiên. Sau khi lên núi vẫn luôn tu hành, đâu biết Bảng Phong Vân Đông Châu gì đó. Lý Nhị Cương ở một bên thấy thế, cũng biết có khả năng Trương Hàn thực sự không biết. Đại nhân, Bảng Phong Vân Đông Châu, có thể lý giải đơn giản là bảng xếp hạng cường giả giới tu tiên Đông Châu, không có gì ngoài cường giả, phàm là cường giả nổi tiếng trong Đông Châu đều dựa theo chiến tích này, sắp xếp thứ bậc. Chương 137, Thái nhất kiếm Tôn Diệp Lạc hai. Vị đại nhân này của Vô Đạo Tông chúng ta, nghe nói kiếm của hắn chém địa lôi đạo nhân thành danh đã lâu. Lại ở trong bao vây tấn công của hai môn phái là Cự Tiên môn và Bắc môn, đánh bại hai đại môn phái, cho nên xếp thứ 17 bảng Phong Vân, được tu sĩ Đông Châu xưng là Thái nhất kiếm Tôn. Lý Nhị Cương vô cùng hưng phấn giảng giải: giống như hắn ta mới là nhân vật phong vân của đông châu trương hàn nghe thấy những lời này đôi mắt cũng tỏa sáng không ngờ tới đại sư huynh xuống núi hơn hai tháng đã làm ra chuyện này nói là danh chấn đông châu cũng không đủ thái nhất kiếm tôn nghe thấy danh xưng này trương hàn có loại tâm tư muốn đi xuống núi nhưng bây giờ hắn ta còn chưa được cách năm nay qua đi còn có mấy ngày nữa mà thôi hắn ta cũng nên một lần đột phá cảnh giới hóa thần mà hắn ta còn đang quấy dày một kiện linh bảo ở thần binh các, cách tán thành chân chính, hẳn là không xa rồi. Qua một thời gian nữa, hắn ta cũng có thể xuống núi nhìn xem. Ừm, bức họa này ngươi cho ta đi, ta mang đến cho tam sư đệ nhìn xem. Trương Hàn nhìn về phía Lý Nhị Cương, mở miệng nói. Đại nhân, bức họa này không lấy đi cho tông chủ nhìn một cái sao? Lý Nhị Cương cảm thấy nghi ngờ hỏi, nghe thấy những lời này, Trương Hàn nhìn về phía cung điện của sư tôn, do dự một lát, quả quyết lắc đầu. Sư tôn vẫn luôn bế quan, hai tháng nay chưa từng có bất cứ động tĩnh gì, chỉ sợ sư tôn bế quan tu luyện tới lúc mấu chốt không tiện quấy giày. Đợi sư tôn bế quan đi ra lại nói, bức hoàn này cứ để ở chỗ ta trước. Đợi sư tôn bế quan ra, lại cho sư tôn xem. Trương Hàn chậm rãi nói, Lý Nhị Cương nghe thấy thế cũng chỉ có thể gật đầu xách bao lớn bao nhỏ lên một lần nữa, chuẩn bị đi về phía phòng bếp mình xây. vậy thì giao cho đại nhân, ta đi trước đây. sau khi nói xong, hắn ta cầm lấy bao lớn bao nhỏ đi ra bên ngoài quảng trường. trương hàn cầm bức họa cuộn tròn, vừa cẩn thận nhìn một lát, bất chợt khép bức họa cuộn tròn lại, đi về phía sườn núi. đi chưa được mấy bước, hắn ta dừng bước lại, mập mạp này đi qua đi lại trong tông, có thể ảnh hưởng tới sư tôn đang bế quan không? Trương Hàn nhìn bên cung điện của sư tôn, một tầng trận pháp chắn âm thanh, có phải có chút không đủ hay không? Trương Hàn do dự một lát, phủi tay lại bày thêm một tầng. Trương Hàn làm xong mọi chuyện, hài lòng gật đầu, đi xuống dưới sườn núi. Trong khu vực Đông Châu, trên một ngọn núi cao bên ngoài Sơn Môn cản đế đạo tông, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo bào màu xanh, hai tay ôm ngực, khí chất sắc bén giống như kiếm tiên tuyệt thế đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn sơn môn to lớn của Càn Đế Đạo Tông ở phía xa. Người này đúng là Diệp Lạc, lúc này, vẻ mặt Diệp Lạc không chút thay đổi nhìn chằm chằm Càn Đế Đạo Tông cách không xa. Sau khi xuống núi, hắn ta bắt đầu chuẩn bị chuyện xây dựng thánh địa tu luyện. Chuẩn bị này đã chuẩn bị hơn 2 tháng, vì mở thánh địa, hắn ta không tiếc là địch với nhiều cường giả, tranh giành tài nguyên. Hắn ta vốn định nhanh chóng mở thánh địa, nhưng ngay khi hắn ta muốn mở thánh địa tình cờ phát hiện. Tuy số mệnh của Càn Đế Đạo Tông dung chuyển, nhưng vẫn hội tụ phần lớn số mệnh của Đông Châu. Diệp Lạc muốn xây dựng thánh địa, nhất định phải khiến Càn Đế Đạo Tông dung chuyển càng lớn hơn nữa. Nếu không hắn ta căn bản không thể xây dựng thánh địa. Lúc này Diệp Lạc mới tấn công Càn Đế Đạo Tông, mục đích vô cùng rõ ràng, muốn Càn Đế Đạo Tông sinh ra dung chuyển rất lớn, còn muốn Càn Đế Đạo Tông sinh ra dung chuyển như thế nào đương nhiên đơn giản nhất là dùng võ lực giải quyết. Lão đại, người không đi lầm đấy chứ, thực sự muốn trực tiếp tấn công thánh địa Đông Châu sao? Sau lưng Diệp Lạc, một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen, bộ dạng lưu manh ngồi trên tảng đá to, tức giận nói chuyện với Diệp Lạc. Người đàn ông mặc đồ đen kia vừa dứt lời, phía sau lại có một người đàn ông sau lưng là song kiếm, mặc áo bào màu trắng lam cất bước đi tới. Thân Tài Tuấn, lão đại nói cái gì thì chính là cái đó. Ngươi có ý kiến gì? Nếu ngươi không vừa ý, ngươi có thể xuống núi rời đi. Người đàn ông song kiếm nhiếp vân phi liên tục vỗ bả vai người đàn ông mặc đồ đen. Ta chưa nói ta không vừa ý, chỉ cảm thấy, trực tiếp đánh một thánh địa, có phải quá nể mặt thánh địa hay không? Hay là tiên lễ hậu binh, nói chuyện với bọn họ trước, người đàn ông mặc đồ đen tên thân tài tuấn tinh quái nói. Nói chuyện sao, ngươi muốn nói chuyện thế nào, mời bọn họ tự dung chuyển à, nhiếp vân phi cũng bị những lời này chọc cười, lắc đầu, không biết nên nói gì mới tốt. Diệp Lạc ở một bên lẳng lặng nhìn hai người này, vẻ mặt không chút thay đổi. chương 138, Tấn công Càn Đế Đạo Tông Hai người này là khi hắn ta giao chiến với một số tông môn Đông Châu, có trợ giúp đối với hắn ta, thường xuyên qua lại mà thành huynh đệ, đi theo hắn ta. Người đàn ông mặc đồ đen này tên thân Tài Tuấn, xuất thân từ thế gia tu tiên, chuyên dùng phi kiếm chi thuật, một phi kiếm, cách ngàn dặm lấy đầu người như lấy đổ trong túi. Người đàn ông mặc áo bào màu lam trắng tên Nhiếp Vân Phi, xuất thân phàm tục, thiên phú dị bẩm, sau khi bái nhập tông môn tu tiên, khổ tu nhiều năm, xong kiếm chi thuật xuất thần nhập hóa. Hai người này xem như là tâm phúc của Diệp Lạc, cũng là trung tâm tổ kiến thánh địa. Được rồi, đừng nhiều lời, trực tiếp đánh lên là được. Hai người các ngươi, đợi đánh nhau, các ngươi tự mình chiếu cố mình là được còn lại giao cho ta diệp lạc chậm rãi mở miệng nói được lão đại yên tâm đi năng lực bảo vệ tính mạng của ta rất mạnh chỉ dựa vào ngươi sao một phi kiếm đánh ra phi kiếm cách ngàn dặm giết người cơ thể mình bị đánh bạo cũng không biết còn năng lực bảo vệ tính mạng rất mạnh ngươi có thể đánh cược cặp kiếm kia của ngươi cũng không được tốt lắm mạnh hơn ngươi hai người không cố kỵ thánh địa đông châu cách đó không xa oán hận lẫn nhau Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Lạc chỉ có thể lắc đầu, vỗ hổ lô bên hông. Một phi kiếm bay ra, rơi lên trên tay Diệp Lạc, biến thành một thanh trường kiếm sắc bén. Diệp Lạc cầm trường kiếm trong tay, phóng lên trên trời, bay về phía sơn môn Càn Đế Đạo Tông. Cùng lúc đó, Càn Đế Đạo Tông, Đại Điện Tông Chủ, rất nhiều trưởng lão của Càn Đế Đạo Tông đang tụ tập cùng một chỗ, bàn chuyện với nhau. Vị trí Tông Chủ, rốt cuộc thế nào đây? Càn đế đạo tông chúng ta tuyệt đối không thể thời gian dài không có tông chủ. Người cũng biết không thể thời gian dài không có tông chủ, nhưng lựa chọn tông chủ sao đây? Đại trưởng lão ủng hộ một, nhị trưởng lão ủng hộ một, tứ trưởng lão cũng ủng hộ một, ô. Thất trưởng lão cũng ủng hộ một, còn có thập tam trưởng lão, cho nên vị trí tông chủ này do ai làm? Đây không phải là trọng điểm, mấy người các ngươi đúng là quá phận, rõ ràng đều chưa đề cử tông chủ, mấy ứng cử viên các ngươi đã sử dụng quyền lợi của tông chủ. Một tông môn, năm tông chủ, chẳng lẽ đây không phải là phân ra sao? Không phải phản bội càn đế đạo tông sao? Có trưởng lão tính cách ôn hòa hiền lành mở miệng, có trưởng lão cực đoan trực tiếp nói tục bắt đầu mắng chửi người. Trong điện vô cùng hỗn loạn, chỉ riêng đại trưởng lão đứng ở trên không để ý cãi vã trong điện, mặt không chút thay đổi, bộ dạng lạnh lùng uy nghiêm. Giống như chuyện trên thế gian, đều không liên quan tới lão ta trong đó có một trưởng lão chú ý tới đại trưởng lão được rồi chuyện tông chủ tạm thời không đề cập tới đại trưởng lão tông chủ tiền nhiệm rời đi đồ của hắn bao gồm tín vật tông chủ hẳn là đều ở trên tay ngươi đúng không ngươi cũng nên giao ra đây trưởng lão kia quát nói những lời này nói ra tiếng cãi vã trong điện lập tức im lại ánh mắt tất cả trưởng lão đều tụ tập trên người đại trưởng lão vậy thì cho các ngươi các người có thể đến động phủ của ta lấy mấy thứ này đại trưởng lão tùy ý xua tay vẫn bày ra bộ dạng nghiêm túc nghe thấy thế đám trưởng lão đều nhẹ nhàng thở ra chỉ sợ đại trưởng lão này sẽ cực đoan giao tất cả mọi thứ của tông chủ cho ứng cử viên mà mình lựa chọn đúng rồi đại trưởng lão tông chủ càn nguyên rời đi đạo lữ của hắn còn đang ở trong tông đúng không ta nhớ lúc ấy là người xử lý chuyện này không biết đạo lữ của hắn thế nào lại có một trưởng lão mở miệng hỏi, yên tâm yên tâm, tông chủ càn nguyên coi như là bạn tốt của ta. Ta vẫn luôn chiếu cô, sẽ không ấm ức đạo lữ của tông chủ càn nguyên. Đại trưởng lão xua tay nói, các trưởng lão khác còn định nói gì đó. Dầm, đột nhiên trong lúc này, một tiếng vang thật lớn, cả càn đế đạo tông chấn động mạnh, ngay cả điện phủ đều không chịu được ảnh hưởng. Đám trưởng lão ở trong điện nhìn về phía ngoài điện, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, một đệ tử kinh hoàng ngự kiếm mà đến. "Trưởng lão, có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, tấn công Càn Đế Đạo Tông ta, Sơn Môn đã bị đánh nát." Đệ tử hoảng sợ nói. "Vớ vẩn, Càn Đế Đạo Tông ta có đại trận hộ sơn, sao Sơn Môn có thể bị đánh nát?" Đại trưởng lão mở to mắt nhìn, không giận tự uy. "Đùa gì thế, Càn Đế Đạo Tông có đại trận hộ sơn, còn có thể bị đánh nát Sơn Môn sao?" Đại trận hộ sơn cấp cảnh giới độ kiếp đấy. Nếu đại trận như vậy còn bị đánh nát, vậy đại trưởng lão lão ta có thể nuốt hết từng đoạn sàn nhà điện phủ của Càn Đế Đạo Tông. Đại trưởng lão, là thật, kẻ thù bên ngoài biết nhược điểm của đại trận hộ sơn Càn Đế Đạo Tông chúng ta, một kiếm chém trận bàn ẩn trên bầu trời không còn. Đệ tử kia run lẩy bẩy trả lời, "Đại trưởng lão, ta hoài nghi trong tông ta có nội gián." Chương 139, hành động của đại trưởng lão một. Càn Đế Đạo Tông, đại điện tông chủ đám đại trưởng lão biết đại trận hộ sơn bị phá xong cũng không kinh hoàng mà phái một trưởng lão cảnh giới nguyên anh đỉnh phong đi bắt kẻ thù bên ngoài đám trưởng lão vẫn ở trong điện thảo luận không phải sao kẻ thù ở bên ngoài có thể biết được nhược điểm của đại trận hộ sơn càn đế đạo tông chúng ta có phải là trùng hợp hay không trùng hợp cái đầu ngươi càn đế đạo tông ta sừng sững lâu như vậy sao chưa từng thấy trùng hợp xảy ra ta nói cho người biết nói tới nói lui Ngươi đừng mắng ta ta cứ chửi đấy thì làm sao cái đầu ngươi còn mẹ nó ta thảo luận thì thảo luận hai trưởng lão trong đó đã trực tiếp cãi nhau còn thiếu không ra tay đánh nhau bên kia đại trưởng lão nghe tiếng cãi vạ ầm ĩ hư lạnh một tiếng vừa định nói gì đó bên ngoài một tên đệ tử lại vội vàng chạy vào các trưởng lão không hay rồi không hay rồi tôn trưởng lão bị kẻ thù bên ngoài chém một kiếm ngay cả đệ tử ngoại môn của càn đế đạo tông cư trú theo nhóm cũng bị chém hơn nửa. Đệ tử chạy vào trong điện, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy nói. Xôn sao, đám trưởng lão còn đang cãi vã lập tức ngạc nhiên, đệ tử ngoại môn cư trú theo nhóm bị chém hơn nửa. Chuyện này bọn họ không hề kinh ngạc, nhưng mà tôn trưởng lão, cũng chính là trưởng lão được bọn họ phái đi bắt kẻ thù ở bên ngoài bị chém, bọn họ vô cùng kinh ngạc. Tôn trưởng lão là cảnh giới nguyên anh đỉnh phong ở trong rất nhiều trưởng lão thực lực coi như đứng đầu chỉ có đại trưởng lão cảnh giới hóa thần mới có thể chấn áp người như vậy bị kẻ thù ở bên ngoài chém một kiếm sao vậy kẻ thù xâm lấn bên ngoài thực lực đạt tới cấp độ nào cảnh giới hóa thần sơ kỳ hay là đỉnh phong đánh cái quỷ ấy đám trưởng lão giật mình ánh mắt nhìn chằm chằm đại trưởng lão nếu đại trưởng lão dám gọi bọn họ đi lên bắt kẻ thù bên ngoài bọn họ dám cùng nhau tiến lên đánh đại trưởng lão quỳ dạp trên mặt đất các ngươi nhìn ta làm gì các ngươi không muốn lên không có khả năng để ta lên đấy chứ đại trưởng lão nhìn đám trưởng lão giống như có thể đoán được đám trưởng lão này đang suy nghĩ gì nghe thấy những lời này đám trưởng lão đều im lặng không trả lời rõ ràng là im lặng rồi một kiếm của người ta có thể chém cảnh giới nguyên anh đỉnh phong ngươi không lên còn muốn bọn ta đi lên tặng đầu người sao thôi đám người các ngươi không có một chút tác dụng vẫn nên để ta đi đại trưởng lão vùng ống tay áo bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xoay người muốn ra khỏi điện nghinh địch đám trưởng lão bên cạnh thấy đại trưởng lão muốn ra ngoài nghinh địch cả đám đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra trong đó một trưởng lão nhìn đệ tử phía dưới đôi mắt khẽ đảo một vòng có một vấn đề ngươi có biết kẻ thù bên ngoài có thân phận cụ thể là gì không cường giả như vậy không có khả năng là người vô danh. Trưởng lão nghiêm túc hỏi, đệ tử nghe các sư huynh đệ nói là đệ thập thất bảng phong vân Đông Châu Thái nhất kiếm tôn đến. Đệ tử cũng không biết, càn đế đạo tông ta có thủ hận gì với Thái nhất kiếm tôn. Giọng nói của đệ tử kia mang theo run rẩy nói, dầm, đám trưởng lão nghe thấy danh xưng này, sắc mặt cả đám thay đổi. Thái nhất kiếm tôn, gần đây có vị nào thanh danh lên cao tên này à? là người một tháng trước kiếm trảm địa lôi đạo nhân sao? Địa lôi đạo nhân là cảnh giới hóa thần đỉnh phong đấy. Khoan hãy nói rốt cuộc vì sao Càn Đế đạo tông chúng ta đắc tội Thái Nhất kiếm tôn, nói xem đại trưởng lão có thể đánh thắng Thái Nhất kiếm tôn hay không đi, địa lôi đạo nhân đều đã không đánh lại được Thái Nhất kiếm tôn. Không thể nào, không thể nào, sẽ không thực sự có người cảm thấy đại trưởng lão đánh không lại Thái Nhất kiếm tôn đấy chứ. Đám trưởng lão bàn tán, đại trưởng lão đi tới cửa đại điện nghe thấy những lời này sắc mặt lập tức thay đổi lão ta cúi đầu nhìn chân mình một bước này bước ra thì không có cơ hội đổi ý nữa thái nhất kiếm tôn chém địa lôi đạo nhân là kẻ thù bên ngoài sao chuyện này lão ta lấy đầu đi đánh à địa lôi đạo nhân lão ta từng so tài với người ta rồi lần trước khi so tài lão ta bị giữ trên đất ma sát bùn đều ăn mấy miếng vì che giấu chuyện này lão ta đã trả giá không ít Hiện giờ kẻ thù bên ngoài chém được địa lôi đạo nhân tới đây. Lão ta đi nghênh địch sao? Chắc chắn không phải đi tặng đầu người đấy chứ, nhưng lão ta đã nói như vậy, bây giờ xoay người chẳng phải sẽ bị đám trưởng lão khinh thường. Mặt mũi này lão ta vẫn cần, đại trưởng lão điên cuồng suy tư, muốn tìm ra biện pháp. Một trưởng lão tới gần ngoài điện thấy thế, tò mò đi tới. Đại trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Sao còn chưa ra ngoài nghênh địch? Trưởng lão tò mò hỏi. Bạch trưởng lão, ta nói chân ta đau, người tin không? Đại trưởng lão cười xấu hổ, quay đầu nói, Bạch trưởng lão, người nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Một đại năng cảnh giới hóa thần, chân đau rồi hả? Chương 140, hành động của đại trưởng lão 2. Sao ngươi không nói, một cảnh giới hóa thần như ngươi muốn đi toilet? Đại trưởng lão ở bên cạnh thấy thế, thở dài một hơi. Biết nhất định phải tìm biện pháp mới được, chỉ có thể hy sinh một người, Đại trưởng lão đồng tình nhìn thoáng qua bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão, rất xin lỗi. Đại trưởng lão nhỏ giọng nói một câu. Rất xin lỗi cái gì? Bạch trưởng lão mê mang. Ngay khi bạch trưởng lão lộ ra vẻ mặt sững sờ. Đại trưởng lão đột nhiên giơ cánh tay lên, đánh vào ngực mình một trưởng. Pháp lực cường đại giao động đánh tới. Miệng lão ta phun ra ngụm máu, rất chính xác phun lên trên tay bạch trưởng lão. Dưới chân xoay chuyển, bóng người giống như diều đứt dây bay ngược mà ra. Tặc tử, vậy mà ngươi là nam vung." Đại trưởng lão ngã xuống đất, khóe miệng có máu tươi chảy ra, hoảng sợ nhìn Bạch trưởng lão đứng ở cửa đại điện. "Bạch trưởng lão, đám đệ tử, đám trưởng lão còn đang thảo luận, đã xảy ra chuyện gì thế?" Đám trưởng lão mơ hồ, nhưng động tác không chậm, chỉ trong nháy mắt tất cả đi tới trước người đại trưởng lão, bảo vệ đại trưởng lão. "Đại trưởng lão, ngươi không sao chứ? Nhanh nhìn xem đại trưởng lão thế nào, đừng đứng ngây ngốc như thế." đại trưởng lão bị pháp lực thương tổn tới cơ thể bị thương nhẹ còn có âm dương có chút không thăng bằng bạch trưởng lão sao ngươi lại như vậy bạch trưởng lão ngươi là nằm vùng sao rất nhiều trưởng lão nhao nhao mở miệng bạch trưởng lão đứng ở cửa điện từ đầu tới cuối đều lộ vẻ mặt sương mù ta là ai ta ở đâu ta phải đi đâu không phải là ta chỉ hỏi một câu sao biến thành nằm vùng rồi hà ta ngươi hắn chuyện này bạch trưởng lão nói năng lộn xộn hoàn toàn thẫn thờ đại trưởng lão nằm trên mặt đất thở hổn hển gian nan đứng dậy ngón tay run lẩy bẩy chỉ bạch trưởng lão hắn là nằm vùng không ngờ tới đúng không lão phu còn có quân bài bảo vệ tính mạng chưa lật không bị một kích của ngươi làm cho mất mạng nằm vùng ngươi bị lộ rồi chịu chết đi đại trưởng lão miệng hàm máu tươi nghĩa chính ngôn từ nói bạch trưởng lão ngươi có bệnh à trên bầu trời ở sơn môn càn đế đạo tông nhìn rất nhiều đệ tử càn đế đạo tông ở phía dưới bầy sẵn trận địa đón quân địch diệp lạc đạp lên phi kiếm cầm trong tay một thanh trường kiếm sắc bén giống như một pho tượng kiếm tiên dựng ở trời xanh nhìn xuống phía dưới các ngươi lui ra đi ta không muốn ngộ thương người vô tội diệp lạc chậm rãi mở miệng nói giọng nói lạnh nhạt lọt vào trong tay đám đệ tử của càn đế đạo tông đám đệ tử này do dự một lát vẫn không lùi ra bọn họ là đệ tử tinh anh của càn đế đạo tông lúc này càn đế đạo tông gặp nạn bọn họ nên đứng ra nhìn thấy cảnh tượng này diệp lạc thở dài một hơi hắn ta không muốn ra tay với những đệ tử cảnh giới kim đan này ra tay với đệ tử cảnh giới kim đan đều đã tính làm bẩn kiếm của hắn ta hiện giờ hắn ta đánh ra thanh danh tuyệt đại chính là vì muốn sư tôn biết tin tức của hắn ta nếu Sư Tôn biết được, hắn ta ra tay với một đám gà cảnh giới Kim Đan, e rằng đều khinh thường hắn ta. Ngay khi Diệp Lạc suy tư, ở phía xa vang lên một giọng nói, "Lão đại, đi làm việc ngươi muốn làm đi, đám gà cảnh giới Kim Đan này cứ giao cho bọn ta." Diệp Lạc quay đầu lại nhìn, ở phía xa, Thân Tài Tuấn dẫn theo Nhiếp Vân Phi tiến vào trong Càn Đế Đạo Tông, mục tiêu vô cùng rõ ràng, là đám đệ tử cảnh giới Kim Đan. Hai người này đều là cảnh giới hóa thần, giải quyết đám gà cảnh giới kim đan dư giả. Nghĩ như vậy, Diệp Lạc gật đầu với hai người, chân dẫm lên phi kiếm, bóng người hóa thành một tia lưu quang, bay vào bên trong Càn Đế Đạo Tông. Diệp Lạc không khách sáo với Càn Đế Đạo Tông một chút nào, một đường bay nhanh mà qua, nhìn thấy những kiến trúc to lớn đều một kiếm chảm phá, không mang theo chút do dự nào. Rầm rầm Kiếm quang cường đại quét ngang xung quanh trong khu vực Càn Đế Đạo Tông. Từng tòa nhà to lớn ngã xuống, bên trong Càn Đế Đạo Tông trở nên hỗn loạn lên, từng khí tức cảnh giới Kim Đan từ Càn Đế Đạo Tông dâng lên, giống như muốn ngăn cản Diệp Lạc tiến lên. Nhưng không cần Diệp Lạc để ý tới, vù, một phi kiếm màu vàng kim phá không mà đến, thay Diệp Lạc đỡ những khí tức này. Thân tài tuấn, Diệp Lạc đạp phi kiếm quay đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười tiếp tục tiến về phía trước. Tốc độ của Diệp Lạc vô cùng nhanh, chỉ mấy phút đã lướt qua nửa Càn Đế Đạo Tông. Vốn định tiếp tục tiến về phía trước, đúng lúc này, từng đạo khí tức từ sâu trong Càn Đế Đạo Tông xuất hiện, kéo dài qua nửa Càn Đế Đạo Tông, muốn ngăn cản Diệp Lạc. Những khí tức này đa số là cảnh giới Nguyên Anh, trong đó cũng có một đạo cảnh giới Hóa Thần. Những người này đều là trưởng lão của Càn Đế Đạo Tông, cầm đầu là đại trưởng lão chẳng qua lúc này khóe miệng đại trưởng lão có máu tươi chảy ra, khí tức rất không ổn định. Rất rõ ràng, Diệp Lạc một đường đánh vào, đám trưởng lão này còn muốn giả chết cũng không giả chết nổi. Chỉ có thể tất cả đều đi ra ngăn cản, chương 141, người tôn trọng ta một chút được không? Chẳng qua khi bọn họ nhìn thấy Diệp Lạc đạp phi kiếm tới, cả đám đều kinh ngạc. Diệp tiểu hữu khi đám trưởng lão bay tới trước mặt Diệp Lạc, tất cả đều lộ vẻ mê mang tấn công càn đế đạo tông bọn họ là Diệp Lạc sao? Không phải nói Thái Nhất Kiếm Tôn à? Hay là nói Thái Nhất Kiếm Tôn chính là Diệp Lạc? Nghĩ tới điểm này, rất nhiều trưởng lão đang kinh hãi lại tràn ngập mê mang. Bọn họ không rõ, đệ tử của tông môn ẩn thế, vì sao muốn tấn công càn đế đạo tông? Đại trưởng lão bay ở một bên, có ý đồ xóa đi sự tồn tại hoàn hồn nhanh nhất. Vội vàng bay tới trước mặt Diệp Lạc, kích động tới mức gương mặt già nua đỏ lên. Diệp tiểu hữu, sao lại là ngươi? Ta đã nói sao hôm nay hỉ thước kêu trước điện, hóa ra là ngươi đến. Diệp tiểu hữu, ngươi không biết ngươi đi rồi, lão phu nhớ ngươi thế nào đâu. Đi thôi, Diệp tiểu hữu, đến chỗ lão phu uống chén trà ôn chuyện trước. Đại trưởng lão vô cùng kích động, đâu còn bộ dạng có thương tích. Diệp lạc ở phía đối diện nhìn khóe miệng giật giật. Đương nhiên là hắn ta nhận ra đám trưởng lão này, còn có đại trưởng lão kia nhưng hắn ta không muốn nhiều lời chỉ là đại trưởng lão này nói chuyện cũng quá kỳ lạ hắn ta vội tới càn đế đạo tông là chế tạo phiền phức đấy hiểu không còn gọi hắn ta đi uống trà sao e rằng ngươi là đại trưởng lão giả của càn đế đạo tông đúng không diệp lạc hít sâu một hơi cầm trường kiếm trong tay rất xin lỗi đại trưởng lão hiện giờ không phải lúc ôn chuyện ta muốn kiến lập một thế hệ thánh địa tu luyện mới ở đông châu Càn đế đạo tông nhất định phải rời khỏi danh sách thánh địa. Cho nên hôm nay là ta bị đánh đuổi, hoặc là số mệnh của càn đế đạo tông bị sói mòn, không còn thánh địa nữa. Người ta mỗi người là người một phương, không cần lưu tình, dùng hết toàn lực ngăn cản ta là được. Diệp Lạc thản nhiên nói, những lời này vừa nói ra, đại trưởng lão sửng sốt một lát. Bất chợt cười ra tiếng, không sao không sao, có phải chuyện lớn gì đâu, không vội, đi một lát, Diệp Tiểu Hữu, chúng ta đi uống chén trà trước, ôn chuyện rồi nói, chuyện này là gì đây, đầu có lão hữu gặp mặt đã đao kiếm chĩa nhau. Đại trưởng lão tùy ý nói, Diệp Lạc cầm trường kiếm trong tay, ta là tới hủy diệt Càn Đế đạo tông người đấy, người tôn trọng ta một chút được không? Diệp Lạc im lặng, không biết nên đối mặt với tên chó liếm này kiểu gì. Đại trưởng lão đứng ở một bên thấy Diệp Lạc im lặng, giống như hiểu rõ suy nghĩ của Diệp Lạc, lúc này vỗ tay một cái, diệp tiểu hữu chẳng lẽ ngươi muốn đánh cản đế đạo tông trước lại tới uống trà sao vậy diệp tiểu hữu ngươi đánh trước đi có cần giúp đỡ hay không bộ xương già này của lão phu tuy không có tác dụng gì nhưng đánh đám cảnh giới nguyên anh này vẫn vô cùng đơn giản ồ diệp tiểu hữu ngươi nói ngươi muốn xây dựng một thế hệ thánh địa tu luyện mới ở đông châu sao còn thiếu người không ngươi xem cảnh giới hóa thần ta thế nào đại trưởng lão trực tiếp mở miệng trước mặt mọi người Lão ta nói chuyện, cơ thể kích động tới mức run lẩy bẩy. Ngày xưa lão ta đề nghị làm hộ đạo giả cho Diệp Lạc, Diệp Lạc có thể từ chối. Mà lúc này Diệp Lạc sắp kiến lập thánh địa tu luyện, lão ta gia nhập thánh địa tu luyện sẽ không từ chối đâu. Đại trưởng lão, ngươi, rất nhiều trưởng lão khác nghe hiểu được lời đại trưởng lão nói, cả đám trợn to mắt, không biết nên nói gì mới tốt. Đâu có ai nói muốn phản bội tông môn trước mặt mọi người như vậy hơn nữa đại trưởng lão này một giây trước còn nói bạch trưởng lão đánh lén một giây sau đã công khai phản bội tông thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách đúng là lão chó liếm lúc này đừng nói là đám trưởng lão ngay cả diệp lạc hùng hổ mà đến cũng không biết nên nói gì cho phải cảnh tượng lập tức im lặng xuống chỉ có ở sơn môn loáng thoáng truyền tới tiếng đánh nhau và pháp lực giao động đúng lúc này ở sâu trong càn đế đạo tông có ba khí thế cảnh giới độ kiếp bay lên trong càn đế đạo tông, Diệp Lạc dẫm lên phi kiếm, áo bào bay phấp phới, giống như kiếm tiên tuyệt thế. Ở phía trước hắn ta, đại trưởng lão cùng với rất nhiều trưởng lão của càn đế đạo tông đều đã ở đây. Chẳng qua ánh mắt những người này, bao gồm ánh mắt Diệp Lạc, đều nhìn về phía sâu càn đế đạo tông. Ở sâu trong càn đế đạo tông, ba khí tức cảnh giới độ kiếp lan tràn mà ra. Chỉ trong nháy mắt đã bao trùm cả càn đế đạo tông trong lòng rất nhiều trưởng lão giống như bị một ngọn núi to đẻ ép, hơi thở đều đã trở nên khó khăn. Người duy nhất không cảm nhận được gì ở đây, đó chính là Diệp Lạc. Thực lực của Diệp Lạc đã sớm vượt qua cấp độ cảnh giới độ kiếp. Khí tức của cảnh giới độ kiếp căn bản không thể tạo thành tính ảnh hưởng đối với hắn ta. Cảnh giới độ kiếp, ba đạo, ba vị thái thượng trưởng lão của càn đế đạo tông. Diệp Lạc ở mặt ngoài thản nhiên hờ hững, cho dù khí tức có uy lực thế nào, uy thế ngập trời ra sao, hắn ta đều không có hành động gì. Mơ hồ có bóng dáng của sở duyên, chương 142, sao người có thể biết những chuyện này một. Ánh mắt hắn ta nhìn chằm chằm sâu trong càn đế đạo tông. Nói thật, với thực lực của hắn ta hiện giờ, cùng đối phó ba cảnh giới độ kiếp có chút cật lực. Đổi lại là bình thường, Diệp Lạc tuyệt đối không giao đấu với ba cường giả cảnh giới độ kiếp. Nhưng hiện giờ đã khác gốc gác của ba vị thái thượng trưởng lão trong càn đế đạo tông đều bị tô càn nguyên nói sạch như vậy mà hắn ta vẫn không đánh thắng vậy hắn ta không xứng làm đồ đệ của sư tôn ở trong tầm mắt của hắn ta ba lão giả từ sâu trong càn đế đạo tông chậm rãi đi ra quanh người ba người lóe lên quang huy vô hạn khí tức cường đại tỏa từ người bọn họ ra huy áp trời xanh cảnh giới độ kiếp cảnh giới đỉnh phong ở nhân gian Cảnh giới độ kiếp cho dù là ở Đông Châu hay là Đại Châu khác đều là chiến lực nhất phái. Mỗi một cảnh giới độ kiếp đều là cường giả đứng đầu. Thông thường, cường giả cảnh giới độ kiếp tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Trừ phi là cuộc chiến diệt vong của tông môn, cảnh giới độ kiếp mới có thể lựa chọn ra tay. Ví dụ như cảnh tượng trước mắt Càn Đế Đạo Tông, Diệp Lạc muốn đánh hạ Càn Đế Đạo Tông khỏi danh sách thánh địa. Ba tên cảnh giới độ kiếp này mới lựa chọn ra tay diệp lạc chân dẫm lên phi kiếm lạnh nhạt nhìn đám trưởng lão một cái đa số đám trưởng lão đều từng có giao hảo với hắn ta ngày xưa khi hắn ta tới cản đế đạo tông những người này đều hóa thân thành chó liếm cho dù thế nào hai bên đều coi như có chút giao tình trừ phi bất đắc dĩ nếu không thì diệp lạc cũng không muốn chảm những người này đại trưởng lão các người lui ra đi cuộc chiến kế tiếp không phải các người có thể tham dự được diệp lạc nói một câu khống chế phi kiếm dưới chân, bay về phía ba lão giả cảnh giới độ kiếp. Đám trưởng lão nhìn thấy Diệp Lạc đã rời đi, sắc mặt cả đám khó coi nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Đại trưởng lão này vừa rồi ngang nhiên phản bội tông môn. "Không phải, các ngươi nhìn ta làm gì? Chưa từng thấy gian tà đi theo chính nghĩa sao?" Đại trưởng lão bị nhiều người nhìn chằm chằm với ánh mắt u oán như vậy, lúc này nổi giận. Đám trưởng lão còn lại thấy đại trưởng lão tức giận cả đám cũng vô cùng phẫn nộ người phản bội tông ngươi còn chống chế sao uổng công ngươi còn là đại trưởng lão của càn đế đạo tông còn là người kiên định ủng hộ tông chủ tiền nhiệm nhìn ngươi sau khi tông chủ tiền nhiệm rời đi còn kiên định bảo vệ đạo lữ của tông chủ tiền nhiệm như vậy vốn tưởng rằng ngươi là người trung thành không ngờ tới vậy mà ngươi như thế con đường liếm này ta nguyện ý phụng dưỡng người mạnh nhất rất nhiều trưởng lão nhao nhao mở miệng nhưng bọn họ chỉ dám nói mà thôi đánh chết bọn họ cũng không dám ra tay bọn họ đều là cảnh giới nguyên anh đại trưởng lão là cảnh giới hóa thần đánh nhau chắc chắn là bọn họ chịu thiệt cho nên bọn họ chỉ dám ở đây nói mà thôi bên kia đại trưởng lão nghe thấy những lời này đôi mắt trợn to hơn các ngươi thì biết cái gì diệp tiểu hữu xuất thân từ đâu tông môn ẩn thế diệp tiểu hữu muốn kiến lập thánh địa tu luyện muốn tấn công cản đế đạo tông chẳng lẽ các ngươi còn muốn ngăn cản hay sao hôm nay các ngươi ngăn cản Diệp Tiểu Hữu, ngày mai tông chủ của tông môn ẩn thế hàng lâm, lấy cái gì ngăn cản? Chẳng bằng nghe lão phu, cùng hàng phục Diệp Tiểu Hữu. Diệp Tiểu Hữu mới thành lập thánh địa tu luyện, chắc chắn thiếu người, hiện giờ chúng ta hàng phục, tương lai sẽ là đại công thần. Dựa theo giới phàm tục mà nói, vậy thì theo long thần. Đại trưởng lão dụ dỗ nói ta là phản đồ sao? Hừ hừ, chỉ cần ta bắt cóc các người nữa, mọi người cùng nhau làm phản, đó chính là khởi nghĩa, không phải phản loạn. Tin tưởng mấy chữ tông môn ẩn thế này, đủ khiến đám trưởng lão động lòng. Quả nhiên, sau khi nghe thấy những lời này của đại trưởng lão, rất nhiều trưởng lão đều im lặng. Đúng lúc này, dầm, ở phía xa truyền tới âm thanh kinh thiên động địa, dao động khủng bố bùng nổ, kiếm khí, đao khí, trưởng ẩn, vô số thần thông pháp thuật đánh ra. Đám trưởng lão kinh hãi không thôi, chỉ trong nháy mắt hoàn hồn, điên cuồng lùi về phía sau, sợ bị lan tới gần. Sau khi rất nhiều trưởng lão rời đi, dao động càng cường đại hơn sinh ra, một quang trụ từ trên trời xanh mà lên, giống như muốn trấn áp thứ gì đó. Ở bên cạnh cột sáng, lại có muôn vàn phi kiếm dựng ngang, chặt đứt cột sáng. Ngay khi muôn vàn phi kiếm quát tháo, đao khí mênh mông cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, đánh rơi không ít phi kiếm. Đủ loại thần thông được thi triển ra, vỏ quýt dày móng tay nhọn, một pháp phá một pháp. Xem ra thế lực hai bên ngang nhau, có thể thấy hai bên giao chiến đang hết sức gay cấn. Đột nhiên trong lúc này, ba cường giả cảnh giới độ kiếp của càn đế đạo tông bắt đầu tháo chạy từng tầng, diệp lạc đuổi theo sát phía sau. Một người đè nặng ba tên cảnh giới độ kiếp ra đánh. chương 143, sao người có thể biết những chuyện này hay? Trong càn đế đạo tông, trên một ngọn núi, Diệp Lạc cầm phi kiếm trong tay, quanh người có muôn vàn phi kiếm vờn quanh, ấn ký màu vàng kim giữa lông mày lóe lên hào quang chói mắt, đôi mắt bị hắc quang bao trùm, lộ ra thái cổ chi khí, giống như một pho tượng kiếm tiên vô địch. Ở trước mặt hắn ta, ba lão giả của Càn Đế Đạo Tông ngã lên trên mặt đất, thở hổn hển, khó mà tin được nhìn Diệp Lạc. Vốn với thực lực của ba người, cho dù trong khoảng thời gian ngắn không bắt được Diệp Lạc, đánh lâu dài cũng có thể khiến Diệp Lạc bị đánh bại nhưng diệp lạc đánh một lát đột nhiên giống như thông suốt tấn công nhược điểm của bọn họ mỗi công kích đều rất chuẩn ba người lập tức tan tác khiến ba người cảm thấy suy sụp không phải bị đánh bại mà là vì sao diệp lạc này biết được nhược điểm của bọn họ rõ ràng nhược điểm trên người bọn họ không có mấy người biết ngươi 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 sao ngươi biết được nhược điểm trên người bọn ta lão giả cảnh giới độ kiếp cầm đầu miệng phun ra máu tươi Hơi thở suy yếu, nhưng lão ta vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. "Chuyện này các ngươi không cần quản, ba người đã không còn năng lực chiến đấu, ngoan ngoãn nằm yên là được." Vẻ mặt Diệp Lạc không chút thay đổi nói, những lời này vừa nói ra, ba lão giả liếc mắt nhìn nhau, đều tràn ngập bất đắc dĩ. Lão giả cầm đầu gian nan đứng dậy, không hổ là đệ tử của tông môn ẩn thế, bản lĩnh quả nhiên rất cao. "Nhưng ngươi muốn trục xuất Càn Đế đạo tông ta ra khỏi danh sách thánh địa?" còn không đơn giản như vậy, càn đế đạo tông không phải không có quân bài chưa lật. Lão giả kia hít sâu một hơi nói, ồ, là di thể trong quan tài gì đó kia đúng không? Di thể này cùng quan tài gì đó kia của các ngươi là một thể, cho nên sợ pháp Phật loại mộc hoặc pháp bảo liên quan tới mộc đúng không? Diệp Lạc mỉm cười, mở miệng nói, ba lão giả, sao ngươi có thể biết những chuyện này? Cuộc chiến tấn công càn đế đạo tông, nhanh chóng hạ màn. Kết quả vô cùng rõ ràng diệp lạc thắng sau khi diệp lạc biết được toàn bộ nền tảng của càn đế đạo tông rất dễ dàng giành chiến thắng ba tên trưởng lão cảnh giới độ kiếp phát hiện con bài chưa lật lớn nhất của càn đế đạo tông vô dụng với diệp lạc cũng hoàn toàn từ bỏ dù sao bọn họ không phải tông chủ hay là nói hiện giờ càn đế đạo tông không có tông chủ không có người nắm quyền chân chính sau khi ba lão giả cảnh giới độ kiếp cố gắng ngăn cản cũng vô dụng thì để mặc Diệp Lạc tung hoành trong càn đế đạo tông. Diệp Lạc cũng không đuổi tận giết tuyệt, sau khi phá hủy nửa càn đế đạo tông thì xoay người rời đi. Ba ngày sau, phía đông Đông Châu, trên một ngọn núi cao linh khí nồng đậm. Diệp Lạc đứng trên đỉnh núi cao, ngẩng đầu nhìn trời xanh. Sau lưng hắn ta, Tô Hiểu, Nhiếp Vân Phi, Đại trưởng Lão, còn có rất nhiều trưởng lão cảnh giới Nguyên Anh bỏ gian tà theo chính nghĩa với Đại trưởng Lão đi theo đối với các trưởng lão cảnh giới nguyên anh này đương nhiên diệp lạc lựa chọn thu nhận toàn bộ hắn ta muốn sáng tạo thánh địa tu luyện không ai quản lý không được chính hắn ta chẳng muốn quản lý tác dụng của đám trưởng lão cảnh giới nguyên anh này đã tới diệp tiểu khụ khụ tông chủ chẳng lẽ người định kiến tạo thánh địa tu luyện như vậy sao không nên kiến tạo tông môn trước lại tiến hành tuyên cáo à đại trưởng lão chắp tay nói mọi người ở phía sau cũng nhao nhao rời mắt nhìn về phía diệp lạc trước đó không lâu diệp lạc cũng đã nói với bọn họ muốn tuyên báo với thiên địa hội tụ số mệnh của đông châu sáng tạo thánh địa trước như vậy vốn không tệ nhưng hiện giờ bọn họ ngay cả tông môn đều chưa kiến tạo được dựa theo nước chảy hẳn là kiến tạo tông môn trước lại tuyên cáo với thiên địa thành lập nhưng diệp lạc lại muốn tuyên cáo trước mới xây dựng tạo ra tông môn chuyện này khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc nhưng bọn họ không dám khuyên bảo chuyện này chỉ có đại trưởng lão đứng ra khuyên bảo diệp lạc ở một bên cúi đầu nhìn đám tùy tùng này một cái lắc đầu không cần nhiều lời ta đã có quyết định tuyên cáo với thiên địa thành lập trước hội tụ số mệnh của đông châu sau đó lại rút thời gian xây dựng kiến trúc của tông môn diệp lạc xua tay từ chối nhưng mà tông chủ cho dù chúng ta không kiến tạo tông môn trước nhưng cũng cần thông báo một tiếng với bên liên minh tu tiên giả đúng không đại trưởng lão lại mở miệng nói liên minh tu tiên giả một tổ chức trên danh nghĩa ừm đối với thế lực khác cấp thánh địa tu luyện này mà nói chỉ là một tổ chức trên danh nghĩa nhưng đối với tông môn cỡ nhỏ tông môn tầm trung đó là tổ chức quản lý chân chính tông môn bình thường muốn sáng lập muốn tăng phẩm cấp đều phải trải qua sự cho phép của liên minh tu tiên giả mới được giấy phép gì đó của tông môn cũng do Liên Minh Tu Tiên giả ban phát. Đương nhiên, chuyện này chỉ cần đối với tông môn cỡ trung nhỏ. Chương 144, bàn về tư chất khủng bố của Diệp Lạc. Đối với cấp bậc Thánh Địa tu luyện mà nói, nếu Liên Minh Tu Tiên giả dám chọc giận Thánh Địa tu luyện một phương, có lẽ biến mất chính là Liên Minh Tu Tiên giả. Có lời nói như thế này, có thể hình dung định nghĩa Liên Minh Tu Tiên giả. Tông môn cỡ nhỏ và vừa trở mặt với tông môn cỡ nhỏ và vừa liên minh tu tiên giả tham gia, mâu thuẫn không còn. Thánh địa một phương trở mặt với tông môn cỡ vừa và nhỏ, liên minh tu tiên giả tham gia, tông môn cỡ chung và nhỏ không còn. Thánh địa một phương trở mặt với thánh địa một phương, liên minh tu tiên giả tham gia, liên minh tu tiên giả không còn. Những lời này đủ để miêu tả hiện trạng của liên minh tu tiên giả. Sở dĩ đại trưởng lão nói liên minh tu tiên giả, chỉ vì bọn họ là sơ bộ phải kiến tạo thánh địa, nể mặt một tí mà thôi ừm ta xuất thân từ tông môn ẩn thế phải có lễ phép một chút đại trưởng lão ngươi đi thông báo một tiếng là được tuyên cáo phía bên ta thành lập thánh địa diệp lạc trầm tư một lát vẫn làm ra quyết định cho liên minh tu tiên giả chút mặt mũi nghe thấy những lời này đám đại trưởng lão chỉ có thể gật đầu không khuyên bảo nữa nên khuyên đều đã khuyên nếu diệp lạc cố chấp vậy nghe theo diệp lạc là được Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Lạc mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Vỗ hồ lô bên hông, một phi kiếm bay ra, hạ xuống trước mặt, Diệp Lạc khẽ nhảy lên trên, dẫm lên phi kiếm phóng lên trời. Bay tới không trung, Diệp Lạc quan sát quần sơn ở phía dưới, vù vù, từng đợt gió mạnh gào rít mà qua, thổi áo bảo hắn ta bay phấp phới, áo bảo tóc đen theo gió múa điên cuồng. Diệp Lạc im lặng cảm nhận gió mạnh gào thét, quay đầu nhìn về phía vô đạo tông. Sư tôn cuối cùng còn cũng đi tới bước này, dựa theo ý nguyện của người mở thánh địa tu luyện trở thành chủ thánh địa một phương. Diệp lạc hít sâu một hơi, không khỏi nhớ tới cuộc sống phàm tục của mình sau khi gia nhập vô đạo tông đã có biến hóa rất lớn. Khoảng chừng qua hai chén trà, Diệp lạc mới lấy lại tinh thần. Hắn ta không còn do dự nữa, hai tay nâng lên trong tay im lặng vận chuyển pháp quyết đạt được từ chỗ di tích Thái cổ kiếm tôn. Ông. Khi Diệp Lạc vận chuyển pháp quyết, ấn ký màu vàng kim chỗ mi tâm nở rộ quang mang màu vàng kim vô cùng chói mắt. Ở phía xa nhìn lại, trên người Diệp Lạc giống như được bao phủ một tầng kim quang, thần thánh không thể xâm phạm, giống như một mặt trời nhỏ, uy thế cường đại trấn áp tứ phương. Đám đại trưởng lão ở phía dưới không nhịn được nhắm hai mắt lại, không thể nhìn thẳng. Ở trong lòng Diệp Lạc, mơ hồ có thể phát hiện ra, khi hắn ta vận chuyển pháp quyết, trong vô hình có một số dòng khí gì đó hội tụ về bên phía hắn ta. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều dòng khí hội tụ mà đến. Hội tụ này đã diễn ra trong một ngày, đám đại trưởng lão, thân tài tuấn ở phía dưới đã sớm tìm một sơn động, dựa vào các loại pháp bảo, miễn cưỡng ngăn cản kim quang, nhìn bóng dáng Diệp Lạc. Tông chủ muốn hội tụ tới khi nào vậy? Hội tụ số mệnh, chắc chắn sẽ không xong trong thời gian ngắn, an tâm đợi đi, thần thức của các ngươi thả ra. Tránh có người quấy rầy tới Diệp tông chủ. Thả ra đi, nhớ rõ ghi chép trong sách cổ, Càn Đế đạo tông khai sáng ban đầu. Hội tụ số mệnh mất 49 ngày, hẳn là tông chủ cũng cần 49 ngày. Nghe nói đây là dựa vào thiên tư cá nhân để tính, người có thiên tư càng mạnh, hội tụ số mệnh càng nhanh. Mọi người thảo luận, một đám người biết được tốc độ hội tụ số mệnh quyết định bởi thiên tư của mỗi người xong, bọn họ đều tò mò tò mò thiên tư của Diệp Lạc Mạnh tới mức nào. Cả đám đều chuẩn bị tìm một chỗ ngồi xuống bàn, nhìn xem rốt cuộc Diệp Lạc tốn bao nhiêu thời gian có thể hoàn thành hội tụ số mệnh. Khi mọi người tìm chỗ ngồi, chỉ thấy Diệp Lạc ở phía trên đột nhiên mở mắt, kim quang toàn thân tiêu tán đi, khi thế thay đổi, hoàn thành hội tụ số mệnh. Mọi người, có thể để bọn họ chọn chỗ ngồi xuống được không? Mọi người im lặng rất lâu, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Mới có một ngày, Diệp Lạc đã hoàn thành hội tụ số mệnh. Chuyện này, đây là tư chất khủng bố cỡ nào? Trên trời xanh, Diệp Lạc chân dẫm phi kiếm, quanh người từng đợt gió mát vờn quanh. Hắn ta hội tụ số mệnh là lúc kim quang sớm đã biến mất không thấy. Nhưng hắn ta cảm nhận được, lấy hắn ta làm trung tâm, trăm dặm xung quanh đều có dòng khí không thể miêu tả, mắt thường không thể nhận ra vờn quanh. Những dòng khí này vây quanh hắn ta, ngưng tụ mà không tiêu tan nếu đoán không sai những thứ này chính là số mệnh mở thánh địa tu luyện cần có số mệnh chẳng qua những số mệnh này loáng thoáng có cảm giác sẽ tiêu tán giống như chỉ cần diệp lạc vừa rời khỏi khu vực hội tụ số mệnh những số mệnh này sẽ lập tức tiêu tán đi nếu không thể thay đổi hiện tượng này như vậy cho dù diệp lạc mở thánh địa vậy diệp lạc sẽ bị hạn chế hành động sau này không có cách nào rời khỏi thánh địa nhất định phải vĩnh viễn tọa trấn thánh địa nếu là như vậy, vậy Diệp Lạc tuyệt đối không cần. Diệp Lạc trầm tư, phải tìm biện pháp, chương 145, Thái Nhất Kiếm Tông một Bỗng nhiên, một giọng nói truyền vào trong đầu hắn ta. Chủ nhân, Linh Bảo đều có hiệu quả trấn số mệnh vĩnh viễn. Linh Bảo thượng phẩm có hiệu quả trấn áp tốt nhất, nếu không thì chủ nhân ngươi cho rằng, vì sao Linh Bảo bình thường đều là trấn tông chi bảo của tông môn. Giọng của vô tấn kiếm hồ, nghe thấy thế, diệp lạc sửng sốt một lát bất chợt lấy lại tinh thần trong mắt hiện lên vui mừng vỗ vô tẫn kiếm hồ bên hông vô tẫn kiếm hồ lập tức hiểu ý phi thiên mà lên vô tẫn kiếm hồ bay lên trời xanh nở rộ quang mang màu lam linh bảo chi huy bày ra khi vô tẫn kiếm hồ dựng thân ở không trung diệp lạc cảm nhận được rõ trong vô hình số mệnh củng cố lại không còn dấu hiệu tiêu tán nữa phù diệp lạc nhẹ nhàng thở ra vốn định đi xuống trước lại làm động tác kế tiếp nhưng đột nhiên trái tim hắn ta đập nhanh hơn không hiểu sao sinh ra cảm giác bị nhìn trộm mà chỗ phát ra cảm giác bị nhìn trộm trên trời diệp lạc bất chợt ngẩng đầu nhìn trời không trong đôi mắt xuất hiện kim quang vốn tưởng rằng trên trời có thứ gì đó nhưng ngoài ý muốn trên bầu trời không có bất cứ thứ gì chuyện này là sao đây diệp lạc mê mang ngay sau đó trong lòng hắn ta có một loại ý niệm phúc đến thì lòng cũng sáng xuất hiện. Số mệnh đã định, phải niệm cáo từ, cho biết thiên địa, một thế hệ thánh địa mới ở Đông Châu được thành lập. Thì ra là thế sao? Diệp Lạc khẽ gật đầu, đạp lên trên phi kiếm, hai tay để ở sau lưng. Bây giờ Diệp Lạc ta ở phía đông Đông Châu, huyền tung 72 đỉnh Sơn Mạch, kiến tạo thánh địa tu luyện. Chính thức tuyên cáo, thay thế thánh địa Đông Châu Càn Đế Đạo Tông, thánh địa Đông Châu một thế hệ mới. Đạo bản vi vô, tòng vô nhi nhất, tên của thánh địa sẽ là Thái Nhất Kiếm Tông. Lập vô đạo tông làm tổ tiên của Thái Nhất Kiếm Tông. Linh bảo thượng phẩm vô tẫn kiếm hồ trấn áp số mệnh. Phàm là người Đông Châu, thượng giai giả có tư chất, đều có thể gia nhập Thái Nhất Kiếm Tông. Giọng nói giống như chuông đồng, vang vọng bên tai rất nhiều trưởng lão ở phía dưới. Rất nhiều trưởng lão nghe thấy trong óc chấn động, hoảng hốt thất thần. Dầm, đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn sạch bọn họ ở núi cao cùng với gần 71 tòa cự sơn. Gió bão điên cuồng này thổi tới, cũng khiến nhiều trưởng lão cùng với thân tài tuấn, nhức vân phi lấy lại tinh thần. Gió này, vì sao có thể khiến ta cảm thấy rét lạnh? Không đúng, đây không phải là gió bình thường. Các người có phát hiện không? Sau khi gió này thổi qua, linh khí. Linh khí xung quanh chúng ta trở nên nồng đậm hơn nhiều không phải trở nên nồng đậm, là linh khí đang điên cuồng tăng lên, không? Là dãy núi này đang đoạt lấy linh khí của Đông Châu. Hội tụ linh khí tới đây, thánh địa thành công lập ra, mức độ linh khí nồng đậm ở nơi này chỉ hơn chứ không kém Càn Đế Đạo Tông. Chuyện này khó mà nói, Càn Đế Đạo Tông đã sớm không còn ở thời kỳ đỉnh phong, thánh địa mới lập, đang đạt tới đỉnh phong. Rất nhiều trưởng lão hưng phấn nói chuyện với nhau, cùng lúc đó, núi thiên vụ, trên vô đạo tông, trong cung điện của Sở Duyên. Lúc này, Sở Duyên đi tới thời khắc mấu chốt, khí tức quanh người hắn rất không ổn định, một lúc bay lên, một lúc lại giảm xuống. Rõ ràng là tới ranh giới đột phá, từ sau khi Sở Duyên quay về cung điện, vẫn luôn dốc lòng nghiên cứu bí tịch đạt được từ trường Hà Tông. Sau khi nghiên cứu có được một số kết quả, lập tức bắt đầu tu luyện, hơn hai tháng sau, dưới đánh bậy đánh bạ, vậy mà sở duyên như kỳ tích tu luyện đến đỉnh phong của cảnh giới kim đan sơ kỳ trước mắt đang thử đột phá cảnh giới kim đan trung kỳ chẳng qua chuyện đột phá cảnh giới kim đan trung kỳ rõ ràng bị kẹt nửa vời này khiến khí tức của sở duyên bay lên một lát lại giảm xuống một lát rất không ổn định gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên chuyện cho tới bây giờ sở duyên cũng không có biện pháp nào đột phá được nửa thì không thể đột phá nữa chuyện này giống như hai chân đều đã nhảy lên trên nhảy đến giữa không trung còn có thể rút về sau không có biện pháp nữa chỉ có thể liều mạng mà thôi trong mắt sở duyên hiện lên tàn nhẫn hắn phải hấp thu linh khí phạm vi lớn đột phá cảnh giới thất bại hoặc là thành công chỉ có một lựa chọn sở duyên hạ quyết tâm nghiến răng một cái định hấp thu linh khí quanh mình tiến hành đột phá hắn há to miệng chuẩn bị một chiêu nút trôi linh khí khi sở duyên sắp cắn nuốt linh khí, bỗng nhiên trong lúc này, gió nổi mây phun, linh khí quanh người sở duyên vốn không tính là nồng đậm giống như triệu triệu hoán. Chỉ trong nháy mắt, tất cả linh khí đều biến mất. Cung điện lập tức biến thành vùng đất chân không, một chiêu nuốt trôi linh khí của sở duyên, nuốt không khí. Dâm, khí tức của sở duyên dừng một lát, cơ thể phát ra tiếng vang thật lớn. Đột phá thất bại, con mẹ nó, sở duyên đã muốn chết tâm, con mẹ nó xảy ra chuyện gì thế? Thời khắc mấu chốt đột phá, không còn linh khí rồi hả? Chương 146, Thái nhất kiếm tông 2. Đừng để lão tử biết là ai gây chuyện, nếu không thì ta sẽ khiến kẻ đó biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Sở Duyên đột phá thất bại rõ ràng là đang nổi giận. Thần thức của hắn đều khai hỏa, nhìn xung quanh tông môn thì phát hiện trong ngoài tông môn đều không có nhiều linh khí linh khí trên vô đạo tông bọn họ giống như bị thứ gì đó triệu hoán, bay ra bên ngoài núi thiên vụ. Xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ có lão quái nào đột phá, hút hết linh khí đi mất? Sở Duyên ngầm nói thầm hai tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Nhưng hắn không làm được gì, chẳng lẽ hắn còn có thể tìm người ta liều mạng? Thôi vậy, lần này đột phá không thành công, lần sau lại đột phá là được, dù sao còn thời gian, sắp tới kiểm tra đo lường tông môn, Trương Hàn cộng thêm Tô Càn Nguyên lập tức có thể khiến ta đạt tới cảnh giới Kim Đan hậu kỳ. Cộng thêm ta tự tu luyện, vậy ta sẽ là cảnh giới Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, có thể trở lại cảnh giới Nguyên Anh bất cứ lúc nào. Sở Duyên nhỏ giọng lẩm bẩm hai câu, thu liễm cảm xúc, trước khi hắn đột phá, hệ thống đã cho hắn một nhắc nhở, sắp tới thời gian kiểm tra đo lường. Cũng là sắp hết năm nay, Sở Duyên im lặng mở khuôn mẫu chỉ có hắn mới nhìn thấy nhìn xem còn bao lâu là tới thời hạn kiểm tra đo lường. Một khuôn mẫu màu lam hình thành, phía trên ngưng tụ ra một đoạn văn tự, cách thời gian kiểm tra đo lường tông môn còn có, 5 tiếng, 34 phút và 26 giây. Núi Thiên Vụ, trên vô đạo tông, trong điện truyền Pháp. Trương Hàn ngồi khoanh chân ở cửa đại điện truyền Pháp, khí tức của hắn ta rất không ổn định. Rõ ràng, hắn ta chuẩn bị bắt đầu phóng thích năng lượng tích góp được ở trong trận tâm trời sinh tiến hành một lần đột phá. Động tĩnh hắn ta đột phá còn lớn hơn sở duyên, năng lượng cường đại dao động, dẫn tới hư không xung quanh đều nổi lên từng tầng gợn sóng. Hắn ta muốn một lần đột phá cảnh giới hóa thần, còn hơn một canh giờ nữa là trời tối đen đúng không? Tranh thủ kết thúc trước hôm nay, hoàn thành đột phá, vì ngày nay, ta chuẩn bị đã lâu, tuyệt đối không được phép thất bại. Ta muốn cho sư tôn một kinh ngạc vui mừng lớn. Trương Hàn nhỏ giọng nghỉ non mấy câu, hắn ta hơi nhắm mắt lại, chuẩn bị phóng thích hoàn toàn năng lượng trong trận tâm, bắt đầu tiến hành đột phá. Đúng lúc này, hắn ta đột nhiên cảm nhận được rõ, linh khí xung quanh hắn ta giống như bị thứ gì triệu hoán, hội tụ hết ra ngoài vô đạo tông. Chỉ trong nháy mắt, linh khí gần Trương Hàn gần như bằng không. Hả? Đột nhiên xảy ra biến cố, khiến Trương Hàn có chút không kịp phản ứng. Đây là xảy ra chuyện gì thế? Linh khí đâu? trương hàn mê mang nhìn thoáng qua bốn phía quanh người hắn ta thực sự không còn linh khí nữa hắn ta muốn một lần đột phá cảnh giới hóa thần cần linh khí vô cùng cường đại trước mắt trong phạm vi của vô đạo tông vậy mà gần như không có linh khí không có linh khí hắn ta đột phá cái quỷ tuy không biết vì sao dẫn tới linh khí biến mất nhưng hiện giờ trương hàn không có tâm tư đi đào gốc bới dễ năng lượng của hắn ta đã bắt đầu tràn ra lập tức sắp đột phá đâu rảnh đi quản những chuyện này. Nếu không có linh khí, vậy hắn ta chỉ có thể dựa vào linh khí tự mình tụ tập tới. Trương Hàn quyết định thật nhanh, trong đầu minh tưởng thần đồ thái âm tinh. Ý đồ mượn lực lượng thái âm tinh bày trận, ưm, ừ, dựa theo ý nghĩ của hắn ta. Thái âm tinh thân quen với hắn ta như vậy, loại chuyện lớn như hắn ta đột phá. Đương nhiên phải dùng lực lượng của thái âm tinh. Vào thời khắc mấu chốt này, thái âm tinh không lựa chọn làm con lừa. Ở trong hoàng hôn biểu hiện ra thái âm tinh thần, ánh trăng trói mắt lóng lánh trời xanh, mơ hồ có ý đồ che đậy ánh chiều tà của thái dương tinh. Đồng thời ánh trăng chiếu xạ xuống, chiếu lên trên người Trương Hàn. Trương Hàn ngẩng đầu nhìn về phía thái âm tinh lóng lánh bên ngoài điện. Cuối cùng, hắn ta lại mượn được lực lượng của thái âm tinh một lần nữa. Lần này thái âm tinh vẫn lựa chọn giúp đỡ hắn ta. Trương Hàn suy nghĩ, đồng thời chỗ tìm lóe lên quang mang màu lam, chiếu sáng cả điện truyền pháp. Một đám phù văn cổ xưa hiển hóa mà ra, phù văn trốn vào trong hư không ở bốn phương tám hướng. Trận lên, tụ linh, trương hàn quát khẽ một tiếng, từng trận văn từ trong hư không diễn sinh mà ra, thái âm tụ linh trận cỡ lớn được bố trí mà ra. Sau khi đại trận hoàn thành, đại trận chi huy lập tức hiện ra. Lực hút kinh khủng lấy núi thiên vụ làm trung tâm, nuốt trôi linh khí ở bốn phía, vốn bị đoạt lấy linh khí được hấp thu trở về một lần nữa, còn điên cuồng hút linh khí ở bốn phương tám hướng. Núi Thiên Vụ ở khu vực phía nam Đông Châu, thái âm tụ linh trận này xuất hiện, gần như dẫn tới hơn nửa linh khí ở phía nam Đông Châu đều bị đoạt đi. Ngày nay là tai nạn đối với giới tu tiên Đông Châu. Chương 147, Cảnh giới hóa thần Trương Hàn một Thái nhất kiếm tông sinh ra, uy thế của thái âm tụ linh trận gần như khiến linh khí cả đông châu đều hội tụ ở hai nơi này đám tu sĩ đông châu đâu biết rằng đã xảy ra chuyện gì cả đám chỉ có thể chửi má nó trong lòng trương hàn ngồi trước điện truyền pháp cũng không biết những chuyện này lúc này trương hàn cảm nhận được linh khí tràn ngập quanh mình bắt đầu chuẩn bị đột phá nhưng nghĩ lại đột phá ở trong điện truyền pháp nhỡ đâu lan tới gần bộ sách trong điện truyền pháp vậy ai gánh chuyện này Hắn ta là tông chủ tương lai của Vô Đạo Tông, những thứ này bị hư hao, thiệt thòi chính là hắn ta. Ra ngoài đột phá, Trương Hàn vươn người nhảy lên, trực tiếp rời khỏi phạm vi của điện truyền pháp, đi tới quảng trường đại điện. Khi hắn ta đi tới quảng trường đại điện, cuối cùng năng lượng tích góp ở chỗ tim không thể áp chế nổi, hoàn toàn bùng nổ ra. Vù vù, dao động kịch liệt nhấc lên từng đợt gió bão linh khí. Cùng lúc đó, Trương Hàn cũng bắt đầu đột phá năng lượng bùng nổ, tràn ngập trên dưới toàn thân hắn ta, linh khí nồng đậm trên vô đạo tông cũng như thủy triều, điên cuồng dũng mãnh tiến vào người hắn ta. Theo sau đó, Trương Hàn thoát phàm nhập tiên, bước vào cảnh giới luyện khí sơ kỳ, lại qua một thời gian nữa, bước vào cảnh giới luyện khí trung kỳ, cảnh giới luyện khí hậu kỳ, bùm, cảnh giới trúc cơ sơ kỳ, người khác đều nói trúc cơ trăm ngày, nhưng Trương Hàn này, căn bản chỉ dùng mấy giây, chỉ trong nháy mắt, khí tức của Trương Hàn leo lên tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Dầm, một tiếng thật lớn, trong lòng Trương Hàn có thể nhìn ra được, pháp lực trong cơ thể hắn ta sinh ra bắt đầu hội tụ lại, loáng thoáng hình thành một viên đan hư ảo trong đan điền. Nửa bước cảnh giới kim đan, ngay sau đó, viên hư đan trong cơ thể hắn ta bắt đầu điên cuồng cắn nuốt linh khí, từ hư chuyển thực, quang hoa màu vàng kim lưu động trên đan điền. Một lúc lâu sau, một viên kim đan ngưng tụ ở chỗ đan điền cảnh giới kim đan sơ kỳ một bước từ phàm tục đột phá tới cảnh giới kim đan nếu bị người khác biết chỉ sợ sẽ bị hù chết nhưng đến chỗ trương hàn mọi chuyện có vẻ nhạt nhẽo như vậy mà đột phá còn chưa dừng lại sau khi ngưng tụ kim đan thành công từng dòng linh khí vẫn điên cuồng dũng mãnh lao về phía kim đan khí thế của trương hàn dâng lên lần nữa cảnh giới kim đan trung kỳ cảnh giới kim đan hậu kỳ bùm kim đan vỡ vụn ra một chương hàn bản thu nhỏ ngưng tụ mà thành đan vỡ thành anh uy thế kinh khủng hàng lâm vô đạo tông cảnh giới nguyên anh sơ kỳ cơ thể trương hàn tự nhiên bay lên đứng trên trời đồng thời cảnh giới của hắn ta không dừng đột phá linh khí vẫn chen chúc mà đến như cũ dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn ta cảnh giới nguyên anh trung kỳ cảnh giới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong bùm nguyên anh trong cơ thể trương hàn bắt đầu nghiền nát ra từng điểm quang hoa lơ lửng mà lên mơ hồ ngưng tụ thành một nguyên thần chẳng qua nguyên thần chỉ ngưng tụ thành hình nhưng chưa chân chính thành hình khuyết thiếu đạo vận giữa cảnh giới nguyên anh và cảnh giới hóa thần có một rãnh trời đó chính là đạo vận cảnh giới nguyên anh muốn đột phá tới cảnh giới hóa thần nhất định phải ngộ đạo đạt được đạo vận mới có thể hoàn thành đột phá nếu không cho dù khổ tu nhiều năm đều khó có khả năng đột phá. Đây cũng là lý do vì sao tu sĩ cảnh giới hóa thần rất thưa thớt. Nhưng Trương Hàn có trận tâm trời sinh, vốn có được đạo của mình. Đối với đạo vận, đương nhiên là không thiếu. Khi đạo vận của Trương Hàn rót vào nguyên thần, chỉ trong nháy mắt nguyên thần giống như sống lại. Huy thế cường đại lấy Trương Hàn làm trung tâm, trấn áp ra bốn phương tám hướng. Cảnh giới hóa thần, anh vỡ hóa thần, sư tôn Cuối cùng đệ tử cũng đạt tới cảnh giới hóa thân. Đệ tử chưa bao giờ cô phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Trương Hàn cảm nhận được lực lượng khủng bố khi giơ tay nhấc chân, trong lòng vui sướng không thôi. Hắn ta đột phá gây ra động tĩnh lớn như thế. Sư tôn nhất định thấy được. Sư tôn nhất định là rất vui sướng. Nhìn đệ tử ngày xưa ngộ tính thấp, chỉ trong một ngày đã trở thành cảnh giới hóa thân. Vô đạo tông, trong cung điện của sở duyên, nhìn màn hình màu lam ở trước mặt, Sở Duyên tràn ngập chờ mong, cách thời gian kiểm tra đo lường còn có 7 phút 32 giây. Còn 7 phút nữa, còn 7 phút sẽ bắt đầu kiểm tra đo lường. Không biết vì sao, hiện giờ Sở Duyên cảm thấy hơi hoảng loạn. Hắn cũng không biết vì sao mình lại như vậy, rõ ràng đây là thế cục đã ổn định, có Trương Hàn và Tô Càn Nguyên, ít nhất hắn cũng tăng hai cảnh giới. Vội cái gì, có gì mà hoảng, Sở Duyên hít sâu một hơi cố gắng khiến trong lòng mình ổn định lại. Không có gì phải hoảng, hắn cũng không phải người chưa từng trải qua sóng to gió lớn. Lúc trước anh vỡ thành đan đều đã trải qua, chẳng lẽ vì chút hoảng hốt mà hắn sẽ suy nghĩ miên man. Hừ, tâm tính ổn định, đợi 7 phút là được, chẳng lẽ 7 phút đệ tử còn có thể lập tức thành tài sao? Lừa gạt quỷ à, nếu trong 7 phút đệ tử còn có thể thành tài, vậy hắn sẽ phá tòa thành ngân nguyệt của giới phàm tục ăn hết từng miếng một. Chương 148, cảnh giới hóa thần chương Hàn 2. Lặng lặng đợi 7 phút là được, trong đầu Sở Duyên có ý nghĩ này, miệng hừ một tiếng, tĩnh tâm chờ đợi, đối với tu tiên giả mà nói, 7 phút chỉ là thời gian nhanh chóng trôi qua. Nhưng đối với Sở Duyên mà nói, 7 phút này giống như 7 năm, mỗi giây đều trở nên vô cùng gian nan. Vì rời đi lực chú ý, Sở Duyên cầm lấy trường kiếm huyết sắc của mình quan sát thường rót pháp lực vào bên trong, khiến trường kiếm huyết sắc này lóe lên hào quang chói mắt. Hào quang gần như chiếu sáng cả cung điện rộng rãi, khiến Sở Duyên không nhịn được cảm khái thần kiếm vô song. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Duyên nghịch trường kiếm huyết sắc một lát, cứ tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình màu lam kia. Lúc này, đã sắp tới thời gian, cách thời gian kiểm tra đo lường tông môn còn có 1 phút 12 giây. Nhanh, nhanh, sắp tới kiểm tra đo lường sở duyên hít sâu một hơi khiến mình trở nên thoải mái hơn gương mặt hắn cũng khôi phục bộ dạng thản nhiên hờ hững trước đây bùm đột nhiên trong lúc này một tiếng bùm truyền tới tai sở duyên khi sở duyên bắt đầu nghi ngờ muốn đi ra ngoài cung điện xem tình hình uy thế cường đại từ bên ngoài truyền đến bùm một tiếng cả người sở duyên bị đè trên mặt đất không thể cử động được không có một chút lực lượng phản kháng sở duyên hoàn toàn sững sờ Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì, sở duyên xứng sở không thôi, chẳng lẽ bên ngoài có cường giả gì đó, phá ẩn trận của vô đạo tông, thấy vô đạo tông quá huyền diệu, cho nên muốn chiếm vô đạo tông. Sở duyên vội vàng điều động pháp lực toàn thân, rất miễn cưỡng xem như kháng trụ được uy thế này, có thể đứng dậy. Hắn vội vàng dùng thần thức, cẩn thận đi tra xét tình hình bên ngoài. Khi thần thức của sở duyên phóng ra, phát hiện bên ngoài không có thứ gì che chắn thần thức hắn cẩn thận tra xét tình hình của vô đạo tông đại điện tông chủ không có ai điện phủ bên cạnh cũng không có ai điện truyền pháp không có ai thần binh các cũng không có ai trong phòng bếp không biết xây dựng lúc nào lý nhị cương mập mạp đang quỳ dạp trên đất xin tha thứ không có tình huống gì quảng trường đại điện cũng không ai đợi đã đây là thứ đồ chơi gì thần thức của sở duyên chú ý tới trên không quảng trường đại điện có bóng người đang đứng trên không khí tức này thật mạnh sở duyên cảm thán, không nhìn ra người này có cảnh giới gì. Nhưng khí tức mạnh hơn hắn khi còn là cảnh giới nguyên anh trăm triệu lần. Ừm, đúng là mạnh hơn trăm triệu lần, nhưng mà ra hỏa đó tới vô đạo tông hắn, rốt cuộc là muốn làm gì? Sở duyên muốn câu thông sát trận của vô đạo tông, nhìn xem có thể đánh đối phương nằm sấp xuống hay không. Đang lúc sở duyên muốn câu thông với trận đồ, đột nhiên thần thức của hắn đảo qua mặt người nọ. Vì sao? vì sao người này giống đệ tử thành thật trương hàn của hắn nhỉ sở duyên kinh ngạc một chút mỗi ngày đều đang đọc sách đọc sách có thể kiếm được tu vi sao lừa quỷ đúng không người thành thật không có khả năng đâm sau lưng hắn sở duyên đánh chết cũng không tin trương hàn đâm sau lưng hắn hắn nhíu mày suy nghĩ màn hình màu lam nhảy ra trước mặt phía trên xuất hiện một đoạn văn tự bắt đầu kiểm tra đo lường tiêu chuẩn đệ tử hiện có trong tông môn đệ tử chính thức hiện có trong tông môn, hai, đệ tử cùng sở hữu, Trương Hàn, Tô Cản Nguyên. Bắt đầu kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường xong, dưới đây là thông tin kiểm tra đo lường đệ tử Trương Hàn. Kiểm tra đo lường đệ tử, Trương Hàn, Tu Vi, cảnh giới hóa thần sơ kỳ, cấp bậc chiến lực, đánh giá tổng hợp, đệ tử này trận tâm trời sinh, thiên tử yêu nghiệt, vốn bị thiên đạo hủy diệt, nhưng được ký chủ nhận làm môn hạ, sau đó thức tỉnh trận tâm, trở thành thiên kiêu, đây là ký chủ vô năng, chuyện này do ký chủ gánh. Phán định đệ tử này thành tài, khấu trừ ký chủ một đại cảnh giới. Kiểm tra đo lường xong, dưới đây là thông tin kiểm tra đo lường đệ tử Tô Càn Nguyên. Kiểm tra đo lường đệ tử Tô Càn Nguyên, tu vi, phàm nhân cảnh giới kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Cấp bậc chiến lực, đánh giá tổng hợp, đệ tử này vốn không có linh hồn, phế vật, ký chủ truyền thụ con đường luyện thể sau đó tự ngộ địa sát luyện thể chi thuật mở ra một con đường luyện thể mới chuyện này do ký chủ gánh phán định đệ tử thành tài khấu trừ ký chủ một đại cảnh giới hoàn thành kiểm tra đo lường tổng hợp khấu trừ ký chủ hai đại cảnh giới cảnh giới của ký chủ hiện giờ cảnh giới luyện khí sơ kỳ đỉnh phong hệ thống bình luận ký chủ mong đừng lầm lỡ bản hệ thống đang dốc sức tạo ra tông môn phế vật nhất trong lịch sử ký chủ chỉ có thể dạy đệ tử phế vật, còn vừa đạt được tu vi, nếu như ký chủ cố ý dạy bảo đệ tử thanh tài, đối nghịch với hệ thống, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Còn mẹ nó ta đối nghịch với ngươi, chương 149, ta bị đệ tử thành thật đâm sau lưng. Sở xuyên mở to hai mắt nhìn, tức tới mức muốn kêu to ra tiếng. Nhưng giọng nói của hắn còn chưa phát ra tiếng, bùm, trong đan điền, kim đan lóe lên kim quang sáng như ngọc bùm một tiếng thật to, sau đó vỡ nát ra. Kim đan, nát, khí tức của sở duyên chỉ trong nháy mắt điên cuồng hạ thấp. Cảnh giới trúc cơ đều không lưu lại, vừa vặn chỉ trong giây lát, khí tức của hắn đã giảm tới cảnh giới luyện khí. Cảnh giới luyện khí sơ kỳ đỉnh phong, có lẽ vì hắn đọc nhiều pháp quyết tu luyện cơ sở giai đoạn đầu cảnh giới luyện khí. Cảnh giới luyện khí sơ kỳ của hắn mạnh hơn cảnh giới luyện khí sơ kỳ khác không ít. Có lẽ đánh với cảnh giới luyện khí hậu kỳ cũng không thành vấn đề cơ sở vô cùng vững chắc, nhưng đây căn bản không phải sở duyên cần. Lúc này gương mặt sở duyên trắng bệch, ngồi trong cung điện. Tâm tính bùng nổ vô hạn, ta bị đệ tử thành thật nhất đâm sau lưng rồi. Chấm chấm, trong cung điện, cảnh giới của sở duyên lập tức hạ xuống tới cảnh giới luyện khí sơ kỳ đỉnh phong, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn rất muốn ân cần thăm hỏi thân thể người trong nhà Trương Hàn và Tô Cản Nguyên có an khang hay không. Còn mẹ nó, hắn bị người ta đâm sau lưng rồi hả hắn ngay cả chuyện gì cũng không biết đệ tử đã thanh tài tô càn nguyên trương hàn rốt cuộc hai người này là thứ gì một người không có linh căn một người không có linh hồn con mẹ nó như vậy đều có thể thành tài sao xem tài liệu hệ thống cho hai người này một người là trận tâm trời sinh không biết làm sao mà thức tỉnh trận tâm một người càng kỳ lạ hơn không có linh hồn nói cái gì truyền thụ phương pháp luyện thể cho đối phương hắn sẽ luyện thể sao hắn sẽ hắn sẽ à nếu hắn sẽ hắn còn có thể đáng thương đi trộm đi mượn công pháp của trường hà tông sao hắn sẽ pha ấm trà à đối với hai đệ tử này từ đầu tới cuối hắn chỉ lừa gạt một chút mà thôi dựa vào hai câu lừa gạt đều có thể thành tài vậy sao không thấy hắn thành tài chẳng lẽ trên thế giới này ngoại trừ hắn ra những người khác đều có vòng sáng nhân vật chính thiên mệnh tri tử số mệnh vô song ư tâm trạng của sở duyên nổ mạnh, đặc biệt nghĩ tới đệ tử Trương Hàn này, mặt ngoài thì làm bộ thành thật, sau lưng lại đâm mạnh hắn một đao, hắn sắp nổ mạnh. Rõ ràng bình thường nhìn thành thật, giống y như phàm nhân. Kết quả trong một phút cuối cùng chuẩn bị kiểm tra đo lường. Đột nhiên biến thành cảnh giới hóa thân, đúng là lão âm hiểm, so với tô càn nguyên, sở duyên càng phẫn nộ Trương Hàn hơn. Đệ tử thành thật trong ngày thường hắn vô cùng an tâm ngày thường yên tâm bao nhiêu bây giờ hắn phẫn nộ bấy nhiêu hắn hận kim đan của hắn một đi không còn nữa nói cảnh giới kim đan đỉnh phong phải chăm chỉ tu luyện tới nguyên anh bắt đầu ước mơ vô địch toàn bộ đều không có tâm trạng sở duyên suy sụp không có một chút ý chí chiến đấu nếu không phải hiện giờ hắn là cảnh giới luyện khí hắn chắc chắn đã lập tức đi bóp chết trương hàn còn tô càn nguyên so với lão âm hiểm trương hàn này trở nên không đáng ghét như vậy. Tô Càn Nguyên này ngộ địa sát gì đó luyện thể, chắc chắn là nhờ tên Trương Hàn này. Sở Duyên hít sâu một hơi, muốn cứu vớt trái tim trở về. Nhưng nhịn một lát, càng nghĩ càng giận, nghĩ tới bình luận của hệ thống dành cho hắn, bảo hắn đừng đối nghịch với hệ thống. Càng nghĩ càng tức, hắn đối nghịch với hệ thống lúc nào hả? Hắn đó là đối nghịch với hệ thống sao? Chuyện này nên đi nói với ông trời, là ông trời đang đối nghịch với hệ thống. Phù, sở duyên liên tục thở hổn hển, đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi cung điện. Hắn muốn đi tìm Lý Nhị Cương, xem có đồ ăn cùng với rượu gì đó không, phải giải sâu. Sở duyên đi ra khỏi cung điện, hắn vừa mới đi ra khỏi cung điện, trước mắt chớp lóe. Một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, bóng người này đúng là Trương Hàn. Lúc này nho bào của Trương Hàn không gió mà bay, mái tóc đen búi lại không biết xóa ra từ lúc nào, điên cuồng ngúa theo gió uy thế sau khi đột phá xong còn chưa thu liếm toàn bộ, có vẻ khí thế mãnh liệt, rất có cảm giác nho sinh chấn thiên hạ. Gương mặt Trương Hàn vui mừng nhìn sở duyên, sư tôn, người đã xuất quan rồi, sư tôn, đệ tử nó với người chuyện tốt, đệ tử đã đột phá tới cảnh giới hóa thân. Đệ tử không cô phụ sự kỳ vọng của người, Trương Hàn cố gắng kìm nén vui sướng, vô cùng nho nhã nói. Hắn ta thực sự không khống chế nổi vui sướng, hắn ta khổ tu bao lâu, khi năng lượng hội tụ không lựa chọn đột phá, mà lựa chọn tích góp. Vốn tích góp tới ngày hôm nay, mới đột phá thành cảnh giới hóa thần. Tình cảm tích góp bao lâu nay, chỉ trong nháy mắt bùng nổ ra. Sư Tôn nhập môn dạy bảo, Sư Tôn ký thác kỳ vọng cao, Sư Tôn có ý nghĩ muốn hắn ta kế thừa vị trí tông chủ của Vô Đạo Tông. Những chuyện này đều khiến hắn ta áp lực, muốn làm ra biểu hiện khiến Sư Tôn biết, Sư Tôn không nhìn nhầm người. Vào ngày hôm nay, hắn ta cho sư tôn một ngạc nhiên vui mừng. Nhìn xem, nhìn xem, hiện giờ gương mặt sư tôn kỳ lạ biết bao nhiêu, chương 150, nghiệt đồ, chắc chắn là nhìn cuối cùng đệ tử như hắn ta cũng thành tài, dưới tâm trạng phức tạp, vẻ mặt mới kỳ lạ như thế. Trương Hàn không biết rằng, sư tôn ở trước mặt hắn ta, sát tâm đang dần dâng lên. Sở Duyên đứng đối diện, vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn chằm chằm đệ tử này. Nếu hiện giờ hắn thuộc cảnh giới độ kiếp, hắn nhất định sẽ tát chết tên nghiệt đồ này, nghiệt đồ à nghiệt đồ, mặt ngoài thì thành thật, sau lưng lại là lão âm hiểm. Nhưng hiện giờ hắn chỉ là cảnh giới luyện khí, không thể làm gì được đệ tử này. Được, được, được lắm, rất tốt, con ngàn vạn lần phải chăm chỉ tu luyện, vi sư còn chút chuyện, đi trước đây. Sở Duyên nghiến răng nói mấy chữ được, sau đó xoay người rời đi. Sợ ở lại một lát hắn sẽ không khống chế nổi cảm xúc trương hàn ở tại chỗ sở đầu nhìn bóng dáng sư tôn rời đi vì sao hắn ta cảm thấy giọng điệu của sư tôn có chút không thích hợp sư tôn đây là đang cảm thấy vui sướng nhưng không muốn nhìn thấy hắn ta cho nên giọng nói mới trở nên không thích hợp sao không được không được hắn ta phải khống chế tâm trạng không thể kiêu ngạo hắn ta là tông chủ tương lai của vô đạo tông không thể tự cao tự đại trương hàn ngầm nói với mình đè ép tâm tư hơi bành trướng xuống hôm nay hắn ta có được thực lực cảnh giới hóa thần khi lấy trận tâm bảy trận trận pháp đạt được pháp lực thêm vào uy lực không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều quan trọng nhất chính là có pháp lực thêm vào tâm thần hắn ta có thể một ý niệm bố trí mấy chục trận pháp đối địch với người khác vậy thì lấy trận pháp đập bể người nhưng mà nói đi nói lại vậy mà khí tức của sư tôn lại yếu đi không ít nhớ rõ khi gặp mặt sư tôn nói là cảnh giới nguyên anh sau này đột nhiên biến thành cảnh giới kim đan hiện giờ lại biến thành cảnh giới luyện khí khí tức của sư tôn vẫn luôn giảm xuống chẳng lẽ trước khi phi thăng đều cần nghịch tu một lần đợi sư tôn nghịch tu thành phàm nhân sẽ là lúc sư tôn phi thăng nếu là như vậy vậy ta cần phải nhanh chóng tu luyện hơn nữa mới được dựa vào cảnh giới hóa thần chỉ sợ còn chưa đủ tọa chấn vô đạo tông trương hàn lẩm bẩm nói đối với cảnh giới trước mắt không còn vui sướng nữa trái lại đối với tu hành sau này tràn ngập ý chí chiến đấu cố gắng tu luyện kế thừa tông môn trở thành chủ của tông môn ẩn thế một thế hệ mới nhưng mà muốn đột phá cảnh giới kế tiếp không dễ dàng cảnh giới độ kiếp cảnh giới đỉnh phong này có độ khó đột phá sánh bằng cảnh giới hóa thân chỉ dựa vào khổ tu muốn đột phá cảnh giới độ kiếp chỉ sợ rất khó nhất định phải tìm cơ hội xuống núi rèn luyện một chút mới được trương hàn đã bắt đầu quy hoạch cho tương lai của mình núi thiên vụ vô đạo tông trước mặt một phòng bếp nhỏ mới xây có đặt một cái bàn trước bàn sở duyên ngồi một mình đang há tò miệng ăn đồ ăn uống từng ly rượu pháp lực của cảnh giới luyện khí không thể nhanh chóng tiêu hóa rượu khiến mặt hắn đang đỏ không ít lý nhị cương ở bên cạnh cẩn thận đứng nhìn đồ ăn trên bàn món nào hết hắn ta sẽ lập tức đi làm thêm nhìn trước mắt hẳn là tạm thời sẽ không thiếu cho nên lý nhị cương chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên vừa nhìn chằm chằm các món ăn vừa nhìn vẻ mặt tông chủ này không biết vì sao hắn ta cảm thấy hôm nay tông chủ xuất quan tâm trạng có chút không đúng lắm loáng thoáng có cảm giác mất mát hẳn là hắn ta cảm nhận sai rồi lý nhị cương cẩn thận suy nghĩ hắn ta liên kết với huy áp đột nhiên xuất hiện ngày hôm nay hình như là do đệ tử của vô đạo tông đột phá tạo thành Đệ tử của vô đạo tông đột phá, thân là tông chủ, sao có thể mất mát được? Tông chủ đây là cảm xúc vui sướng đúng không? Ừm, chắc chắn là vui sướng. Nhìn thấy đệ tử đột phá thành tài, nên vui sướng. Nhưng tông chủ không biết phát tiết chỗ nào, phải duy trì uy nghiêm, cho nên mới tới uống rượu. Còn cố ý không dùng pháp lực tiêu tan rượu, trải nghiệm cảm giác say khướt. Đây là tông môn ẩn thế, tông chủ đúng là người có tình lý nhị cương thở dài một hơi trong đầu mơ mộng một đống tình tiết vở kịch ngay khi hắn ta điên cuồng mơ mộng tình tiết vở kịch một giọng nói truyền tới nhị cương người lại đây đây là giọng tông chủ lý nhị cương giật mình sợ hãi vội vàng quay đầu nhìn về phía sở duyên tông chủ làm sao vậy có phải đồ ăn hơi nguội rồi không có cần ta làm nóng giúp ngươi không ồ ồ không đúng tông chủ sao có thể ăn đồ ăn nguội được ta lại làm lại cho ngài. Lý Nhị Cương mới xoay người định đi vào phòng bếp, đợi một lát, ta không phải bảo ngươi nấu đồ ăn, lại đây, ngồi trước mặt ta. Tâm sự, sở duyên ngăn cản, chỉ ghế dựa đối diện hắn, bảo Lý Nhị Cương ngồi ở đó, nghe thấy những lời này, Lý Nhị Cương không lằng nhằng, vội vàng đi tới chỗ ghế ngồi xuống. Cơ thể hắn ta to lớn ngồi trên ghế, ghế dựa lập tức không chịu nổi, phát ra âm thanh kéo kẹt. Tông chủ, Lý Nhị cương nhẹ giọng gọi một câu, Sở Duyên ngồi đối diện để chén rượu trong tay xuống, khẽ gật đầu. Chương 151, nhận phế vật không bằng nhận thiên tài. Hắn lập tức nhìn về phía phòng bếp nhỏ mới tinh bên cạnh. Rõ ràng là mới xây dựng gần đây. Ưm, ừ, vất vả cho ngươi rồi, xây một phòng bếp như vậy, trái lại là ta sơ sót, không sắp xếp một phòng bếp cho ngươi. Ngươi làm rất tốt, Sở Duyên hít sâu một hơi, mở miệng nói, không vất vả không vất vả, đều là chuyện ta nên làm. Lý Nhị Cương vội vàng đáp lời, ừm, um, thả lòng một chút, chỉ tùy tiện tâm sự với ngươi mà thôi. Sở duyên giống như nhìn ra Lý Nhị Cương có chút gò bó, không khỏi cười ra tiếng nói. Không thể không nói, một tên mập mạp có vẻ câu nệ, vẫn rất buồn cười. Khiến phẫn nộ trong lòng sở duyên tiêu tán đi không ít. Nghe thấy thế, Lý Nhị Cương cố gắng khiến mình trầm tĩnh lại. Vậy Tông Chủ, ngươi muốn tán gẫu chuyện gì lý nhị cương hỏi ngươi nói xem nếu muốn dạy một đồ đệ phế vật vậy phải làm thế nào sở duyên chậm rãi mở miệng hai tay hắn nâng cằm cau mày suy tư bị đệ tử thành thật trương hàn còn có đệ tử tô cản nguyên đâm sau lưng hắn cảnh giới của hắn đã giảm xuống đây là chuyện không thể sửa đổi sổ sách với hai đệ tử này phải tính nhưng không thể tính bây giờ chuyện quan trọng nhất hiện giờ thực ra là phải tìm đệ tử một lần nữa. Tranh thủ dưới một năm khôi phục cảnh giới, còn làm thế nào tìm được đệ tử phế vật chân chính? Điều này khiến sở duyên mê mang không thôi, cảm thấy ý nghĩ của mình đã sai lệch. Diệp lạc đủ phế vật đúng không? Trời sinh không có linh căn, nhưng lại là cận đạo chi thể gì đó, thanh tai. Trương Hàn đủ phế vật đúng không? Bị xét đánh linh căn, nhưng lại là trận tâm trời sinh gì đó, vẫn thành tài. Tô Càn Nguyên thì càng quá đáng, không có linh hồn, còn ngộ ra được gì đó, cuối cùng vẫn thành tài. Hắn nhận ba đồ đệ, ba người đều phán định thành tài. Điều này khiến Sở Duyên sinh ra ý nghĩ hoài nghi thật sâu đối với việc mình nhận đồ đệ. Lúc này mới muốn hỏi Lý Nhị Cương, nhìn xem cách nói của người khác, có trợ giúp hắn hay không. Lý Nhị Cương nghe thấy những lời này xong, kinh ngạc một lát, không rõ vì sao vị tông chủ này lại hỏi hắn ta những lời như thế nhưng hắn ta không dám hỏi chỉ có thể cố gắng suy nghĩ trả lời như thế nào một lúc lâu sau lý nhị cương đã nghĩ xong tông chủ nếu muốn dạy một đệ tử phế vật vậy chẳng phải rất đơn giản sao ta cảm thấy nên tùy tiện kéo một người trên đường nhận làm đồ đệ sau đó cho bừa một bản công pháp không quản gì hết thì tự nhiên sẽ thành phế vật lý nhị cương mở miệng nói Kéo bừa một người trên đường sao? Kéo một phàm linh căn gì đó à? Nhưng người có thể tu luyện, cuối cùng vẫn có khả năng thành tài, nhỡ đầu không may mắn, thành tài thì sao? Sở duyên cao mày nói, tông chủ, đâu may mắn như thế, nếu thực sự khéo như vậy, chẳng phải trên thế giới này đã tụ tập thiên tài rồi sao? Lý Nhị Cương lắc đầu nói, những lời này vừa nói ra, sở duyên nhíu mày chặt hơn, chẳng lẽ thực sự phải đi tìm may mắn, nói thật, hắn không quá nguyện ý đi tìm vận may như vậy không nắm chắc sở dĩ hắn thu nhận phế vật mà không phải tìm vận may thực sự là vì hắn cẩn thận không muốn mạo hiểm mà thôi nhưng nhớ đâu thực sự xui xẻo nhận phải thiên tài thì sao bổn tọa nghĩ nên đi tìm đám phế vật không cần dậy sẽ trực tiếp thành phế vật sở duyên nói ý nghĩ của mình ra những lời này vang lên lý nhị cương đột nhiên trợn to mắt vỗ bàn đứng dậy không đúng chuyện này không đúng phương pháp này không được tuy ta nói chuyện đó có khả năng may mắn nhưng tông chủ ngươi tuyệt đối không được phế vật vốn phế cho dù lại làm bọn họ thành phế vật thì có năng lực phế đi đâu phế vật vốn là phế cực hạn chỉ có không gian bay lên không có không gian giảm xuống còn không bằng nhận thiên tài thiên tài dễ dàng dạy thành phế vật lý nhị cương hoàn toàn quên đi thân phận gì đó đơn thuần cho rằng đây là một cuộc biện luận thoải mái nói chuyện sở duyên ở bên cạnh nghe thấy thế, toàn thân chấn động. Mẹ kiếp, Lý Nhị Cương này nói rất có đạo lý, phế vật vốn đã phế, không có không gian giảm xuống, chỉ có không gian bay lên, huống hồ với tình hình trước mắt của hắn, hoàn toàn như chúng nguyền rùa. Đồ đệ càng phế, mạnh càng nhanh, chẳng bằng nhận đệ tử thiên tài, đệ tử thiên tài thiên phú cường đại, chắc chắn dễ dàng suy nghĩ nguyên man, mới dễ dạy thành phế vật nhất sở duyên hoàn toàn tỉnh ngộ quả nhiên là mình luôn nghĩ sai cách lúc này mới thu nhận ba tên nghiệt đô cũng may cũng may bây giờ tỉnh ngộ không tính là muộn còn cơ hội cứu được đôi mắt sở duyên sáng lên đã hiểu sở duyên đã hiểu hắn hiểu rõ vì sao ba đồ đệ của hắn đều thành tài ba đồ đệ vốn là phế vật dạy như thế nào đều thành phế vật bọn họ không có không gian giảm xuống chỉ có không gian bay lên huống hồ ba người này vốn vô cùng kỳ lạ. Một người trời sinh không có linh căn, một người sau này bị xét đánh, một người khác thì không có linh hồn. Càng ngày càng kỳ lạ, cho tới nay ý nghĩ của hắn vẫn luôn sai lầm. Ba người này, nếu loại trừ bọn họ không thể tu luyện mà nói, có người nào không phải khác hẳn với người thương. chương 152, những thứ này thực sự đều là đồ bỏ đi sao một, ý nghĩ của hắn vốn sai. Sở duyên nghĩ như vậy, thiếu chút nữa tát mình một cái nếu hắn có thể sớm tỉnh ngộ cũng không tới mức rơi xuống cảnh giới luyện khí nhớ năm đó hắn cũng là đại năng nguyên anh một phương may mắn may mắn tên mập mạp này nhắc nhở hắn nhất thời ánh mắt sở duyên nhìn về phía lý nhị cương dịu dàng hơn không ít nhị cương không sai ý nghĩ này của ngươi rất tốt tốt hơn bổn tọa nghĩ nhiều ngươi muốn thưởng gì đây nếu bổn tọa có nhất định cho ngươi sở duyên tán thưởng nói những lời này vừa nói ra lý nhị cương vẫn duy trì bộ dạng ngay thẳng sửng sốt một lát nhìn thoáng qua xung quanh cuối cùng cũng nhớ tới hiện giờ hắn ta không còn ở trường hà tông trước mặt cũng không phải đệ tử phàm tục vậy mà vừa rồi hắn ta dám ăn nói như vậy trước mặt tông chủ của tông môn ẩn thế sau khi lấy lại tinh thần lý nhị cương bị dọa nhảy dựng lên tông tông chủ tôi chỉ ăn nói bậy bạ mà thôi không nhận nổi lời khen của tông chủ càng không dám nhận quà tông chủ ban cho. Lý Nhị Cương vội vàng đứng dậy nói, không ngại, nghĩ tới người trợ giúp bổn tọa, thì chính là có công, nói một chút xem, người muốn cái gì. Sở Duyên chậm rãi mở miệng nói, vậy, tông chủ, có thể cho ta tiến vào điện truyền pháp nhìn trộm được không? Lý Nhị Cương thật cẩn thận hỏi, nghe thấy những lời này trái lại Sở Duyên sửng sốt một lát. Mập mạp này muốn đến điện truyền pháp sao? Điện truyền pháp có gì tốt, chỉ có một đống rác. Nhưng mà hình như như vậy cũng được, nếu thực sự phải ban thưởng gì đó, hắn cũng không có đồ để cho, ngoại trừ những bí tịch của trường Hà tông cùng với thần kiếm vô thượng này ra, hắn không còn những thứ khác nữa. Nhưng đừng cho Mập Mạp này thực sự đi tu luyện những công pháp giả đó. Mập Mạp này coi như là một nhân tài, nếu tu luyện công pháp giả, khiến mình tu tới chết, vậy hắn sẽ thiệt lớn. Ừm, vậy thì cho ngươi tiến vào điện truyền pháp nhưng người phải nhớ lấy. Đồ bên trong điện truyền pháp đều là đồ bỏ đi, ngươi xem thì được, trăm ngàn lần đừng coi là thật. Sở Duyên khuyên bảo một câu, đa tạ tông chủ, Lý Nhị Cương nghe thấy tông chủ đồng ý, vội vàng vui sướng đáp lại. Chỉ nghe tông chủ đồng ý, những lời khác đều lược bỏ theo bản năng. Sở Duyên cũng không nói gì thêm, xua tay, bảo Lý Nhị Cương rời đi, chính hắn cũng đi tới đại điện tông chủ. Nếu biết ý nghĩ của mình sai lầm, vậy hắn phải đi suy nghĩ cẩn thận, bước kế tiếp mình nên làm như thế nào. Cung tiễn tông chủ, Lý Nhị Cương hưng phấn chắp tay, nhìn sở duyên rời đi. Cuối cùng không duy trì được vẻ mặt thoải mái, trên gương mặt mập mạp lộ ra vẻ mừng như điên. Tông chủ đồng ý cho hắn ta đến điện truyền pháp rồi. Tuy lúc trước Trương Hàn từng nói, để hắn ta tới điện truyền pháp chọn một bộ công pháp. Nhưng tông chủ nói thẳng cho hắn ta tới điện truyền pháp, không nói gì thêm chuyện hạn chế hắn ta đọc công pháp nào đấy. Nhưng mà kỳ lạ duy nhất là, tông chủ lại nói đồ trong điện truyền pháp đều là đồ bỏ đi. Chuyện này khiến Lý Nhị Cương cảm thấy rất kỳ lạ. Lý Nhị Cương không nghĩ nhiều, đứng dậy hưng phấn chạy vào điện truyền pháp. Ngay cả bát đũa trên bàn cũng không kịp thu dọn, một lòng chỉ muốn đến điện truyền pháp nhìn xem. Trước điện truyền pháp, Lý Nhị Cương mập mạp chạy như điên tới, đi tới trước điện thật cẩn thận nhìn cung điện biểu lộ ra cổ xưa mà trang nghiêm đứng trước điện tâm tư nghiêm túc sinh ra chuyện đó đại nhân người ở trong đó không ta được tông chủ ban thưởng có thể vào điện truyền pháp người thấy thế nào lý nhị cương cẩn thận hỏi hắn ta biết trương hàn thường xuyên ở trong điện truyền pháp hắn ta muốn đi vào cho dù thế nào cũng phải chào hỏi trương hàn mới được giọng nói của lý nhị cương vang vọng trước điện truyền pháp nhưng không có bất cứ người nào đáp lại yên tĩnh không một tiếng động lý nhị cương im lặng một lát thật cẩn thận nhìn trong điện nhưng không nhìn thấy cái gì chẳng lẽ trương hàn không ở đây đại nhân đại nhân ngươi không ở đây sao lý nhị cương không nhịn được hỏi một câu vẫn không có bất cứ đáp lại gì xem ra trương hàn thực sự không ở đây vị kia mới đột phá có lẽ bây giờ đang bế quan củng cố cảnh giới lý nhị cương vừa nghĩ như vậy nhất thời nhẹ nhàng thở ra lén lút lùi vào điện truyền pháp không biết, con tưởng hắn ta đang định trộm đồ, Lý Nhị Cương vừa đi vào trong điện truyền pháp, liếc mắt nhìn một cái thì thấy hàng loạt đài đá ở bên trong. Có khoảng 9 dãy đài đá giống nhau, mỗi dãy có khoảng 9 đài đá, trên mỗi đài đá đều đặt một quyển bí tịch, toàn bộ đều có vẻ cổ điển huyền diệu, điện phủ to lớn như vậy, không hổ là tông môn ẩn thế. Lý Nhị Cương đi vào, không nhịn được than nhẹ một tiếng hắn ta xoa hai tay mình lên xiêm y theo bản năng. Vốn định đi tới trước đài đá, cầm một quyển sách lên xem. Nhưng liếc mắt nhìn góc điện phủ, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ở trong góc đặt một đống sách lẫn lộn, giống như không thèm để ý tới nó. Trong điện phủ to như vậy, vậy mà còn có sách tùy ý vứt trong góc. Để ở góc, sẽ là sách gì? Lý Nhị Cương rất tò mò, đi tới góc, cầm lấy một quyển sách trong đó. Nhìn bia một lát, bàn về tiên chư sau khi sinh, tiên chư, tiên chư là gì? Chương 153, những thứ này thực sự đều là đồ bỏ đi sao hai? Lý Nhị Cương vừa mở quyển sách ra xem, khi liếc mắt nhìn đầu tiên hắn ta đã biết tiên chư này là gì. Tiên chư này được xưng là tiên chư thời cổ, là một loại yêu thú thời thượng cổ truyền thừa xuống. Loại yêu thú này vô cùng kỳ lạ, không có tính công kích, linh trí rất thấp, không khác gì heo bình thường lắm. Chẳng qua heo bình thường đều do phàm nhân nuôi nhốt, tiên chư cổ thì do tu tiên giả nuôi nhốt. Thịt của tiên chư cổ rất huyền diệu, ăn loại thịt heo này sẽ có trợ giúp rất lớn đối với tu hành, thậm chí một miếng thịt có thể khiến một phàm nhân lập tức tiến vào cảnh giới luyện khí. Cũng chính vì loại heo này có trợ giúp quá lớn đối với giới tu tiên, mà bị hạn chế nào đó. Tiên chư cổ rất khó chăm sóc, cũng khó sinh sản. Cho đến bây giờ, tiên chư cổ vô cùng thưa thớt chính vì khó sinh sản chăm sóc nghe nói chỉ có số ít đại tông môn mới có được thủ pháp chăm sóc đặc biệt của tiên heo không ngờ bên trong điện truyền pháp của tông môn ẩn thế có thứ này điều này cũng khiến lý nhị cương cảm khái tông môn ẩn thế không hổ là tông môn ẩn thế lý nhị cương thật cẩn thận đặt bàn về tiên chư sau khi sinh lại nhìn quyển sách khác vừa mới nhìn đôi mắt hắn ta không đúng lắm tông tông chủ những thứ này thực sự đều là đồ bỏ đi sao vô đạo tông đại điện tông chủ lúc này sở duyên đang ngồi trên ngai vàng tông chủ rơi vào trong trầm tư hắn đang tự hỏi con đường kế tiếp của hắn đến bây giờ hắn đã rơi xuống cảnh giới luyện khí sơ kỳ đỉnh phong sức chiến đấu yếu tới mức đáng thương có lẽ dựa vật khổ tu có thể tới cảnh giới trúc cơ trong vòng một năm nhưng như vậy tốc độ quá chậm phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn chỉ có dựa vào nhận đồ đệ dạy đồ đệ thành phế vật nhưng bây giờ sở duyên muốn ổn định trước đã, chỉ nhận một đồ đệ. Vừa tự mình tu luyện, vừa dạy đồ đệ thành phế vật, mà hắn sợ nếu lại nhận hai ba đệ tử, một năm sau nhớ đâu thực sự đều thành tài, thì sẽ trừ hai ba đại cảnh giới. Hiện giờ sở duyên chỉ là cảnh giới luyện khí, cho dù trong một năm tự hắn tu luyện tới cảnh giới trúc cơ, nhưng bị khấu trừ hai đại cảnh giới thì chính là phàm nhân. Sợ nhất chính là Đến lúc đó trừ ba đại cảnh giới. Có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên Sở Duyên tính toán, nếu có thể, ổn một phát trước đã. Tuy còn chưa nhận đồ đệ, nhưng đã có chút ủ rũ chuẩn bị sẵn tình huống thất bại, nhưng chuyện này cũng không thể trách Sở Duyên. Hắn liên tục nhận ba đồ đệ, tất cả đều thành tài. Nếu hắn còn không sợ gì, vậy hắn sẽ không còn gì cả. Ổn định đã, ổn định đã, nhận một người dạy thành phế vật, đến lúc đó có kinh nghiệm nhìn quả bầu mà vẽ ra quả gáo là được. Sở xuyên im lặng định ra mục tiêu năm nay cho mình. Trước mắt nhìn, phải đi xuống núi tìm một đệ tử thiên tài. Không sai, sở duyên đã thay đổi ý nghĩ nhận đồ đề. Hắn dự định nhận một thiên tài, dạy thiên tài thành phế vật, nhận thiên tài mới là con đường chính xác. Lúc này sở duyên đứng dậy, chuẩn bị xuống núi, mới bước ra nửa bước, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Không đúng, hiện giờ hắn chỉ là cảnh giới luyện khí. Một cảnh giới luyện khí yếu tới mức đáng thương, bây giờ phải xuống núi kiểu gì? Bay đều không bay được, cho dù xuống núi, cảnh giới luyện khí này có ích lợi gì? Chuyện này, sở duyên trợn tròn mắt, cảnh giới luyện khí nhận đồ đệ kiểu gì đây? Lấy cảnh giới luyện khí đi nhận đồ đệ, hắn nhận cái rắm Nhận phế vật còn có khả năng, nhận thiên tài sao? E rằng một hộ vệ của gia tộc người ta đứng ra đều trâu bỏ hơn hắn. Nghĩ tới cảnh tượng mình đi nhận đồ đệ, bị hộ vệ nhà người ta tát một cái đánh bay đi, Sở Duyên sợ hãi. Không được, không được, nếu dựa vào mình muốn nhận đệ tử thiên tài không được. Sở Duyên nhất thời bất đắc dĩ, nếu Diệp Lạc không bị hắn đuổi xuống núi thì tốt biết bao. Hắn còn có thể dẫn Diệp Lạc đi cùng. Phù, Sở Duyên thở dài một hơi, nhưng đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên ánh sáng. Không đúng, hắn không chỉ có một đồ đệ hắn còn có Trương Hàn mà. Trương Hàn này, tuy là lão âm hiểm, nhưng thực lực rất mạnh. Khi hệ thống kiểm tra đo lường, đã kiểm tra đo lường ra Trương Hàn là cảnh giới hóa thân. Chỉ cần có thể lừa Trương Hàn đi xuống núi với hắn, vậy chuyện nhận đổ đệ sẽ không thành vấn đề. Hơn nữa còn hàng Trương Hàn này đâm sau lưng hắn, khiến cảnh giới của hắn hạ xuống. Bắt Trương Hàn đi cùng hắn xuống núi nhận đồ đệ, không quá đáng đúng không? Không sai, không sai, dẫn theo Trương Hàn, Vậy thì sẽ ổn định. Nhưng mà muốn lừa Trương Hàn thì phải nghĩ lời kịch mới được. Sở Duyên cao mày, bắt đầu suy nghĩ nên lừa Trương Hàn thế nào mới thỏa đáng nhất. Hắn suy nghĩ chính là mất nửa ngày, mãi đến hoàng hôn ngày hôm sau, Sở Duyên mới nghĩ ra được đối sách. Chương 154, ta dạy cái bếp. Hắn chuẩn bị cho Trương Hàn 6 bộ đối sách lừa gạt khác nhau. Chủ yếu là xem Trương Hàn trả lời như thế nào, dù sao cho dù trả lời như thế nào Hắn đều đã chuẩn bị xong đối sách lừa gạt. Sở Duyên đang định đi ra ngoài tìm Trương Hàn, đúng lúc này, bên ngoài đại điện tông chủ, âm thanh khiến người ta cảm thấy như tẩm gió xuân vang lên. "Sư tôn, đệ tử cầu kiến, đây là giọng Trương Hàn." Sở Duyên ngẩn người, đúng là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay, "Vào đi." Sở Duyên nhanh chóng hoàn hồn, mặt ngoài khôi phục dáng vẻ thản nhiên hờ hững. Chỉ trong nháy mắt nhìn, hắn mặc trường bào trắng như tuyết, tóc dài như mực, khí chất xuất trần, mờ mịt hư ảo, giống như trích tiên. Lẳng lặng ngồi trên ngai vàng tông chủ, giống như một tiên nhân hành tẩu hồng trận, uy nghiêm vô hình khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nếu dựa vào bộ dạng này của sở duyên, có người nói sở duyên là cảnh giới luyện khí, chỉ sợ không có ai tin tưởng. Thực sự là vì khí chất của sở duyên trời sinh đã xuất chúng. Bên kia, bên ngoài đại điện tông chủ, Trương Hàn cũng cất bước đi tới khi thấy sở duyên ngồi trên ngai vàng tông chủ đôi mắt sáng lên đệ tử trương hàn bái kiến sư tôn chúc sư tôn vạn an trương hàn đi vào trong điện nho nhã cúi người hành lễ miễn lễ sở duyên mở miệng nói hai chữ nhưng trong mắt hắn có thêm ý lạnh chính là đệ tử này đâm sau lưng hắn còn chơi giấu diếm vào một phút cuối cùng là kiểm tra đo lường mới đâm sau lưng hắn bên kia trương hàn chậm rãi đứng thẳng còn chưa cảm nhận được có chỗ nào không thích hợp. Hắn ta chắp tay với sư tôn. Sư tôn, đệ tử tới bái kiến sư tôn là có chuyện muốn nói rõ với sư tôn. Trương Hàn mở miệng nói. Hả, trùng hợp thế, vi sư cũng có chuyện muốn tìm con. Sở Duyên thản nhiên nói. Sư tôn là trưởng bối, nên để sư tôn nói trước. Chuyện của đệ tử đương nhiên phải nói sau. Mong sư tôn nói rõ mọi chuyện. Trương Hàn chắp tay nói. Nghe thấy những lời này, sở duyên im lặng một lát trong đầu bắt đầu sắp xếp từ ngữ sở duyên im lặng tiếp trong điện trở nên yên tĩnh không có một tiếng động châm rơi xuống có thể nghe thấy bầu không khí lập tức trở nên hơi ngưng kết chủ yếu là vì sở duyên không nói lời nào trương hàn đâu dám mở miệng trước chỉ có thể cúi đầu đợi sư tôn mở miệng nói trước khoảng chừng một lúc lâu sau sở duyên ngồi trên ngai vàng tông chủ mới mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này hàn nhi chuyện của vi sư, trái lại cần con giúp đỡ một chút. Vi sư bởi vì tu hành, tự phong tu vi, không thể vận dụng tu vi, nhưng cần xuống núi một chuyến, nếu không có tu vi, có khả năng sẽ có phiền phức, hàn nhi con bằng lòng bảo vệ một chút không? Ồ, đương nhiên, vi sư, sở duyên còn chưa nói hết câu, đột nhiên bị cắt ngang, sư tôn, đệ tử nguyện ý, trương hàn bất chợt ngừng đầu, nói những lời này, sở duyên, vậy là nguyện ý rồi hả? Hắn nghĩ rất lâu sáu đối sách lừa gạt, một bộ cũng không cần dùng tới, đã nguyện ý rồi hả? Chuyện này không thể nghi ngờ là khiến Sở Duyên có cảm giác như một quyền đánh vào bông. Hàn Nhi, con phải hiểu rõ, lần này xuống núi, có khả năng không trở về nhanh như vậy được. Sở Duyên có chút không dám tin, hỏi một câu thăm dò. Sư Tôn, đệ tử hiểu rõ, bản lĩnh toàn thân này của đệ tử, toàn bộ do sư Tôn dạy bảo, sư Tôn vì tu hành, cần đệ tử bảo vệ đương nhiên là đệ tử nguyện ý bảo vệ sư tôn vẻ mặt trương hàn nghiêm túc nói những lời này vang lên sở duyên cảm thấy hơi cảm động nhưng cẩn thận nghĩ lại gương mặt lập tức âm trầm bản lĩnh toàn thân này tất cả đều do ta dạy sao đây là ở trong tối cao giọng châm chọc ta sao ta dạy ngươi có được bản lĩnh như vậy sao ta dạy cái bếp rõ ràng là đang ở trong tối châm chọc ta trương hàn ngươi giỏi lắm một khi đã như vậy vậy đi thu dọn đồ đi theo vi sư xuống núi sở duyên âm trầm nói xong những lời này đi ra bên ngoài điện hắn muốn yên tĩnh một lát vô đạo tông bên ngoài sơn môn một bóng người đứng cách đó không xa người này đúng là trương hàn trương hàn mặc nho bào tóc đen dùng một cây châm gõ cố định lại mi thành mục tú trên gương mặt xuất hiện nụ cười theo quán tính khiến người ta như tắm trong gió xuân toàn thân tràn ngập hương vị nho sinh hắn ta đứng bên ngoài sơn môn lẳng lặng chờ đợi nhưng mà thường liếc bên trong sơn môn giống như đang đợi ai đó qua một lúc lâu sau bên kia sơn môn sở duyên thong thả đi ra so với khí chất nho sinh của trương hàn khí chất của sở duyên rõ ràng là quá mức xuất trần nếu muốn hình dung vậy chỉ có thể nói quá tiên nói ra bốn người của vô đạo tông có khí chất khác biệt nhau khí chất của sở duyên như trích tiên không ăn khói lửa nhân gian Diệp Lạc có sắc bén của kiếm tiên, nhưng trong sắc bén ẩn chứa vô tình chi huy của thiên đạo, hai thứ kết hợp. Đương nhiên là Trương Hàn thì không cần nhiều lời, nhỏ nhã hiền hòa. Còn Tô Càn Nguyên, ngoại trừ cái đầu chọc, không có điểm sáng gì khác. Lúc này, Sở Duyên đi từ trong sơn môn ra, chương 155, ta không có tay sao một. Hàn Nhi, chuẩn bị xong chưa? Hai tay của Sở Duyên để ở sau lưng, đi tới trước mặt Trương Hàn. Sư Tôn, Đệ tử đã chuẩn bị xong. Trương Hàn cúi người thi lễ với sư tôn. Sở Duyên ở phía đối diện nghe thấy thế, lập tức sửng sốt. Chuẩn bị xong rồi à? Thứ gì cũng không mang theo, là chuẩn bị xong rồi hả? Hàn Nhi, con không mang theo thứ gì sao? Sở Duyên nhìn hai tay trống trơn của Trương Hàn, chẳng lẽ cảnh giới hóa thần ngang tàng như vậy, xuống núi đều không cần mang theo thứ gì? Tuy hắn không phải thứ gì cũng mang, nhưng hắn có mang theo thần kiếm của mình đang để ở sau người. Vậy mà Trương Hàn không mang theo gì, hai tay trống trơn, sư tôn, đệ tử mang theo vài cuốn sách, trên đường có thể đọc. Trương Hàn lắc đầu nói, vậy sách của con đâu? Sở Duyên nhìn toàn thân Trương Hàn, đâu có sách gì? Những lời này vừa nói ra, Trương Hàn nghi ngờ nhìn sư tôn trước mặt. Sư tôn ngay cả thủ đoạn của hắn ta cũng không biết sao. Nhưng hắn ta chỉ nghĩ một lát, mặt ngoài vẫn ngoan ngoãn trả lời ở trong trận pháp không gian, sau khi nói xong, năm ngón tay của Trương Hàn mở ra. Từng trận văn tự nhiên xuất hiện, đan vào thành trận hình trong tay hắn ta. Hào quang lóe lên, ngay sau đó, một quyển bí tịch xuất hiện trên tay hắn ta. Sở Duyên đứng bên cạnh thấy thế đôi mắt sắp lồi ra. Đây là thứ đồ chơi gì thế? Tự nhiên tạo vật à? Châu thật, chỉ trong nháy mắt, trong đầu Sở Duyên có một ý nghĩ lớn mật. Lấy thủ đoạn này của Trương Hàn nếu hắn có loại thủ đoạn này khi lừa gạt người khác chẳng phải càng giống như thật sao hàn nhi trận pháp này của con cụ thể bố trí như thế nào nói ra vi sư có thể chỉ điểm cho con một chút đôi mắt sở duyên tỏa sáng mặt ngoài thản nhiên chậm rãi mở miệng hỏi hà sư tôn trận pháp này đâu cần sư tôn chỉ điểm trận pháp không gian này có tay là được trương hàn mê mang nói nghe thấy những lời này Sở Duyên đang hưng phấn lập tức im lặng. Có tay là được sao? Cúi đầu nhìn bàn tay mình một lát, ta đây chẳng lẽ không có tay? Ta là người tàn tật sao? Không hiểu sao Sở Duyên lại sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ thế giới này thực sự ngoại trừ hắn ra, những người khác đều có vòng sáng nhân vật chính, số mệnh thêm trên người, thiên mệnh chi tử. Người ta có tay là được, hắn dùng cả tay chân đều không được. Không có khả năng, hắn cũng nhất định có thể làm được càng đừng nói hắn còn có hệ thống chỉ cần có thể dạy đồ đệ phế vật vậy thì cảnh giới của hắn sẽ tăng vô hạn sở duyên ngầm nghiến răng nếu không cần chỉ điểm vậy thì đi thôi lên đường đi sở duyên hít sâu một hơi nói dạ sư tôn tu vi của sư tôn không thể vận dụng không bằng để đệ tử dẫn theo sư tôn tiến hành bay như vậy tốc độ có thể nhanh hơn một chút trương hàn chắp tay dò hỏi có thể sở duyên gật đầu thấy thế Trương Hàn cúi người hành lễ với sư tôn một lần nữa, mỗi lời nói hành động đều vô cùng tôn kính với sở duyên. Xin nghe theo lệnh của sư tôn, mong sư tôn thứ cho sự vô lễ của đệ tử. Giọng nói của Trương Hàn vừa ngừng, tay vươn ra, năm ngón tay khép lại, hướng lên trên, ong, trận pháp lấp lóe ánh sáng mà lên, từng trận văn từ trong hư không diễn sinh mà ra. Dưới chân sở duyên xuất hiện pháp trận đột nhiên bay lên. Pháp trận mang theo sở duyên bay lên, chỉ trong nháy mắt hóa thành điểm đen biến mất ngay tại chỗ trương hàn nhìn bóng dáng sư tôn biến mất môi mở ra có chút cảm khái sư tôn đúng là sư tôn vậy mà không có hành động gì không có bất cứ phản ứng gì giống như hoàn toàn không biết hiệu lực của pháp trận tâm tính của sư tôn quá cường đại giống như bất cứ lúc nào đều có thể lạnh nhạt trương hàn lắc đầu bóng dáng cử động phóng lên trời hóa thành quang mang đuổi theo phía sư tôn biến mất sau khi Sở Duyên và Trương Hàn biến mất hai canh giờ. Ở trên bầu trời phía đông núi Thiên Vụ, từng dòng khí cường đại xuất hiện. Từng dòng khí này đan xen vào nhau, bao phủ vùng đất rộng bên ngoài núi Thiên Vụ. Vô số dã thú đều phát ra tiếng kêu rên, quỳ dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Sợ chủ nhân của khí tức này giết chết, bên ngoài núi Thiên Vụ, trong bầu trời phía xa, Diệp Lạc dẫm lên phi kiếm, áo bào bay phấp phới, ở phía xa ngắm nhìn mảng lớn mây mù bên ngoài núi thiên vụ. Sau lưng hắn ta, hàng loạt cường giả đi theo, khí tức của đám người này yếu nhất là cảnh giới nguyên anh. Sư Tôn, con đã trở về, Diệp Lạc đứng trên phi kiếm, để mặc gió mát thổi sợi tóc trên mặt hắn ta lên, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn ta đã thành lập thánh địa, chuyện ở nơi đó cũng được xử lý xong xuôi, với thực lực của hắn ta hiện giờ, ngoại trừ tất cả tông môn ở Đông Châu Liên Hợp lại, nếu không hắn là một nhà độc đại, còn lại chính là chuyện xây dựng tông môn, những chuyện này đều cần thời gian xử lý, cho nên Diệp Lạc mới dành thời gian tới bái kiến sư Tôn một lát. Đồng thời cũng là vì giải quyết một chuyện khác, còn chuyện này, Diệp Lạc hơi quay đầu nhìn thoáng qua đại trưởng lão ngự không bên cạnh. Hai, hắn ta cũng không biết nên nói thế nào. Chương 156, ta không có tay sao hay? Hắn ta xử lý xong chuyện thánh địa thì nghĩ tới chuyện đạo lữ của tam sư đệ tô càn nguyên. Hắn ta tìm đại trưởng lão hỏi một chút, sau đó biết được một chuyện rất rắc rối. Không biết đạo lữ của tô càn nguyên đi theo đại trưởng lão từ khi nào. Quan hệ phức tạp này khiến Diệp Lạc cảm thấy đau đầu, không biết nên xử lý thế nào. Đơn giản là nhân cơ hội này dẫn theo đại trưởng lão tới vô đạo tông. Để tô càn nguyên và đại trưởng lão tự mình xử lý. Diệp Lạc cũng không biết hai người này chạm mặt sẽ xảy ra chuyện gì dù sao diệp lạc đã làm ra quyết định tệ nhất nếu đến lúc đó tô cản nguyên đánh nhau với đại trưởng lão thì thiên vị tô cản nguyên hơn dù sao đồng môn vô đạo tông quan trọng hơn đương nhiên nếu hai người không đánh nhau là tốt nhất dù sao một người là đồng môn một người là trụ cột vững chắc của thế lực người nào chịu tổn thương đều không được tốt nhưng mà chuyện này diệp lạc thực sự không thể xen tay vào núi thiên vụ trên vô đạo tông, quảng trường đại điện, Tô Càn Nguyên đi tới quảng trường này, vẫn là đầu chọc. Cái đầu bóng loáng này được địa sát thường xuyên mài rũa, trở nên mượt mặt tỏa sáng, khi ánh mặt trời chiếu xuống, dạng rỡ phát sáng, không hiểu sao thú vị bồi hồi ở bên trong. Sư Tôn và Nhị Sư Huynh đều đã xuống núi, trong tông tên mập kia vẫn luôn ở điện truyền pháp. Bên trong thần binh các không có ai, trái lại có thể đi vào trong thần binh các nhìn xem, nghe Đại Sư Huynh nói, bên trong đều là linh bảo không biết thật hay giả trên mặt tô càn nguyên tràn ngập vẻ hưng phấn nhìn về phía thần binh các rất nhanh đi về phía thần binh các lúc trước tô càn nguyên nghe nhị sư huynh trương hàn nói thần binh trong thần binh các vô cùng huyền diệu nhưng trương hàn không được một kiện thần binh tán thành tô càn nguyên nghĩ nếu lão ta có thể đạt được tán thành của một thần binh trước trương hàn vậy biểu cảm của nhị sư huynh trương hàn chắc chắn vô cùng đặc sắc Tô Càn Nguyên vừa tưởng tượng, vừa đi về phía Thần binh Các. Rất nhanh, Tô Càn Nguyên đi tới trước Thần binh Các, nhìn lầu các tràn ngập khí tức cổ xưa trước mặt, Tô Càn Nguyên không có một chút do dự, bước chân đi vào bên trong. Khi lão ta đi vào trong lầu các, đi vào lầu các, lọt vào tầm mắt là một con đường phong cách cổ xưa. Hai bên đường là dãy đài đá hình lõm sừng sững, mùi hương kỳ lạ phả vào mặt, liếc mắt nhìn kỹ, trên mỗi đài đá đều đặt một thanh vũ khí chẳng qua những vũ khí này tối đen không ánh sáng vô cùng bình thường những thứ này là thần binh linh bảo sao lão ta nhớ rõ trước đây khi ở càn đế đạo tông từng thấy hai kiện linh bảo không quá giống những thứ trước mắt này tô càn nguyên nhíu mày đi tới con đường phong cách cổ xưa kia đi về trước một bước dự định xâm nhập nhìn xem lão ta mới đi ra một bước bất chợt trên đài đá phía cuối con đường một cái búa oxy hóa đột nhiên lóe lên lục quang chói mắt lục quang chiếu thẳng lên cái đầu chọc của tô càn nguyên hửm cái búa này sẽ phát sáng sao tô càn nguyên nhìn cái búa trói mắt đôi mắt sáng lên rõ ràng cái búa này đã bị oxy hóa cán búa cũng có vẻ mộc mạc cũ nát nhưng lại tỏa ra lục quang mà hào quang có vẻ bất phàm cái búa này không phải vật phàm tô càn nguyên vội vàng chạy tới trước mặt đài đá hai tay trả sát muốn cầm cái búa lên nhìn xem một lát bàn tay lão ta còn chưa chạm vào cái búa trong búa truyền ra một giọng nói đừng động vào lão tử xôn xao bàn tay tô càn nguyên vươn ra cứng ngắc ở giữa không trung vươn ra cũng không phải lùi về cũng không được vẻ mặt của lão ta lại càng kỳ lạ không thôi chuyện này cái búa này có thể nói chuyện sao đời trước tô càn nguyên vốn là tông chủ của càn đế đạo tông kiến thức của lão ta hơn người bình thường nhiều vũ khí của tu tiên giả chia ra làm ba loại Phàm bảo, pháp bảo, linh bảo, trong đó phàm bảo là không có linh tính, pháp bảo có được linh tính nhất định, sẽ nhận chủ, nhưng linh tính rất yếu. Linh bảo thì khác, linh tính đã thành hình, người lựa chọn linh bảo, linh bảo cũng lựa chọn người. Linh bảo có thể mắng chửi người khác. Vậy linh tính sẽ mạnh tới mức độ nào? Theo lão ta biết, hai kiện linh bảo của Càn Đế Đạo Tông, căn bản không nói được. Mà hai kiện linh bảo của Càn Đế Đạo Tông là linh bảo hạ phẩm vậy thì cái búa này ít nhất là linh bảo trung phẩm thậm chí là linh bảo thượng phẩm biết được cấp bậc của cái búa này tô cản nguyên không nhịn được kích động nhưng tâm tính của lão ta coi như cường đại kìm nén áp chế cảm xúc mở miệng nói với cái búa thần phủ xin hỏi tên đầy đủ của ngươi là gì tô càn nguyên cẩn thận nói giọng nói của lão ta vang lên trong thần binh các yên tĩnh vù vù cửa lầu các mở ra từng cơn gió nhẹ thổi vào trong lầu các vẫn vô cùng yên tĩnh, không có bất cứ âm thanh gì đáp lại Tô Cản Nguyên. Thần phủ, thần phủ, Tô Cản Nguyên nhíu mày, lại gọi hai câu. Nhưng mà cái búa này vẫn không có bất cứ đáp lại nào, lục quang ban đầu lóe lên cũng đã biến mất, toàn bộ đều giống như chưa từng tồn tại. chương 157, búa cố ý để lộ. Rõ ràng là cái búa này mới thể hiện ra sự bất phàm. Sao bây giờ không có phản ứng nữa? Không có đạo lý, chẳng lẽ thần binh búa này không muốn để ý tới lão ta? Tô Càn Nguyên cảm thấy nghi ngờ khó hiểu, giống như ngoại trừ khả năng này ra, cũng không còn nguyên nhân khác. Tô Càn Nguyên im lặng một lát, giơ tay muốn chạm vào cái búa. Ý đồ dùng phương thức này khiến cái búa để ý tới lão ta. Quả nhiên, khi bàn tay lão ta sắp chạm vào cái búa, hào quang tỏa từ trong cái búa ra, hất tay Tô Càn Nguyên đi. Người vẫn nên xử lý xong chuyện xấu của mình đi đã đừng có rảnh rỗi là lượn lờ tới đây một giọng nói hơi tức giận truyền từ trong búa ra thần tô càn nguyên thấy cái búa đáp lại đôi mắt sáng lên lúc này muốn mở miệng nói chuyện không đợi lão ta nói xong những lời này bỗng nhiên đạo vận quen thuộc tràn ngập mà đến đạo vận này đại sư huynh đại sư huynh trở lại tô càn nguyên sửng sốt một lát lập tức lộ ra vui mừng không đợi lão ta vui sướng quá lâu đột nhiên nghĩ tới hiện giờ lão ta ở thần binh các còn trong tình huống không được sư tôn cho phép không khỏi giật thót mình nếu như bị đại sư huynh bắt được cho dù là đầu chọc đều không có nghĩ tới cảnh tượng lần trước nhị sư huynh bị đại sư huynh đánh tơi bời vui mừng trên mặt tô cản nguyên lập tức biến thành sợ hãi không kịp nói thêm câu gì với cái búa so với linh bảo lão ta càng sợ bị diệp lạc đánh hơn nhớ tới phi kiếm đầy trời tô cản nguyên cảm thấy đó là sợ hãi cả đời nghĩ vậy Tô Càn Nguyên cảm thấy linh bảo không thơm, vội vàng xoay người chạy ra ngoài điện, sợ bị Diệp Lạc phát hiện lão ta đang ở Thần binh Các. Tô Càn Nguyên rời đi, trong Thần binh Các đột nhiên trở nên náo nhiệt hơn, vũ khí trên đài đá giống như sống lại, tỏa ra đủ loại quang mang, hào quang mới xuất hiện, uy áp khó có thể tưởng tượng hàng lâm lầu các. Sau khi những hào quang này xuất hiện, nhanh chóng đan xen vào nhau, giống như đang nói gì đó với nhau nếu lúc này có người đi vào lầu các dung nhập vào trong hào quang có thể nghe thấy âm thanh chúng nó nói chuyện với nhau không phải cái búa ngươi rảnh rỗi quản nhiều quá đấy trong chúng ta củi bắp nhất là ngươi cả ngày để lộ cũng là ngươi đúng vậy búa không phải bọn ta nói ngươi ở chung nhiều năm như vậy sao không phát hiện vậy mà ngươi thích nói chuyện như thế ta không để lộ các ngươi sao các ngươi có cơ hội nhận chủ các ngươi không nhận chủ sao thứ tự của ta tăng lên ngươi xem vô tẫn kiếm hồ biến mất chẳng lẽ thứ hạng của ta không tăng lên chúng linh bảo vô đạo tông quảng trường đại điện lúc này diệp lạc đang đứng ở trên quảng trường cúi đầu nhìn vùng đất ngày xưa mình ngộ đạo cảm khái sau lưng hắn ta đại trưởng lão đang thật cẩn thận đứng thường ngẩng đầu đánh giá tông môn ẩn thế trong truyền thuyết trong tầm mắt lão ta điện phủ kia tràn ngập huyền diệu giống như đang tản ra lực hấp dẫn giống như chỉ cần lão ta đi vào trong điện đường đó thì có thể đạt được cơ duyên rất lớn đương nhiên đây là hiệu quả tâm lý của đại trưởng lão bốn chữ tông môn ẩn thế này đã để lại hình tượng vô cùng huy hoàng trong lòng lão ta theo đại trưởng lão một cây cỏ trong vô đạo tông chỉ sợ đều là tiên thảo diệp lạc không biết chuyện này nếu diệp lạc biết có lẽ sẽ chết vì cười vô đạo tông chỉ mở hai tòa điện đường tất cả những tòa khác đều ở trạng thái đóng cửa không có nhiều thứ như vậy. Hai người đều ôm tâm tư khác nhau, đứng trên quảng trường đại điện, một lúc lâu sau, bỗng nhiên một giọng nói kích động truyền từ ngoài quảng trường tới. Đại sư Huynh, đại sư Huynh thực sự là Huynh, chỉ thấy tô càn nguyên vội vàng chạy từ đằng xa tới. Một bước là trăm mét, không có pháp lực dao động, rõ ràng cho thấy dựa vào lực lượng của cơ thể để tiến hành chạy tới. Nhưng dựa vào lực lượng cơ thể, vẫn nhanh như cũ. Chỉ trong nháy mắt, Tô Càn Nguyên đã đi tới sân rộng trong đại điện. Nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Lạc, biểu cảm vô cùng sung sướng. Đại sư Huynh, thực sự là Huynh, Huynh đã trở về. Tô Càn Nguyên đánh giá Diệp Lạc từ trên xuống dưới, vui sướng nói. Ừm, trở về gặp sư Tôn một lát, đúng rồi, sư Tôn đâu? Trên mặt Diệp Lạc lộ ra tươi cười, hỏi. Hả, đại sư Huynh là tới gặp sư Tôn sao? Hơn hai canh giờ trước, sư tôn đã dẫn theo nhị sư huynh cùng nhau xuống núi rồi. Tô Càn Nguyên không khỏi mở miệng nói, hả, sư tôn dẫn lão nhị xuống núi rồi hả, Diệp Lạc sửng sốt, có chút không ngờ tới, ý của hắn ta vốn là tới bái kiến sư tôn, nói về tình hình của hắn ta ở bên ngoài cho sư tôn nghe. Nhưng không ngờ tới, vậy mà sư tôn đã xuống núi. Còn dẫn theo Trương Hàn đi xuống núi cùng, một khi đã như vậy, vậy hắn ta cũng không có biện pháp nào chương 158, đúng là cuối cùng không dễ đi được. Tuy hắn ta biết Trương Hàn là tông chủ tương lai của vô đạo tông, nhưng nghe sư tôn dẫn theo Trương Hàn xuống núi, trong lòng hắn ta vẫn chua sót. Trước đây sư tôn chưa từng dẫn hắn ta xuống núi, vậy mà lần này dẫn theo Trương Hàn cùng xuống núi. Ta thật chua sót, ta rất khó chịu, Diệp Lạc nói thầm trong lòng, ở mặt ngoài vẫn không biểu hiện ra, vẫn là bộ dạng mỉm cười như cũ. Tô Càn Nguyên không nhìn ra được khác thường, lão ta vô cùng nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, đại sư huynh, sư tôn dẫn theo nhị sư huynh xuống núi rồi. Tô Càn Nguyên nói, những lời này vừa nói ra, giống như một thanh lợi kiếm. Đâm nát trái tim chua sót của Diệp Lạc, ánh mắt Diệp Lạc nhìn Tô Càn Nguyên đều đã thay đổi. Vốn đang nghĩ chuyện của đại trưởng lão thiên vị lão tam một chút. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Ừm, một khi đã như vậy, vậy không còn biện pháp, sư đệ, ta dẫn đệ đi gặp người quen cũ trước. Đại trưởng lão, tới đây, Diệp Lạc lộ ra nụ cười kỳ lạ, vẫy tay với phía sau. Sau lưng hắn ta, đại trưởng lão cất bước đi ra, gương mặt già nua vô cùng xấu hổ nhìn tô càn nguyên biến thành đầu chọc. Môi run rẩy, không biết nên mở miệng kiểu gì, lão ta sợ mình nói ra sẽ bị tô càn nguyên đánh chết. Tô càn nguyên thì khác, sau khi nhìn thấy đại trưởng lão, biểu cảm vô cùng kinh ngạc vì sao đại trưởng lão của càn đế đạo tông xuất hiện ở đây chẳng lẽ đại sư huynh đã giải quyết càn đế đạo tông sau đó vì giúp lão ta hoàn thành chuyện của đạo lữ cho nên dẫn theo đại trưởng lão tới đây hình như chỉ có như vậy đại trưởng lão mới có khả năng được diệp lạc dẫn tới vô đạo tông nhưng đại sư huynh mới xuống núi bao lâu mà thôi nghe nói đại sư huynh trở thành nhân vật trên bảng phong vân của đông châu đã đủ khiến người ta kinh hãi nếu đại sư huynh còn giải quyết càn đế đạo tông vậy thì thực sự không thể tin nổi đại trưởng lão đại sư huynh huynh đã ra tay với cản đế đạo tông rồi sao tô càn nguyên không thể tin được hỏi ừm tình hình cụ thể để đại trưởng lão nói với đệ đi sư huynh ta đi dạo vô đạo tông trước mọi chuyện để đại trưởng lão nói với đệ diệp lạc cười kỳ lạ sau khi nói xong hắn ta xoay người đi ra bên ngoài quảng trường đại điện để lại đại trưởng lão và tô càn nguyên đứng tại chỗ Tô Càn Nguyên ngẩng đầu nhìn bóng lưng đại sư huynh rời đi, cảm thấy khó hiểu. Nhưng không ảnh hưởng tới tò mò của lão ta đối với những việc làm của đại sư huynh sau khi xuống núi. Đại trưởng lão, người nói nhanh lên, đại sư huynh thực sự giải quyết càn đế đạo tông rồi à. Tô Càn Nguyên vội vàng hỏi, nghe thấy những lời này, trong lòng đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra. Không phải hỏi chuyện đạo lữ là được, đúng vậy, tông chủ Càn Nguyên, tông chủ cũ Càn Nguyên, diệp tông chủ hắn gần như một mình đánh bại cả càn đế đạo tông đánh càn đế đạo tông ra khỏi danh sách thánh địa còn hội tụ số mệnh của đông châu mở thánh địa tu luyện mới tên là thái nhất kiếm tông hiện giờ thái nhất kiếm tông đã đi vào quỹ đạo chỉ thiếu thời gian thì có thể hoàn toàn thành trùng của cả đông châu giọng nói của đại trưởng lão hơi thả lỏng mở miệng nói đại sư huynh mạnh như vậy sao thực sự trong thời gian ngắn như vậy mở được thánh địa tu luyện đúng là người đứng đầu vạn năm mới có tô càn nguyên hưng phấn nói đúng vậy diệp tông chủ rất mạnh hiện giờ đứng thứ sáu trong bảng phong vân đông châu có lẽ qua một hai năm sẽ đi lên được hạng nhất đại trưởng lão gật đầu nói lão ta nhìn bộ dạng của tô càn nguyên tảng đá treo lơ lửng trong lòng cũng để xuống được xem ra tô càn nguyên giống như quên chuyện đạo lữ rồi nếu đổi đề tài mà nói nói không chừng tên gia hỏa này sẽ thực sự quên mất chuyện đó nói ra tông chủ cũ càn nguyên không thấy được phong thái của diệp tông chủ lúc đó đâu thực sự đáng tiếc lúc ấy diệp tông chủ một mình đấu với hai cảnh giới độ kiếp gọi là vô cùng đặc sắc sau cuộc chiến này lại càng có nhiều cường giả lâu năm đánh giá diệp tông chủ là thiên tài số một ở đông châu vạn năm mới có đại trưởng lão hăng hái nói ý đồ dùng cảm xúc hấp dẫn tô càn nguyên tô càn nguyên đúng là bị hấp dẫn đi trong đôi mắt lộ ra ánh sáng chuyện về đại sư huynh nhìn kiểu gì cũng truyền kỳ sao lão ta không muốn mình có được kỳ tích như vậy nhưng mà tô càn nguyên kiên định chỉ cần tới ngày lão ta luyện thể chân chính thành công sau khi lão ta rời núi tuyệt đối không có mấy người đỡ được một quyền của lão ta đúng như lời sư tôn nói ngày đó mặc cho người khác có muôn vàn diệu pháp tất cả thần thông ta đều một quyền phá nát ồ ngày đó sư tôn nói là dùng cơ thể phá không khác lắm không khác lắm một quyền phá là được nhưng mà nói đi nói lại chuyện về đạo lữ của lão ta hình như chưa hỏi bạn đang nghe chuyện tại tán tu đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc bạn nghe chuyện vui vẻ